Đô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 93. Cùng lúc đó, Diệp Thần bên này. Cho dù là ngồi không gian phi thuyền, bọn họ vậy ước chừng xài một ít thời gian, mới đi tới vị này tại Linh Võ Đại Lục Lăng Hiên Thành. Mấy người mới vừa đi xuống phi thuyền, mang mặt nạ Duẫn Mính liền đột nhiên ngăn ở Diệp Thần trước người nói, tốt lắm, hiện tại hạ phi thuyền, có thể cùng ta so tài đi. Đừng bảo là, ngươi là một liền người phụ nữ đều sợ hèn nhát. Diệp Thần nhìn đầy mắt vẻ nghiêm túc Duẫn Mính, không khỏi được lộ ra một nụ cười khổ. Mấy ngày nay ở trên phi thuyền, cô gái này mỗi ngày đều quấn hắn yếu quyết đấu so tài, đều bị hắn lấy các loại lý do làm lấy lệ, bây giờ, cho dù là xuống phi thuyền, lại vẫn không muốn thả qua hắn. Hắn nhờ giúp đỡ vậy nhìn về phía một bên Thương Dạ, nhưng mà để cho Diệp Thần cảm thấy ngoài ý muốn là, gần đây nghiêm túc Thương Dạ, lúc này, lại tựa như không có nghe được Duẫn Mính lời nói vậy, tựa đầu chuyển hướng nơi khác. Diệp Thần than thở một tiếng, xem ra, cho dù là Thương Dạ, vậy cầm cái thân phận này phi phàm thiếu nữ không biện pháp gì. Này, thấy được Diệp Thần yên lặng không nói, Duẫn Mính bất mãn kêu một tiếng, ngươi chuẩn bị xong chưa? Diệp Thần tự nhiên không sợ Duẫn Mính, thành thật mà nói, nếu như hắn mới vừa tham gia xong lánh đời đất đấu võ đại hội lúc trở về, Duẫn Mính có thể còn đối với hắn có chút uy hiếp. Bất quá bây giờ, cho dù Duẫn Mính đã tạo hóa cảnh tầng 9 trời, Diệp Thần muốn thắng nàng, nhất hơn cũng chỉ là tốn nhiều chút khí lực mà thôi. Nhưng là, Diệp Thần lại không có bất kỳ theo nàng so tài ý nghĩa, bởi vì, không cần thiết. Hắn không có hứng thú phối hợp như thế người thiếu nữ ý nghĩa, vậy không có hứng thú ở như vậy cô gái trước mặt chứng minh cái gì, hắn là mạnh hay yếu, đến Thăng Long thi đấu lúc, hết thảy tự nhiên sẽ có kết quả. Bất quá, cô gái này, hiển nhiên cũng không phải tốt như vậy đả phát. Diệp Thần đột nhiên linh quang chớp mắt, đối với Duẫn Mính cười nói, ngươi thật muốn ta và ngươi so tài. Ta cũng không dám bảo đảm sẽ không đả thương đến ngươi. Vạn nhất ngươi bị thương, ta như thế nào cùng Duẫn trưởng lão giao phó? Duẫn Mính ánh mắt dùng mình hiện lên, cười lạnh nói, ha ha, nếu như ngươi có thể gây tổn thương cho đến ta, cứ việc ra tay chính là, ta Duẫn Mính còn không phải là cái loại đó cần ra ra bảo vệ phòng ấm đóa hoa, ngươi yên tâm, coi như ta chết, vậy tuyệt sẽ không để cho ra ra truy cứu ngươi trách nhiệm. À, Diệp Thần cười nhạt, vậy thì tốt. Duẫn Mính nhìn Diệp Thần vậy cười nhạt mặt, trong lòng không cam lòng cùng tức giận liền càng ngày càng đậm. Nàng là một cái kiêu ngạo cô gái, cho nên, nàng ghét nhất chính là người khác cầm ra ra mình đi ra nói chuyện. Diệp Thần càng như thế nói, nàng thì càng không phục, Diệp Thần tu vi rõ ràng thấp như vậy, tại sao liền ra ra liên, đều giống như cho rằng hắn so mình mạnh dáng vẻ. Nàng không phục. Cho tới nay, nàng đều muốn chứng minh mình, muốn đuổi kịp ca ca mình, nhưng mà, Diệp Thần đến, tựa như một tảng đá lớn đầu đè ở lòng nàng trên đầu vậy. Để cho nàng cảm giác được mình, và ca ca khoảng cách càng ngày càng xa xôi. Thậm chí, nàng có một loại làm chính nàng cũng có chút cảm giác sợ hãi, đó chính là, liền liền Diệp Thần, cũng sẽ từ từ cầm nàng hất ra. Cho nên, nàng nhất định phải trước mặt đem Diệp Thần đánh bại, nàng muốn chứng minh mình, so Diệp Thần mạnh hơn. Nàng lạnh lùng nhìn Diệp Thần nói, bây giờ, có thể cùng ta so tài chứ? Diệp Thần vẫn là khẽ cười lắc đầu một cái. Duẫn Mính ánh mắt biến đổi, thanh âm hoàn toàn lạnh xuống nói, ngươi có ý gì? Chẳng lẽ, ngươi thật mềm yếu như vậy, ngươi có thể trở thành ta Huyền Nguyệt Tông bí truyền đệ tử, hẳn, không phải loại phế vật đó chứ? Diệp Thần nhướng mày một cái, Duẫn Mính mà nói, có chút chói tai. Hắn nhàn nhạt nhìn Duẫn Mính nói, và ngươi so tài, ta có ích lợi gì? Chỗ tốt, Duẫn Mính nhìn Diệp Thần ánh mắt, càng phát ra khinh thường, so tài còn muốn chỗ tốt gì? Người này làm sao như vậy nịnh bợ? Thật không biết, Bạch lão đầu và Gia Gia bọn họ là thế nào nhìn chúng hắn? Ngươi muốn chỗ tốt gì? Đan dược, thời không chi binh, vừa nói Duẫn Mính đột nhiên tay lộn một cái, cầm ra một cây dao găm nói, ta cây chủy thủ này, là một kiện thời không chi binh, nếu như ngươi thắng, ta đem nó đưa cho ngươi như thế nào? Diệp Thần lắc đầu một cái, ta không cần những thứ này, ta mong muốn. Hắn cân nhắc cười nói, ta mong muốn, là thăm ngươi mặt, ta không có hứng thú và không dám lấy hình dáng kỳ nhân người so tài. Lời vừa nói ra, không chỉ là Duẫn Mính, liền liền Thương Dạ,
đều là sắc mặt biến đổi. Dẫu sao Duẫn Mính một mực che mặt nạ, hơn nữa mặt nạ cực kỳ cổ quái, căn bản nhìn không thấu. Lần này, liền liền Diệp Thần cũng có chút kỳ quái, Duẫn Mính cũng được đi, vì sao Thương Giả cũng là như vậy phản ứng. Hắn biết Duẫn Mính nếu một mực mang mặt nạ kỳ nhân, nhất định là có nguyên nhân gì, cho nên, hắn muốn thông qua cái yêu cầu này, để cho Duẫn Mính biết khó mà lui thôi. Duẫn Mính ánh mắt đột nhiên đổi được phức tạp, có tức giận, có do dự, đồng thời, vẫn còn có từng tia ngượng ngùng. Đột nhiên, Duẫn Mính ánh mắt bình tĩnh lại, nàng quỷ dị hướng về phía Diệp Thần cười một tiếng nói, được, ta đáp ứng ngươi, bất quá, bây giờ coi như ngươi muốn cự tuyệt và ta so tài, vậy cự không dứt được. Thương Giả con ngươi co giúp một cái nói, trà nhi ngươi. Nhưng đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một nụ cười khổ, không nói tiếp nữa. Cái gì, Diệp Thần không hiểu nhìn về phía Thương Giả. Thương Giả lắc đầu nói, Diệp Thần, Duẫn Mính ra đời lúc, Duẫn Thái Thượng trưởng lão từng mời một vị đại năng là nàng coi bói, vị kia đại năng nói, Duẫn Mính trên người có một đạo thiên mệnh, tất nhiên muốn đi theo 7 tuổi sau đó, lần đầu tiên thấy nàng mặt mũi nam tử. Cho nên, từ nàng 7 tuổi sau này, cũng một mực mang mặt nạ sinh hoạt, chưa bao giờ lấy hình dáng kỳ nhân. Bất quá dù vậy, Duẫn Mính nàng vì phòng chỉ tình huống ngoài ý muốn, còn đã từng lấy đạo tâm dạy thề, nếu là có người thấy được nàng dung mạo, phải là nàng cam tâm tình nguyện đi theo, cho dù là nha hoàn và thủ hạ, nếu không, cho dù người này thấy được nàng hình dáng, nàng vậy sẽ chọn đem hắn giết chết hoặc là tự sát. Để diệt sạch những cái kia tất cả đại môn phái thiên chi kiêu tử đối với nàng không khỏi kỳ phiền quấy dày, Duẫn Mính lại là lần nữa thề, đảm nhiệm yêu cầu gì xem nàng hình dáng người. Nàng vậy sẽ cùng nhau làm những người này là đang đối với mình nói lên sống chết đấu tới xử lý. Dẫu sao, nếu như Duẫn Mính bị thấy được hình dáng, dựa theo nàng đạo tâm chi thề, nàng là có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Thần cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới, bản chỉ muốn thoát khỏi phiền toái. Kết quả, nhưng đưa tới một cái phiền toái lớn hơn nữa. Bất quá chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ tốt tiếp nhận Duẫn Mính khiêu chiến, nếu như hắn bây giờ vẫn là cự tuyệt Duẫn Mính yêu cầu, chính là và nàng đạo tâm chi thể đối nghịch, Duẫn Mính vì bảo vệ đạo tâm, có thể không để ý hết thảy công kích hắn. Hắn rốt cuộc gật gật đầu nói, được rồi, bất quá, nơi này dù sao không phải là cái địa phương thích hợp, ở ngoài thành tiến hành đi. Duẫn Mính hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu hướng ngoài thành đi tới. Thương Dạ đột nhiên nghiêm túc đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, trà nhi mặc dù tự do phóng khoáng điểm, nhưng là, bản tính không hề xấu xa. Ngươi ngàn vạn lần không muốn cố ý bại bởi nàng, nếu không, nàng sẽ hận chết ngươi. Thương Dạ cũng coi là nhìn Duẫn Mính lớn lên, trong lòng, một mực rất sủng ái cô bé này, bất quá hắn biết lấy Diệp Thần thực lực tuyệt sẽ không thua Duẫn Mính. Như vậy dựa theo thiên mệnh, Diệp Thần chính là Duẫn Mính muốn đi theo người, còn như là nha hoàn vẫn thủ hạ, vậy đã không trọng yếu. Ở hắn xem ra, Diệp Thần là một đáng giá phó thác người. Diệp Thần nhướng mày một cái, qua một lúc lâu, hay là đối Thương Giả gật đầu một cái. Lăng Hiên ngoài thành một tòa trên núi đá, xuất hiện 3 cái bóng người. Diệp Thần và Duẫn Mính đứng đối diện nhau, Thương Giả đứng ở một bên, để ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Hắn cảm thụ hai người ẩn mà không phát khí thế dần dần nhảy lên tới đỉnh cấp, lúc này mở miệng nói, bắt đầu. Theo Thương Giả tiếng nói vừa dứt, Duẫn Mính tay lộn một cái, hai cây thời không chi binh dao găm rơi vào trong lòng bàn tay, bóng người thoáng một cái, ngay tức thì biến mất, đồng thời, trên núi đá âm ảnh, cũng theo Duẫn Mính biến mất, mới bắt đầu hơi lay động. Diệp Thần trong mắt tử mang chớp mắt, Duẫn Mính thân pháp cực nhanh, hơn nữa, nàng linh thể. Tựa hồ cùng ảnh có liên quan, phối hợp vậy cực nhanh thân pháp, người bình thường căn bản không cách nào phát hiện nàng chỗ. Bất quá, đối với Diệp Thần mà nói, nhưng không coi vào đâu. Ngay tại Duẫn Mính biến mất ngay tức thì, Diệp Thần vậy động, và Duẫn Mính không cùng, Diệp Thần cái này động một cái, lại không có biến mất. Mà là, hóa thân thành một đạo bao phủ trên núi đá toàn bộ đỉnh núi sấm sét màu vàng. Cho dù gần đây trầm tĩnh Thương Dạ, thấy một màn này, đều là trong mắt sạch bóng bạo tránh, không nhịn được kinh hô trăm bước đuổi điện. Ngươi lại luyện thành cái này khám xét nghịch thiên thân pháp. Mà ở Duẫn Mính xem ra, chính là triệt để rung động. Nàng cho tới nay, cũng nhận là thân pháp của mình,
ở tạo hóa cảnh không có địch thủ, đặc biệt là ở nàng thành công đạt tới tạo hóa cảnh tầng 9 trời, cũng lập tức sơ cấp nửa bước tinh khiếu cảnh thời điểm. Nhưng là bây giờ, đối mặt một cái nửa bước hợp đạo đối thủ, nàng nhưng hoàn toàn không theo kịp đối phương. Diệp Thần tốc độ, lại so nàng kinh khủng hơn. Điều này sao có thể? Nàng có được trời yêu đãi ảnh chi linh thể, hành động lúc tựa như bóng tối vậy nhẹ nhàng, thuở nhỏ lại là tu tập mạnh mẽ thân pháp, làm sao có thể sẽ ở phương diện tốc độ bại bởi Diệp Thần đâu? Nàng cắn chặt hàm răng, rốt cuộc buông tha đuổi kịp Diệp Thần. Nhưng là cả người hơi thở cùng nhau, ở sau lưng nàng, ngưng tụ ra một đạo u ảnh giống vậy mơ hồ bóng người. Duẫn Mính trong tay hai chuôi thời không chi binh dao găm, đồng thời tản mát ra nhàn nhạt u quang, sau lưng nàng vậy đạo ảm đạm bóng người, tựa hồ vậy nắm hai cây chủy thủ, theo Duẫn Mính động tác, chậm rãi hướng Diệp Thần hóa thân vậy đạo sấm sét màu vàng đường chéo chém tới. Theo dao găm hoa rơi, Duẫn Mính kiều quát một tiếng, ảnh chi đạo, phân dao ánh sáng. Diệp Thần thân hình hơi chậm lại, còn người hơi co lại, một cổ vô hình áp lực ngay tức thì bao phủ toàn thân, đồng thời, trước người hắn không gian, đột nhiên hiện lên hai đạo liệt ngân, cái này phân dao ánh sáng, lại có biến dạng không gian trực tiếp phong tỏa mục tiêu năng lực. Duẫn Mính sử dụng phân dao ánh sáng sau đó, ngực phập phồng không ngừng, hiển nhiên một chiêu này tiêu hao không nhỏ. Bất quá, nàng nhìn Diệp Thần, trong ánh mắt nhưng là vẻ đắc ý. Tốc độ tuy là nàng cường hạng một trong, nhưng là, nàng chân chính lá bài tẩy, nhưng ở tại nàng công kích. Cho dù tốc độ ngươi mau hơn nữa, ta cũng có thể đem ngươi đánh trúng. Mà một đao này uy lực, nàng cũng có tương đối lòng tin. Diệp, có lẽ phương diện tốc độ, ngươi thật sự so ta mạnh, nhưng là, so thực lực, ngươi tuyệt không phải ta đối thủ. Nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Diệp Thần cho dù bị nàng công kích phong tỏa, vẫn thần sắc sửng dưng. Tay lộn một cái, nắm huyết ma kiếm lúc đó, chẳng biết tại sao, trong lòng, lại mơ hồ có chồng cảm giác xấu. Ta hôm nay dùng cửu u hòa tan vậy hai đạo máu tươi và ngươi đánh một trận, chân linh đổi. Diệp Thần thân hình, ở ngay lập tức bây giờ biến hóa, khí thế không ngừng cao tăng, sau lưng hiển hiện ra một đầu uy nghiêm bóng thú, tựa như bạch hổ, lại mang theo kỳ lân đặc thù. Vậy bóng thú chớp mắt rồi biến mất, mà ở đó bóng thú biến mất đồng thời. Một đạo hư ảnh hiện lên, cánh tay bên trong, hàm chứa vô cùng lực lượng. Phá cho ta, Diệp Thần dửng dưng nói nhỏ, trong tay huyết ma kiếm, tựa hồ tùy ý chém một cái ra. Một khắc sau, phổ biên kim mang chìm ngập cả ngọn núi đầu, to lớn nổ vang hướng bốn phía lan truyền, thương giả khoát tay, đem công kích dư âm toàn bộ trấn áp. Ánh sáng ngay tức thì tiêu tán, mà trong ánh sáng lòng chỗ Diệp Thần, lại đang Duẫn Mính dưới sự công kích. Không chút tổn hao nào. Ngược lại đi dạo sân vắng vậy, hướng Duẫn Mính đi tới. Hắn lại tùy ý một kiếm liền phá Duẫn Mính công kích mạnh nhất một trong. Mà Duẫn Mính, mặc dù không có cùng Diệp Thần gần người giao chiến, nhưng là, nàng công kích ánh sáng bị phá, công kích phản chấn dưới, vậy bị nội thương, khóe miệng mang theo máu tươi, dọc theo mặt nạ nhỏ xuống. Nàng khó có thể tin nhìn Diệp Thần, làm sao có thể. Hắn là tại sao rách mình công kích? Hắn bất quá là nửa bước hợp đạo cảnh mà thôi, làm sao có thể sẽ có thực lực cường đại như vậy? Chẳng lẽ, cái này như vậy làm người ta không ưa người đàn ông, thật, so mình mạnh hơn? Không, không thể nào. Duẫn Mính trong mắt hoang mang tiêu tán, nhìn đi tới Diệp Thần, không chút nào lùi bước, ngược lại, vẻ đẹp của nàng mâu bên trong, thiêu đốt lên liền cường đại hơn chiến ý. Diệp Thần nhìn Duẫn Mính ánh mắt biến hóa, lộ ra một tia vẻ tán thưởng, ở Duẫn Mính ánh mắt biến hóa ngay tức thì, hắn quanh thân lôi quang cùng nhau, nháy mắt tức thì xuất hiện ở Duẫn Mính sau lưng, đối với nàng một kiếm chém tới. Đồng thời, hổ thần sát, kỳ lân sát, cùng nhau phát động. Sáu cái thần vương đạo đạo lực vậy hội tụ toàn thân. Duẫn Mính thần niệm bên trong, có Duẫn Triệt trồng phòng vệ. Bằng hổ thần sát mặc dù không cách nào chân chính làm bị thương Duẫn Mính thần hồn, nhưng là, ở máu thần uy áp dưới sự phối hợp, lại có thể đem Duẫn Mính thần niệm tạm thời áp chế. Đồng thời, lấy kỳ lân sát, niêm phong Duẫn Mính linh lực trong cơ thể. Đây là hắn gần đây luyện thành sát chiêu một trong, Diệp Thần đem đặt tên là linh sát hợp kích. Mặc dù, hắn có thể đơn giản đánh bại Duẫn Mính, nhưng là vì tôn trọng đối phương. Hay là đối với nàng sử xuất chiêu này linh sát hợp kích, thuận tiện,
vậy thí nghiệm một chút chiêu này hiệu quả. Duẫn Minh lâm vào trong nháy mắt thất thần, nhưng, Duẫn Minh đúng là một thiên tài, đang chiến đấu phương diện, nàng có vượt quá tưởng tượng mới có thể, ngay tại nàng rơi vào thất thần lúc đó, bản năng chiến đấu của nàng lại điều động thân thể muốn tiến hành phản kích. Nhưng mà, dù vậy, vẫn không làm nên chuyện gì. Bởi vì liền liền nàng linh lực trong cơ thể, đều bị tạm thời niêm phong. Liền làm Diệp Thần cho rằng, cuộc chiến đấu này lúc kết thúc, dị biến phát sinh. Duẫn Minh trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ líu díu, nàng trong đôi mắt dâng lên hồng quang, vô số u ảnh từ nàng trong cơ thể khơi thông ra, đem mình cùng Diệp Thần cùng chung bọc ở bên trong. Một loại âm hàn cảm giác, đột nhiên ở Diệp Thần trong cơ thể tràn ngập, hắn thần sắc như thường, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn hẳn đã tạm thời tước đoạt Duẫn Minh thần niệm lực cùng linh lực, lại thế nào sẽ phát sinh loại chuyện này? Hộ thân thánh khí. Nếu như hộ thân thánh khí, cần phải làm chỉ có bảo vệ Duẫn Minh năng lực, mà sẽ không đối với hắn phát ra công kích mới đúng. Chẳng lẽ, là Duẫn Minh linh thể bên trong, ẩn núp lực lượng? Lực lượng này, thậm chí cũng để cho hắn cảm thấy một tia uy hiếp. Cảm nhận được vậy trùng trùng u ảnh hướng mình chèn ép tới, Diệp Thần không do dự nữa, huyết ma trên thân kiếm kim quang bùng nổ, hung hăng một kiếm chém vào vậy u ảnh trên. Ầm một tiếng nổ rung trời. Vậy nhìn như đạm bạc u ảnh lại Diệp Thần kiếm quang bên trong kiên trì mấy giây lâu, mới cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, xuất hiện đạo đạo liệt ngân, sau đó hoàn toàn bể tan tành. Mà Duẫn Minh thì vô lực ngã trên đất, nhưng là, trước ngực nàng một quả dây chuyển ánh sáng chớp mắt, một đạo u quang dung nhập vào nàng ấn đường, để cho nàng không có hoàn toàn mất đi ý thức. Diệp Thần đem huyết ma kiếm thu hồi, đưa tay cầm Duẫn Minh đỡ lên. Mà Duẫn Minh thì ánh mắt phức tạp nhìn Diệp Thần, nàng mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là, nàng rõ ràng, Diệp Thần mạnh mẽ, vượt qua xa mình, người thua, là nàng. Ngươi không có sao chứ? Diệp Thần gặp Duẫn Minh thần sắc hoảng hốt, đột nhiên hỏi. Duẫn Minh bỏ rơi Diệp Thần tay, lạnh lùng nói, ngươi thắng, ta sẽ dựa theo ước định, cởi xuống mặt nạ. Bất quá, ngươi không muốn lấy là ta liền sẽ vì vậy đi theo ngươi. Coi như thật sự có vận mệnh tồn tại, chỉ cần không phải ta dùng người, cho dù là chết, ta cũng không sẽ khuất phục. Diệp Thần trên mặt lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ, lười nói nữa cái gì, trực tiếp xoay người rời đi, nhàn nhạt nói, ngươi suy nghĩ nhiều, thật ra thì, ta cũng không quan tâm ngươi hình dạng thế nào, trước để cho ngươi cởi xuống mặt nạ, bất quá là vì thoát khỏi ngươi dây dưa mà thôi. Duẫn Minh nghe vậy, nguyên bản đưa về phía mặt mình cái tay, cương ở giữa không trung. Nàng ngơ ngác nhìn chậm rãi đi xuống núi đá Diệp Thần, trong lòng đột nhiên dâng lên tí ti cổ quái tâm trạng. Không muốn thấy mình. Hắn lại dám như thế nói. Duẫn Minh cắn chặt hàm răng, hung hãn nhìn chằm chằm Diệp Thần hình bóng. Nàng lần đầu tiên muốn ở khác phái trước mặt cởi dưới mình mặt nạ, lại, cứ như vậy, bị cự tuyệt. Nàng đột nhiên có một loại xung động, đuổi kịp Diệp Thần, cởi xuống mặt nạ, lại đè lại hắn đầu, cưỡng bách hắn nhìn mình. Nhưng là, ngay tại chân nàng mới vừa nâng lên lúc đó, Duẫn Minh ánh mắt, rung rung một chút. Làm như vậy, không phải thật giống như mình buộc Diệp Thần xem mình mặt, buộc nói cho hắn, mình muốn đi theo. Đáng chết! Duẫn Minh dưới mặt nạ khuôn mặt đỏ lên, thầm chửi mình tại sao có thể có loại này đáng xấu hổ ý tưởng, hướng về phía Diệp Thần quát lên, ngươi chớ đắc ý. Sớm muộn có một ngày, ta sẽ đánh bại ngươi. Diệp Thần đưa lưng về phía nàng, lười biếng phất phất tay nói, à, ta chờ ngươi. Thấy Diệp Thần thái độ như thế, Duẫn Minh hung hãn dậm chân một cái, từ một hướng khác, đi xuống núi. Chỉ để lại Thương Dạ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hướng Duẫn Minh rời đi đi về phía, mặc dù ở nơi này Lăng Hiên trong thành, vậy sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là, hắn vẫn lo lắng cái này thất thường thiếu nữ. Ở thua ở Diệp Thần sau đó, tâm tình không tốt dưới thọt xảy ra cái gì cái giỏ tới. Sáng sớm ngày thứ hai, Thương Dạ mang Diệp Thần đám người đi tới Lăng Hiên bên ngoài thành, một nơi bao phủ ở sương mù dày đặc dưới vùng biển. Hắn mang Diệp Thần và Duẫn Minh, một mực hướng vùng biển chỗ sâu phi hành, hồi lâu sau, Thương Dạ đột nhiên ngừng lại. Diệp Thần nhìn lướt qua bốn phía, vào mắt một mảnh trắng xóa sương mù dày đặc, không có bất kỳ phát hiện, không khỏi hơi cau mày. Không rõ ràng Thương Dạ vì sao đột nhiên dừng lại. Thương Dạ thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng,
hắn đột nhiên khoát tay, một chuôi tản ra khủng bố chập chờn đỏ thẫm trường kiếm hiện lên trước người của hắn. Diệp Thần híp đôi mắt một cái, trường kiếm kia lại là một chuôi vượt qua thời không chi binh thần khí. Thậm chí phẩm cấp đến gần chân thần khí. Linh võ đại lục vũ khí cấp bậc đại khái là linh khí, tiên khí, thần vương khí, hỗn nguyên tiên khí, hợp đạo tiên thần khí, thời không chi binh, thần khí, chân thần khí, thậm chí còn thánh binh. Nơi này kết quả có cái gì, cần để cho thương giả như vậy thông thiên tồn tại, sử dụng thần khí. Một khắc sau, thương giả cũng dậy kiếm chỉ, một chút chuôi này đỏ thấm trường kiếm phát ra một tiếng thanh minh, phóng lên cao, hóa thành một đạo đỏ thấm thất luyện. Hướng mấy người trước người sương mù dày đặc chém một cái đi. Rắc rắc một tiếng vang nhỏ, cái này đủ để mất đi không gian mạnh mẽ nhất kích, tựa hồ đem vô hình chung vách ngăn đánh nát, nguyên bản không có một vật biển sương mù bên trong, một đạo bảy màu vòng xoáy đột nhiên hiện lên. Thương giả quanh thân linh khí động một cái, mang Diệp Thần và Duẫn Mính, ngay tức thì xông vào vậy bảy màu vòng xoáy bên trong. Diệp Thần cảm giác óc một hồi choáng váng, chốc lát sau mới khôi phục thanh tỉnh. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng quanh thân quét tới, không khỏi con ngươi co rúm một cái. Trước mắt nơi nào còn có cái gì sương mù dày đặc. Thậm chí, bọn họ đều đã thoát khỏi vùng biển, đi tới một phiến trên mặt đất. Diệp Thần quan sát một chút chung quanh, lúc này, bọn họ chính thân chỗ một phiến đất cát trên, dưới chân hạt cát, tựa như hoàng kim mài mà thành kim sa vậy chiếu lấp lánh, cũng tản ra không thấp linh khí. Tựa hồ là cảm ứng được mấy người đến, rất nhanh, một người bạch bào người trung niên, liền từ trên bầu trời rơi xuống, cười lớn hướng mấy người đi tới nói, ha ha ha, thương huynh, ngươi rốt cuộc đã tới. Diệp Thần hướng người tới nhìn, chỉ gặp hắn mặc một kiện xanh nhạt đạo bào, nơi cổ áo thêu một đạo hỏa diễm trạng khắc hoa văn, đồng thời, trên người người này tản mát ra một loại giống như vực sâu vậy trầm ngưng hơi thở, chút nào không có ở đây thương dạ dưới. Diệp Thần trong lòng rét một cái, người này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần hỏa người học viện. Thương dạ khó khăn được cười nói, Hoàng huynh, đã lâu. Sau đó chuyển hướng Diệp Thần và Duẫn Mính nói, vị này là thần hỏa học viện vàng như núi tiền bối. Diệp Thần và Duẫn Mính hành lễ nói, gặp qua Hoàng tiền bối. Vàng như núi cười chúm chím gật đầu một cái, ánh mắt quét qua Diệp Thần lúc hơi chớp mắt, đối với thương dạ nói, thương huynh. Huyền Nguyệt Tông lần này dự thi đệ tử, rất tốt à. Hy vọng bọn họ bên trong, có người có thể thuận lợi thông qua Thăng Long thi đấu. Tốt lắm, các ngươi theo ta tới hội trường đi. Ở vàng như núi dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần ba người rất nhanh đi tới một nơi thung lũng bên trong. Lúc này, trong cốc đã là tiếng người ồn ào, các phái cường giả dẫn môn hạ thiên tài đệ tử, đang trao đổi lẫn nhau, cũng cân nhắc đối phương đệ tử thực lực. Một cái môn phái tham gia Thăng Long thi đấu đệ tử như thế nào, thường thường vậy biểu thị một cái môn phái tương lai phát triển. Vàng như núi mang thương giả các người xuyên qua đám người, hướng thung lũng chỗ sâu đi tới, nhất lưu thế lực và siêu nhất lưu thế lực, cùng với một ít địa vị cao cả, không thuộc về bất kỳ thế lực nào lánh đời võ giả, đang tụ tập ở nơi đó. Thậm chí chỗ sâu hơn, còn có mấy cái linh võ đại lục đứng đầu thế lực. Bất quá đứng đầu thế lực thân phận đặc thù. Tự nhiên và những người khác giữ một khoảng cách. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Theo mấy người bước chân dần dần đi sâu vào thung lũng, huyên náo tiếng vậy dần dần nhạt đi, mấy người xuyên qua một cái dũng đạo hẹp sau đó, trước mắt sáng tỏ thông suốt, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, thung lũng này chỗ sâu, lại là một phiến giống như thế ngoại đào nguyên giống vậy tuyệt đẹp chỗ. Vàng như núi cười nói, nơi này tên là Dẫn Tiên Lâm, cảnh trí đổ cũng không tệ lắm. Các người mấy người liền trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi đi, ta còn có việc phải làm, đi trước. Thương dạ chắp tay nói, đa tạ Hoàng huynh chỉ dẫn. Vàng như núi mỉm cười khoát khoát tay, liền đi ngoài cốc đi. Lúc này, Dẫn Tiên Lâm bên trong, đã có mấy người thân ở hắn gian, Diệp Thần ánh mắt đảo qua, nhưng là hơi sững sờ, bởi vì, hắn phát hiện, cái này Dẫn Tiên Lâm bên trong, lại có không thiếu quen biết người. Không chỉ là Diệp Thần đánh giá trong cốc người, ở Diệp Thần mấy người hiện thân ngay tức thì có mấy đạo ánh mắt hướng bọn họ bắn tới. Một người tóc đỏ lão đạo đột nhiên phát ra sang sảng tiếng cười nói, thương trưởng môn, thật lâu không gặp. Vừa nói, liền dẫn hai người đạo gắn ăn mặc người tuổi trẻ, hướng thương dạ đi tới bên này.
Thương Dạ đối với Diệp Thần và Duẫn Mính nói, vị này là Linh Tiêu phái Triệu trưởng môn. Hai bên lẫn nhau làm lễ, Triệu trưởng môn sau lưng một người trẻ tuổi đột nhiên đối với Diệp Thần cười nói, thật lâu không gặp, Diệp huynh. Người này, chính là Triệu Linh Tiêu. Diệp Thần mỉm cười nhìn Triệu Linh Tiêu một mắt, nói thật lâu không gặp. Hắn trong lòng ngược lại cũng hơi có chút kinh ngạc, lúc này Triệu Linh Tiêu, tu vi lại để cho hắn không đoán ra. Ngay tại Diệp Thần vừa dứt lời lúc đó, Triệu Linh Tiêu bên cạnh tên kia đạo gắn thanh niên, nhưng phát ra một tiếng khinh thường cười lạnh nói, Triệu Linh Tiêu, đây chính là, ngươi nói cái đó Diệp Thần. Nghe ngươi nói hắn thiên phú thắng được ngươi, vốn là, ta còn có chút mong đợi, lại chỉ có nửa bước hợp đạo cảnh tu vi. Ngươi lại bại bởi loại người này. Vậy đạo gắn thanh niên lời vừa nói ra, Triệu trưởng môn chính là sắc mặt hơi trầm xuống, quát lên, Triệu Linh Hoàng, không được vô lễ. Theo Triệu trưởng môn tiếng này quát khẽ, không ít người cũng hướng nhìn bên này tới đây, đột nhiên, một người thân hình cao lớn râu quai nón đại hán, đột nhiên tách ra đám người, mang một người thân cao 2 mét cả người sắt thép vậy cổ đồng sắc bắp thịt thanh niên đầu chọc hướng đi tới bên này. Hắn ha ha cười nói, à, là Triệu trưởng môn và Thương trưởng môn à, các ngươi thế nào? Người này vừa xuất hiện, Thương Dạ và Triệu trưởng môn đều là con ngươi co rúm một cái, nhìn về phía người này ánh mắt, khá là chính trọng. Thương Dạ đối với Diệp Thần và Duẫn Mính nói, người này tên là Hình Sơn, là linh võ đại lục lên 10 hoang hình ra người. Diệp Thần nghe vậy, nhìn về phía cái này Hình Sơn ánh mắt, vậy dần dần ngưng trọng, cái này Hình Sơn cả người hơi thở mênh mông như biển, cho hắn cảm giác bị áp bách vô cùng to lớn, hắn tu vi lại vẫn còn ở Thương Dạ trên. Hình Sơn đi tới, đối với Triệu trưởng môn hỏi, Triệu trưởng môn, thế nào? Triệu trưởng môn nhướng mày một cái, hiển nhiên đối với Hình Sơn xen vào việc của người khác thái độ khá là không ưa, bất quá yên lặng chốc lát vẫn đáp, vô sự, tiểu đồ còn trẻ hết sức lông bông, đối với Huyền Nguyệt Tông đệ tử miệng ra cuồng ngôn, Triệu mỗ dạy dỗ hắn một phen mà thôi. À, Hình Sơn nghe vậy, lại khá cảm thấy hứng thú nhìn xem Triệu Linh Hoàng, hỏi, thằng nhóc. Ngươi vì sao đối với Huyền Nguyệt Tông đệ tử vô lễ à? Triệu Linh Hoàng tánh tình vô cùng là cao ngạo, hơn nữa xuất thân bất phàm, cho dù ở cái này Hình Sơn trước mặt, vậy là một bộ bướng bỉnh bất tuần vẻ, nhìn Diệp Thần cười lạnh nói. Không việc gì, chỉ là ta vị này sư đệ Triệu Linh Tiêu, và cái đó gọi làm Diệp Thần Huyền Nguyệt Tông đệ tử hơi quá tiết, còn từng hạ quyết tâm muốn khiêu chiến người này, ngược lại để cho ta đối với người này ôm một phần mong đợi. Kết quả thấy là một cái mặt hàng như vậy sau này, khó tránh khỏi thất vọng, mới đưa lời trong lòng nói ra được, bất quá, ta không nhận làm cho này coi là cái gì thất lễ, nói thật mà thôi, vậy coi là thất lễ sao? Triệu Linh Hoàng loại này hoàn toàn không đem Diệp Thần để ở trong mắt thái độ, đừng nói là hắn sư phụ Triệu trưởng môn sắc mặt càng ngày càng khó xem, liền liền Triệu Linh Tiêu nghe được hắn như vậy lời nói, đều là mặt đầy vẻ giận dữ nhìn hắn. Bất quá, cái này Triệu Linh Hoàng còn là một bộ dáng vẻ sao cũng được. Diệp Thần có chút buồn cười nhìn Triệu Linh Hoàng, nhưng mà, ánh mắt vậy lạnh như băng một phần. Nghe xong Triệu Linh Hoàng nói như vậy, Hình Sơn lại là vui vẻ cười to đứng lên, hắn dùng sức đánh chụp Triệu Linh Hoàng bả vai nói, được. Người tuổi trẻ có cá tính. Nhắc tới, chúng ta những thứ này linh vũ thế lực của đại lục, mỗi lần tụ tập ở nơi này dẫn tiên lâm, cũng sẽ ở Thăng Long thi đấu chính thức bắt đầu trước. Chơi một ít có tiền chúng giải sự việc, nếu hai bên đệ tử sinh ra ân oán, ngược lại không như, liền do Linh Tiêu phái và Huyền Nguyệt Tông, mở đầu. Nói xong, hắn một đôi mắt bò nhìn về phía Diệp Thần, mơ hồ lóe lên vẻ hiếu kỳ. Để cho mọi người có chút ngoài ý liệu là, Huyền Nguyệt Tông trưởng môn Thương Dạ, lại không chút do dự gật gật đầu nói, từ không khỏi có thể. Triệu trưởng môn thấy vậy, trừng mắt một cái Triệu Linh Hoàng sau đó. Vậy chậm rãi gật đầu một cái, nếu Thương Dạ cũng đáp ứng, hắn Linh Tiêu phái, tự nhiên không thể nào ở những thế lực này trước mặt yếu thế. Hình Sơn cười ha ha một tiếng, lộ vẻ được vô cùng là cao hứng, quá to, được, chúng ta chàng thứ nhất tiền thưởng liền muốn bắt đầu. Do ta Hình Sơn tới đảm nhiệm trọng tài, mọi người không có ý kiến chớ. Người ở tại chàng, không phải là không có so Hình Sơn tu vi cao hơn, nhưng là... Lại không có người bất kỳ nói lên dị nghị, dẫu sao, Hình Sơn sau lưng, là vô cùng kinh khủng 10 hoang hình gia. Hình Sơn gặp không có ai phản đối,
lúc này đi tới dẫn tiên trong rừng một khối đất trống, vung tay lên, bốn cái tản ra cực mạnh chập chờn trận bàn bay ra, ở trên đất trống tạo thành một đạo hình nửa vòng tròn màn sáng, bao phủ một phiến khu vực. Hắn hướng về phía Diệp Thần cùng người cười nói, tốt lắm, các ngươi vào đi, có ta cái này bốn thánh pháp trận ở đây, các ngươi có thể tận tình chiến đấu. Giữa lúc Diệp Thần chuẩn bị đi về phía trước lúc, đột nhiên thân hình hơi chậm lại, một con khiết trắng mảnh khảnh tay trắng, kéo lại Diệp Thần vạt áo, Diệp Thần hơi sững sờ, quay đầu nhìn một cái sau lưng Duẫn Mính. Duẫn Mính mắt đẹp hơi lóe lên, nhàn nhạt nói, ngươi, có thể đừng thua, nếu không, liền ta cũng đi theo ngươi cùng nhau mất thể diện. Còn có, cẩn thận một chút, ta cũng không muốn thi đấu còn chưa bắt đầu, ngươi cũng đã xuất cục. Nàng mặc dù biết Diệp Thần thực lực cực mạnh, thật là không phải là người. Nhưng là, không biết vì sao, đáy lòng lại vẫn là hắn sinh ra một phần lo lắng cảm giác, liền Duẫn Mính mình đều cảm thấy kỳ quái, nàng làm sao sẽ là Diệp Thần lo lắng đâu. Mình không phải là rất ghét người đàn ông này sao? Nhất định chỉ là lo lắng hắn thua sẽ để cho mình mất thể diện mà thôi. Diệp Thần sắc mặt có chút cổ quái nhìn Duẫn Mính, cái này thất thường thiếu nữ, chẳng lẽ là đang quan tâm mình? Duẫn Mính bị Diệp Thần thấy như vậy, mắt đẹp có chút né tránh, nàng buông lỏng Diệp Thần vạt áo, quay đầu lại, sẳng giọng, nhìn cái gì xem? Còn không đi nhanh đánh bại cái đó phách lối người, nếu không, người khác còn lấy là chúng ta Huyền Nguyệt Tông sợ đâu. Diệp Thần cười nhạt nói, yên tâm, rất nhanh, liền sẽ phân có kết quả rồi. Dứt lời, Diệp Thần hướng trận pháp đi tới. Đột nhiên, Diệp Thần bước chân dừng lại, hắn cảm giác được cái gì, ánh mắt hướng một phương hướng nhìn. Nhưng là ở đâu không có một bóng người. Loại cảm giác này rất quen thuộc. Thậm chí để cho hắn nghĩ tới một người. Lâm Tuyệt Long. Diệp Thần lắc đầu một cái, xem ra ta là tu luyện quá mức, tại sao có thể có loại ảo giác này. Nói xong, liền hoàn toàn không có vào trận pháp. Nhưng mà, ở Diệp Thần tiến vào trận pháp sau đó. Trong bóng tối, một đạo thân ảnh hiện lên, đó là một cái mang âm lãnh ý người đàn ông. Hắn ánh mắt, vô cùng cổ quái và hắc ám. Thậm chí người chung quanh cũng không dám chạm đến một mắt. Một khi chạm đến, đối mặt phảng phất là vô tận vực sâu. Thanh niên mang mặt nạ, không nhìn ra mặt mũi, duy nhất có thể nhìn ra thân phận chính là giữa eo treo một khối ngọc bài. Trên ngọc bài chỉ có hai chữ. Hồn điện. Diệp Thần, thật lâu không gặp. Các huynh đệ, phiếu đề cử và phiếu hàng tháng đi dậy nha. Diệp Thần, thật lâu không gặp. Giờ khắc này, người đàn ông này trong mắt viết đầy lạnh như băng và là máu. Đối với hắn mà nói, bây giờ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng vẻ, đều là cái thằng nhóc đó tạo thành. Năm đó hắn chỉ bất quá ở Hoa Hạ Ninh Ba một chàng nho nhỏ tiệc, mang đi Giang Nữ Dung và Diệp Thiên Chính mà thôi. Hai người đối với hắn mà nói như con kiến hôi vậy. Cái đó rơi xuống hồ phế vật, hắn càng không có quá nhiều chú ý. Lại không nghĩ rằng, cái phế vật này lại trở về, lại là tước đoạt hắn hết thảy. Hắn vậy cao cao tại thượng cả đời lúc này mất đi. Ngay tại lúc này, một cái hắc bào ông già lặng lẽ đi tới Lâm Tuyệt Long bên người, nhìn một cái Diệp Thần phương hướng, nói Tuyệt Long, ở chỗ này không muốn bại lộ sát ý, sẽ rất nguy hiểm, biết chưa? Lâm Tuyệt Long ngẩn ra, cuối cùng vẫn là gật đầu nói, trưởng lão, ta biết. Ông già áo bào đen gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, lần này chúng ta tới Thăng Long thi đấu, còn có chuyện trọng yếu hơn. Rất nhiều thế lực cũng nhìn chằm chằm khối đồ kia, có thể vật này phải chúng ta hồn điện bắt lại. Người bất kỳ cũng không có tư cách chấm mút. Xen vào ngươi cống hiến hồn điện những thứ đó, chúng ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hồn điện đã phái một nhóm người đi càn khôn giết vực thử nghiệm cái kế hoạch kia, muốn không được bao lâu, chúng ta hồn điện liền có thể trở thành linh võ đại lục chân chính đệ nhất thế lực. Vạn năm sau đó, coi như trên lịch sử phù dung sớm nở tối tàn tuyệt Hàn Đế Cung, cũng không so bằng chúng ta hồn điện. Nói xong, ông già áo bào đen liền biến mất. Nhưng mà, Lâm Tuyệt Long trong mắt, chỉ có chán ghét. Sâu đậm chán ghét. Ở hắn trong mắt, hồn điện cố nhiên mạnh mẽ. Nhưng là cuối cùng chẳng qua là hắn một cái ván cầu. Hắn ở Côn Lôn Hư Huyết Minh nắm giữ chân chính bí mật, chỉ có một mình hắn có thể hưởng thụ. Diệp Thần đi vào vậy bốn thánh pháp trận bên trong,
Triệu Linh Hoàng lúc này thật giống như đã cùng được có chút không nhịn được, khoanh tay đối với Diệp Thần cười lạnh nói, ngươi nếu là sợ, trực tiếp nhận thua chính là, cần gì phải đi được chậm như vậy, trì hoãn thời gian đâu. Trì hoãn thời gian, Diệp Thần nghe vậy khẽ cười nói, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Ta, chẳng qua là muốn cho ngươi hơn chạm một lát mà thôi, dẫu sao, lập tức ngươi thì phải quỳ xuống. Vốn có chút huyên náo đám người, đột nhiên yên tĩnh lại. Rất nhiều tham gia Thăng Long thi đấu đệ tử, cũng không coi trọng Diệp Thần, lúc này Diệp Thần lại tuyên bố, muốn cho đã như vậy tu vi Triệu Linh Hoàng quỳ. Cái này quả thực để cho bọn họ có chút kinh hãi. Chính là Triệu Linh Tiêu vậy có chút khẩn trương, hắn mặc dù là Linh Tiêu phái đệ tử, nhưng không hy vọng Diệp Thần thua. Bởi vì, Diệp Thần vẫn là hắn trong suy nghĩ muốn vượt qua mục tiêu, hắn cho rằng, Diệp Thần nếu như muốn bại, cũng chỉ có thể thua ở mình. Bất quá, cho dù hắn biết Diệp Thần thực lực, tuyệt không thể nào chỉ có nhìn như đơn giản như vậy, nhưng là, cũng không cho rằng hiện đang gây hấn với Triệu Linh Hoàng là một cái lựa chọn tốt, nổi giận Triệu Linh Hoàng, là vô cùng là kinh khủng. Mà Triệu Linh Hoàng nghe vậy, trên trán gân xanh ngay tức thì nổ lên, đôi mắt chặt chẽ trợn mắt nhìn Diệp Thần, lúc nào, có người dám như vậy nói với hắn nói. Huống chi, Diệp Thần vẫn là một cái nửa bước hợp đạo cảnh rác dưới. Lại dám ở nơi này chút linh võ đại lục rất nhiều thế lực trước mặt, vũ nhục mình như vậy. Không thể tha, tuyệt không thể tha. Ngươi, Triệu Linh Hoàng dùng mình 10 phần địa đối Diệp Thần nói, biết mình mới vừa rồi, làm chuyện ngu xuẩn dường nào sao? Ngu xuẩn, Diệp Thần không yên lòng móc móc lỗ tai nói, ngươi là chỉ, đến bây giờ, còn để cho ngươi đứng chuyện này sao? Ngươi, sẽ, chết. Lần nữa bị làm nhục. Triệu Linh Hoàng cũng không khắc chế nổi nữa, tuyệt cường khí thế phóng lên cao, cảm ứng được hắn hơi thở những thiên tài, đều là hơi biến sắc mặt. Mạnh, mạnh vô cùng. Cho dù ở những thiên tài này xem ra, cái này Triệu Linh Hoàng, cũng là một cái không thể coi thường đối thủ, nhìn lại Diệp Thần, chỉ có nửa bước hợp đạo cảnh đáng thương tu vi. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, thậm chí có chút đồng tình, Diệp Thần mặc dù có chỗ gì đặc biệt. Cũng không khả năng là Triệu Linh Hoàng đối thủ, hơn nữa hắn trước đối với Triệu Linh Hoàng làm nhục, chắc hẳn, kết quả tuyệt sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà Diệp Thần, nhưng vẫn sắc mặt rửng rưng, thậm chí không có một tia chập chờn. Triệu Linh Hoàng sau lưng, hiện ra từng đạo hư ảnh, mà ở hư ảnh này hiện lên ngay tức thì, Triệu Linh Hoàng trên mình, lại tản mát ra một loại khí tức vương giả. Tay hắn cầm một chuôi khiết bạch ngọc kiếm, khẽ quát một tiếng, đoạn tội kiếm. Theo lời nói, tay hắn cầm ngọc kiếm, lãnh phong nhắm thẳng vào Diệp Thần, vô cùng cường đại kiếm ý bung ra, hướng Diệp Thần mãnh liệt đi. Một kích này, cho dù là ánh mắt cực cao hình sơn, đều là lộ ra vẻ tán thưởng, một kiếm này, có thể truy tố đến thượng cổ võ học. Mặc dù không đạt tới thượng cổ ý vị, nhưng cũng không phải vậy võ có thể chống lại. Ở Triệu Linh Hoàng trong tay, đã cơ hồ chăn tới hoàn mỹ, lấy hắn tuổi tác, có thể sử dụng kiếm pháp như vậy. Có thể nói, quả thật có đủ kiêu ngạo vốn liếng. Cũng chỉ ở Triệu Linh Hoàng xuất kiếm đồng thời, Diệp Thần, rốt cuộc động, đồng thời động, còn có trong tay hắn huyết ma kiếm. Đối với những thiên tài này, vũ khí giống vậy hiển nhiên muốn ăn thua thiệt không thiếu. Huyết ma kiếm là Diệp Thần nắm giữ vũ khí mạnh nhất. Hơn nữa, hắn phát hiện cái này Thăng Long thi đấu bao la vạn vật, rất nhiều người dùng kiếm tất cả đều là ma kiếm, cũng không đáng ngại. Diệp Thần động một cái, liền như sấm chợt hiện, biến dạng thương khung. Diệp Thần thân hình vặn vẹo, hóa là một đạo sấm sét màu vàng, đi đôi với vô cùng đạo ý, hướng Triệu Linh Hoàng, nhanh xông lên đi. Nhìn Diệp Thần động tác, Hình Sơn ánh mắt biến đổi, không thể tin khẽ hô một tiếng, thân pháp này. Điều này sao có thể? Diệp Thần mới bay lớn, hơn nữa còn chỉ là nửa bước hợp đạo cảnh tu vi. Làm sao có thể có cơ hội lĩnh ngộ như vậy huyền ảo võ? Mặc dù có chút khó tin, nhưng là, Hình Sơn rõ ràng, mình tuyệt sẽ không nhìn lầm. Diệp Thần sử ra, chính là chân chân thiết thiết cao cấp thân pháp. Hắn khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười, quả nhiên, Diệp Thần, cũng không có để cho hắn thất vọng, có thể lấy nửa bước hợp đạo cảnh tham gia Thăng Long thi đấu, làm sao có thể đơn giản như vậy? Triệu Linh Hoàng gặp Diệp Thần sử dụng cấp tốc thân pháp. Cũng là hơi biến sắc mặt, không thể nào tin nổi mình thấy được một màn, cái này tu vi thấp kém phế vật,
tại sao có thể có kinh khủng như vậy tốc độ? Tốc độ này, thậm chí vẫn còn ở trên mình. Triệu Linh Hoàng mặc dù không lấy tốc độ gặp dài, nhưng là, thành tựu Linh Tiêu phái có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài, Triệu Linh Hoàng tốc độ, vậy tuyệt không tính là chậm, thậm chí, có thể sánh bằng giống vậy trưởng lão. Nhưng là, dù vậy, vậy kém hơn Diệp Thần tốc độ. Bất quá, Triệu Linh Hoàng phản ứng nhưng là cực nhanh, ngay tức thì chiêu thức một chuyển, vô cùng kiếm ý hướng Diệp Thần hóa thân sấm sét, cuộn sạch đi. Hắn mặc dù tốc độ không đạt tới Diệp Thần, nhưng là, muốn bắt được Diệp Thần thân hình, vẫn là khá là ung dung. Lúc này, Diệp Thần thân hình dương cao, canh kim khí và ma khí vờn quanh toàn thân, hắn đón Triệu Linh Hoàng kiếm khí khua kiếm chém tới, chói mắt kim mang ngay tức thì bùng nổ. Toàn bộ mặt đất cũng quỷ dị chấn động lên. Hắn mặc dù có thể sử dụng linh sát hợp kích, thoải mái hơn lấy giành thắng lợi, nhưng là, linh sát hợp kích thành tựu hắn một trong những lá bài tẩy, chẳng ngờ nhanh như vậy liền bại lộ ở những thứ khác thăng long thi đấu người dự thi trước mặt. Cho ta quỳ. Diệp Thần, phải lấy lực lượng, nghiền ép Triệu Linh Hoàng. Ầm một tiếng kinh thiên vang lớn. Liền vậy có cực phẩm thần khí cấp cái khác trận bàn bày ra phòng vệ màn sáng, cũng đang công kích hạ hơi lóe lên một cái. Nguyên bản lòng tin 10 phần Triệu Linh Hoàng, ở trong tay Ngọc Kiếm cùng huyết ma kiếm tương giao ngay tức thì, chính là sắc mặt kịch biến. Hắn cảm nhận được, ẩn chứa ở huyết ma kiếm bên trong, chí cường vô địch khủng bố cự lực. Điều này sao có thể? Một cái nửa bước hợp đạo cảnh võ giả, làm sao có thể có lớn mạnh như vậy lực lượng, không thể nào. Triệu Linh Hoàng ở trong lòng điên cuồng gầm thét, cả người linh lực trình độ cao nhất vận chuyển, sau lưng pháp tướng ánh sáng lớn thả, nhưng mà, vẫn không cách nào chống cự Diệp Thần vậy kinh thế hãi tục trình độ cao nhất lực lượng. Triệu Linh Hoàng cả người, lại đang huyết ma kiếm một đao oai hạ, hung hãn bị đè quỳ xuống. Hơn nữa, không chỉ có như vậy, Diệp Thần kiếm, vẫn còn tiếp tục đi xuống đè đi. Mà Triệu Linh Hoàng lúc này cả người run rẩy, hiển nhiên đã rất khó lại tiếp tục chống đỡ. Hình Sơn ngưng mắt nhìn hai người, đột nhiên ánh mắt nhỏ tránh, vung tay lên, Diệp Thần và Triệu Linh Hoàng thân thể liền tất cả xuất hiện ở pháp trận ra. Đây là, Hình Sơn nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, bộc phát tò mò, cho dù Triệu Linh Hoàng nhanh như vậy bị Diệp Thần đè quỳ xuống, có hắn bị Diệp Thần chọc giận, mất lý trí, lại quá mức khinh địch nguyên nhân ở. Bất quá, như vậy vậy có thể thấy được, Diệp Thần lực lượng, kết quả có cường đại dường nào. Đây là nửa bước hợp đạo cảnh. Vượt cấp chiến đấu ở linh võ đại lục rất thường gặp. Nhưng là xem Diệp Thần như vậy, đặc biệt chi thiếu. Hắn sở dĩ đem hai người trực tiếp tách ra, là bởi vì là, hắn biết Triệu Linh Hoàng đã kém không nhiều muốn đến cực hạn. Mà Diệp Thần, còn chưa tới cực hạn. Cho nên, chàng này so tài, có thể nói Triệu Linh Hoàng thất bại không thể nghi ngờ. Lúc này, Triệu Linh Hoàng vẫn duy trì quỳ dưới đất tư thế, đôi mắt hỗn loạn, đến bây giờ, hắn còn không cách nào tiếp nhận, mình bị Diệp Thần một kiếm, liền đè được quỳ trên đất. Đối với kiêu ngạo Triệu Linh Hoàng mà nói, đây quả thực, so chết còn thống khổ. Duẫn Minh gặp Diệp Thần dễ dàng như thế thủ thắng, khẽ thở phào nhẹ nhõm, đồng thời, nhìn Diệp Thần vậy tràn đầy kiêu ngạo cùng tự tin hình bóng, đáy lòng của nàng dâng lên cái loại đó cảm giác cổ quái, tựa hồ lại sâu một phần. Mà Triệu Linh Tiêu, chính là mặt lộ vẻ cười khổ, hắn vốn là, cũng muốn thừa dịp cái này cơ hội, khiêu chiến Diệp Thần. Thật ra thì, hắn mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng là, khi nhìn đến Diệp Thần chỉ có nửa bước hợp đạo cảnh tu vi lúc, trong lòng cũng là mừng thầm, cho rằng mình đã vượt qua cái này đã từng là đối thủ. Nhưng mà, bây giờ hắn nhưng phát hiện, hắn chẳng những không có vượt qua Diệp Thần, thật giống như, còn bị vung được càng ngày càng xa. Diệp Thần nhìn nguyên bản trình độ cao nhất phách lối, lúc này lại giống như là mất hồn vậy nhìn như vô cùng là không chịu nổi Triệu Linh Hoàng, lạnh lùng nói. Bây giờ, người biết, ta tại sao đi được chậm như vậy liền sao? Ngu xuẩn, chỉ là ngươi quá nhỏ yếu, còn không cách nào để cho ta đủ nghiêm túc đã. Bây giờ, lại cũng không có người, cho rằng Diệp Thần là một người yếu. Một kiếm áp đảo Triệu Linh Hoàng. Đổi lại bọn họ. Bọn họ bên trong đại đa số người, cũng căn bản không thể nào làm được. Diệp Thần giễu cợt, lần nữa chọc giận Triệu Linh Hoàng, hắn gầm thét, thì phải không để ý hết thảy và Diệp Thần liều mạng lúc, Hình Sơn tiện tay một chút,
Linh Tiêu phái thanh niên cường giả, lại chỉ đơn giản như vậy bất tỉnh ngã tới. Triệu trưởng môn thân hình động một cái, ngay tức thì đem Triệu Linh Hoàng ôm vào trong ngực, xác nhận hắn không có gì đáng ngại sau đó, khẽ thở phào nhẹ nhõm, mang hắn đi dẫn Tiên Lâm chỗ sâu hơn đi tới. Nơi đó có một hớp hiệu quả chữa thương cực tốt linh tuyền, Triệu Linh Hoàng mặc dù bị thương không nặng, nhưng là, tay hắn cốt và kinh mạch, vẫn là ở Diệp Thần dưới cự lực xuất hiện hư hại. Hắn phải mau sớm chữa thương cho hắn, để tránh ảnh hưởng đến ngày mai chính thức bắt đầu Thăng Long thi đấu. Hình Sơn nhìn về phía Diệp Thần, sướng cười nói, không sai, quả nhiên không sai, Huyền Nguyệt Tông, thật là thu cái đệ tử giỏi à. Diệp Thần đối với Hình Sơn chắp tay một cái nói, tiền bối quá khen. Mà Hình Sơn bên người thanh niên đầu chọc, nhìn Diệp Thần, trên mặt tất cả đều là nhao nhao muốn thử diễn cảm, nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt, chiến ý 10 phần. Bất quá, Diệp Thần hiển nhiên không có tùy ý cùng người giao thủ ý nghĩa, mà thanh niên đầu chọc kia mặc dù muốn khiêu chiến Diệp Thần, lại tựa hồ như không cách nào có được Hình Sơn cho phép, lộ vẻ được có chút chán nản. Tiếp theo, lại có mấy cái môn phái thiên tài tiến hành sau khi so tài, mọi người lục tục rời đi tụ họp, hướng dẫn Tiên Lâm thâm chỗ đi tới, nơi đó, hiểu rõ tòa đơn độc lầu các, là mỗi cái thế lực cường đại chuẩn bị chỗ ở. Ở phía trước đi Huyền Nguyệt Tông trụ sở trên đường, Thương Dạ đột nhiên đối với Diệp Thần nói, Diệp Thần, Thăng Long thi đấu lúc ngươi phải cẩn thận Hình Sơn bên người tên đầu chọc kia, theo ta biết, 10 hoang hình ra người, đều là 10 phần hiếu chiến phân tử. Mặc dù Hình Sơn ngày hôm nay ngăn hắn lại, bất quá, ở lớn so với bên trong, hắn rất có thể, còn sẽ tìm lại ngươi phiền toái. Diệp Thần thờ ơ cười một tiếng, tìm hắn phiền toái. Vậy, bất quá là tự tìm phiền phức mà thôi. Đêm khuya, dẫn Tiên trong rừng một tòa độc lập gác lửng bên ngoài. Đây là 10 hoang hình ra nghỉ ngơi chi địa. Bên ngoài đột nhiên xuất hiện hai đạo mặc áo bào đen, cái chụp đầu che mặt bóng người. Trong đó một người cực độ âm u bóng người đứng ở một người hơi có vẻ còng lưng bóng người sau lưng, khá là cung kính nói, trưởng lão, người muốn ta lần này đối phó những tên kia, thật giống như mạnh hơn. Vậy còng lưng bóng người, phát ra một tiếng chói tai cười quái dị, nói Tuyệt Long, người yên tâm, mạch máu người vốn là ở Côn Lôn hư cải tạo, hơn nữa chúng ta hồn điện còn rót vào khác huyết mạch, thậm chí liền 10 hoang hình ra huyết mạch đều có. Bây giờ, người 10 hoang hình ra bộ phận huyết mạch mới vừa kích hoạt, còn không được rõ, người lực lượng mạnh mẽ, đến lúc Thăng Long thời gian thi đấu bắt đầu, đối mặt các môn các phái những thiên tài, người liền sẽ để cho bọn họ biết, cái gì, mới thật sự là cường đại. Còn nữa, người và Diệp Thần ân oán cá nhân trước để một bên, đừng quên chúng ta lần này mục đích lớn nhất. Ông già nhắc nhở, vậy âm u bóng người, núp ở hắc ám dưới, hắn trên gương mặt, hiện lên một người vô cùng là hưng phấn là nụ cười máu. Ác mộng vừa mới bắt đầu. Lời này bên trong tựa hồ hàm chứa vô hạn hận ý, khiến cho được gác lửng bên trong âm ảnh, nhìn như cũng bộc phát được thâm trầm, băng hàn mà kinh khủng. Cùng thời khắc đó, khác một tòa lầu các bên trong. Một đạo bóng đẹp ngồi xếp bằng, linh khí chung quanh điên cuồng tràn vào đến thiếu nữ thân thể. Thiếu nữ đỉnh đầu lơ lửng một đóa đóa hoa mai, xinh đẹp mà phương thơm. Hồi lâu, thiếu nữ phát giác cái gì, mở mắt ra, nhìn về phía trước mặt Linh Vận, nói, sư phụ, ngài làm sao tới? Linh Vận nhìn một cái Hạ Nhược Tuyết, tiện tay đưa ra một cái ngọc thạch chế tạo ly, đây là ngày hôm nay ngươi cần ăn vào. Hạ Nhược Tuyết sâu đậm ngưng mắt nhìn ly, vẫn là đưa tay ra nhận lấy, trực tiếp ăn vào. Nàng từ vừa mới bắt đầu đối với cái này Linh Vận yêu cầu mỗi ngày nàng ăn vào đồ, hoài nghi tới. Nhưng là nàng không có lựa chọn. Nàng rất rõ ràng, ngoài mặt mình có thể là Linh Tiên Đế Cung Linh Vận thiên tài học trò, nhưng thực thì, chẳng qua là vật thí nghiệm. Cũng may, nàng lâu dài ăn vào vật này cũng không có cảm giác được khác thường, thậm chí, trạng thái cực tốt. Nàng hấp thu linh khí tốc độ tu luyện, cũng sẽ cực lớn tăng cường. Vật này nếu là bị ngoại giới cường giả biết, tất nhiên chấn động. Linh Vận hài lòng gật đầu một cái, sư phụ cũng là vì ngươi tốt, vật này hiệu quả ngươi vậy cảm giác được, tu luyện thánh thủy. Còn nữa, mấy ngày gần đây, ngươi không cần đi ra ngoài, Thăng Long thi đấu rất trọng yếu, nhưng là chúng ta Linh Tiên Đế Cung người và những tông môn kia xuất phát tuyến có thể không giống nhau, ngươi an tâm tu luyện và cảm ngộ là được.
Hạ Nhược Tuyết nhắm mắt lại, lông mi mau khẽ run, rất nhanh liền tiến vào trạng thái tu luyện. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Vàng Như Núi dưới sự hướng dẫn, Diệp Thần các người lần nữa trở lại thung lũng bên trong, lúc này, các môn các phái những thiên tài tề tụ một đường, mỗi một người cũng tản ra tự tin hơi thở, trong đôi mắt tràn đầy kiêu ngạo. Một người mặc màu trắng đạo bào thanh niên anh Tuấn cất cao giọng nói, chư vị, năm nay Thăng Long thi đấu, lập tức phải bắt đầu, lần này, người dự thi đếm càng hơn trước kia, tượng trưng cho ta Linh Võ Đại Lục tương lai phồn vinh cùng hưng thịnh, hy vọng các vị tương lai cũng có thể trở thành Linh Võ Đại Lục trụ cột. Theo thanh niên này tiếng nói, trong thung lũng mọi người phát ra từng cơn tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Mà lúc này, đứng ở Diệp Thần bên người Duẫn Mính, thì hơi cau mày, bởi vì, ngay mới vừa rồi, nàng đã phát hiện, mấy đạo ánh mắt hướng mình bên này ném tới, nói chính xác, là nhìn về phía bên người nàng Diệp Thần. Hơn nữa, cái này ánh mắt mơ hồ mang âm hàn, hiển nhiên trong lòng không ý tốt. Chắc hẳn, những người này là bởi vì Diệp Thần tu vi, đầu tiên cầm Diệp Thần để mắt tới, làm mình mục tiêu. Mặc dù biết Diệp Thần thực lực hơn người, nhưng là, Duẫn Mính còn chưa do được kéo kéo Diệp Thần vạt áo, đối với hắn nhẹ giọng nói, ngươi cẩn thận một chút, cái này trong thung lũng thật giống như có không ít người đã để mắt tới ngươi. Diệp Thần tự nhiên vậy cảm thấy ánh mắt của những người này, bất quá hắn nhưng không thèm để ý chút nào, nghe được Duẫn Mính mà nói, hắn thờ ơ nhún nhún vai, ngược lại mặt lộ một tia trêu chọc vẻ nói, làm sao, như thế quan tâm ta. Duẫn Mính ánh mắt chớp động một chút, mặt nạ ra lỗ tai hơi ửng đỏ, bất quá, nhưng là hừ lạnh nói, ngươi bây giờ còn có tâm tình làm trò đùa. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là, cái này thung lũng bên trong, đều là Linh Võ Đại Lục thiên tài. Bị bọn họ để mắt tới, ngươi biết, ý vị như thế nào sao? Nếu như rơi vào vây công, coi như là ngươi, vậy tuyệt sẽ không ung dung. Ngươi tốt nhất nghiêm túc một chút. Diệp Thần trầm mặc chốc lát, gật đầu nói, yên tâm, ta tự có đúng mực. Đồng thời hắn đáy mắt hàn mang lóe lên, như những người này thật như vậy cuồng ngông, đem mình làm mục tiêu, hắn tuyệt đối sẽ làm cho bọn họ vì mình lựa chọn mà hối hận. Mà lúc này, một người toàn thân núp ở bên trong hắc bào cao lớn nam tử, vậy mơ hồ hướng Diệp Thần bên này đưa mắt tới. Đợi hoan hô ngừng nghỉ, tên kia thần thanh niên anh Tuấn, tiếp tục nói, lần này Thăng Long thi đấu, chúng ta chỉ có một vòng thi đấu thời gian là 3 ngày, tranh tài địa điểm, là một nơi chúng ta đơn độc mở ra khu vực, mà tranh tài quy tắc, vậy rất đơn giản. Vừa nói, hắn vung tay lên, vô số đạo màu tím điểm sáng từ trong tay hắn bung ra, rơi vào tại chỗ tất cả người dự thi trước mặt. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, nhận lấy bay hướng mình ánh sáng tím, ánh sáng thu liếm, hiện ra một đạo tử ngọc lệnh phù. Thanh niên anh Tuấn mỉm cười nói, đối với ta đem các ngươi truyền tống đến bên trong sau đó, các ngươi liền có thể bắt đầu thu thập những người dự thi khác trong tay tử ngọc lệnh phù. Đem đối thủ tử ngọc lệnh phù đạt được sau đó, dung nhập vào mình lệnh phù bên trong, có thể tăng lên tử ngọc lệnh phù thuần độ. 3 ngày sau, lệnh phù thuần độ xếp hạng trước 49 người dự thi, chính là sau cùng người sống sót. Lời vừa nói ra, tất cả người dự thi đều bắt đầu quan sát người bên cạnh, ở trong tối tối tăm phỏng đoán đối phương thực lực, nguyên bản vẫn còn ở lẫn nhau cười nói hai người, vậy bắt đầu mơ hồ đề phòng, thung lũng bên trong, nhất thời rơi vào một loại khẩn trương không khí bên trong. Ngay tại lúc này, Diệp Thần vậy cảm giác được, lại có rất nhiều đạo ánh mắt hướng mình bắn tới, hơn nữa, so với trước, địch ý rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Hiển nhiên, những người này đều đưa mình coi là săn thú mục tiêu. Thanh niên anh Tuấn nói tiếp, truyền tống đến bên trong sau đó, các người xuất hiện vị trí, đều là ngẫu nhiên, mà bên trong che giấu hết thảy lẫn nhau liên lạc thủ đoạn. Cho nên, muốn tìm được các người trong tông môn đồng bạn vậy chuyện không phải dễ dàng như vậy. Đáng một nói là, trong này, tồn tại rất nhiều ngoại giới ít khi thiên tài địa bảo, chân quý vật liệu, dị chủng linh thú. Thậm chí còn có đại năng động phủ, chờ đợi các người đi trước khai thác, nếu như các người đang so thi đấu hơn, còn có dư lực nói, không ngại ở bên trong thăm dò một phen. Đồng thời, nếu như các người muốn buông tha thi đấu, trực tiếp giải trừ các ngươi và tử ngọc lệnh phù giữa liên lạc là được. Như vậy, các ngươi liền có thể trực tiếp bị truyền đưa ra, bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi là, giải trừ cùng lệnh phù giữa liên lạc, cũng phải cần nhất định thời gian.
Cuối cùng, chấm, nguyên bản mang ôn hòa nụ cười thanh niên anh Tuấn, đột nhiên lộ ra ẩn hiện vẻ nói, Thăng Long thi đấu chỉ xem kết quả, bất luận quá trình, bỏ mặc các ngươi là trước khi so tài cấu kết cũng tốt, tạm thời liên thủ cũng tốt, bị thế lực kềm chế cũng tốt, dụ dỗ thiết kế cũng tốt, chỉ cần cuối cùng, các ngươi tử ngọc lệnh phù thuần độ, ở phía trước 49, đều có tư cách cười đến cuối cùng. Diệp Thần ánh mắt lẫm liệt, thanh niên anh Tuấn theo như lời, để cho hắn có chút kinh ngạc, không phải muốn nhìn thiên phú sao. Cứ như vậy, há chẳng phải là cho dù ăn gian, cũng có thể chiến thắng. Một bên Duẫn Mính gặp Diệp Thần lộ ra vẻ không hiểu, mở miệng nói, Diệp Thần, người đối với linh võ đại lục sau lưng một ít chuyện tình không được rõ, Thăng Long thi đấu không người nghĩ như thế đơn giản. Người xem những cái kia rất nhiều thế lực, thật lấy là không có liên lạc. Địa phương có người, thì có giang hồ, ở linh võ đại lục, một ít thế lực cường đại cũng không khỏi không đối với một ít thế lực cao cấp làm ra nhượng bộ, mà những cái kia thế lực cao cấp con em, ở tham gia thi đấu trước, chỗ ở thế lực cũng sẽ là hắn chọn một ít những thứ khác thế lực phụ thuộc, cùng với một ít bên trong gia tộc đào tạo hộ vệ, theo bọn họ cùng chung tham gia thi đấu. Mục đích chính là trợ giúp những thế lực này con em thành công chiến thắng, cho nên, ở trình độ nhất định, coi là có thể có được cử đi học tư cách. Còn nữa, linh võ đại lục có một loại giải thích gọi là chính trị thăng bằng, một khi linh võ đại lục ra đời uy hiếp rất nhiều thế lực cao cấp đặc thù tồn tại, thăng bằng sắp bị phá vỡ, vậy rất nhiều thế lực cao cấp sẽ liên hiệp xóa đi cái thế lực đó. Ta nghe năm đó Tuyệt Hàn Đế cung một đêm biến mất ở linh võ đại lục, liền có thể bởi vì cái này. Tuyệt Hàn Đế cung, Diệp Thần khẽ cau mày, ở hắn ấn tượng bên trong, Côn Lôn Hư Ngụy Dĩnh ban đầu chỗ ở tông môn chính là Tuyệt Hàn Tông. Bất quá rất hiển nhiên, Ngụy Dĩnh Tuyệt Hàn Tông không thể nào cùng Tuyệt Hàn Đế cung có liên hệ gì. Dẫu sao một cái là thấp võ vị diệt, một cái khác là cao võ vị diệt. Tốt lắm, hết thảy cẩn thận, Duẫn Mính nghiêm túc nói. Thanh niên anh Tuấn nói xong, đột nhiên nhắm mắt ngưng thần, lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, cả người tản mát ra một cổ tuyệt cường khí tức. Một đạo đại thụ che trời pháp tướng cùng thanh niên hòa làm một thể. Vô cùng khổng lồ thiên địa linh khí hướng hắn hội tụ đi, ở nơi này cái ngay tức thì, tất cả tham gia Thăng Long thi đấu thiên tài, đều cảm giác được, mình tựa như rơi vào một cái thế giới khác vậy, một cái ở đó đại thụ che trời chống đỡ hạ hình thành thế giới. Thanh niên anh Tuấn chán hiện ra một tia mồ hôi, đột nhiên hét lớn một tiếng, mở. Kỳ âm mở ảo, nếu như thiên thần luật lệ. Những người dự thi thân ở phương thế giới này, cũng theo thanh niên trong miệng một cái mở chữ, mới bắt đầu rung chuyển. Tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mọi người chỉ cảm giác được mình cùng quanh thân không gian mất đi liên lạc, mãnh liệt choáng váng đánh úp về phía đầu óc, khi bọn hắn lần nữa mở hai mắt ra lúc đó, không khỏi được lộ ra vẻ kinh ngạc. Mình bây giờ, nơi nào vẫn còn ở cái gì thung lũng bên trong? Bọn họ trước mắt phong cảnh mỗi người không giống nhau, nhưng là... Tất cả mọi người đều rất xác định, mình, đã tới vậy thanh niên anh Tuấn nói Thăng Long thi đấu sân. Hơn nữa, bọn họ rất nhanh liền kinh ngạc vui mừng phát hiện, chỗ này bí cảnh bên trong, thiên địa linh khí, lại cực kỳ được đậm đà. Tùy tiện một nơi, hắn linh khí độ dày đều đã đến gần hóa xương mù trình độ. Không chỉ có như vậy, bọn họ tùy ý quét một vòng bốn phía, liền kinh ngạc vui mừng phát hiện không thiếu ngoại giới hiếm thấy linh dược và linh tài. Một tên tăng nhân ăn mặc nam tử mặt đầy vui mừng nhìn về phía cách đó không xa, tựa như một khối tinh khiết không rãnh phỉ thúy giống vậy tiểu hồ bên trong, nở rộ một đóa màu vàng hoa sen, đây là một loại tên là La Hán Kim Liên linh vật. Đối với một ít Phật môn võ giả, tu luyện La Hán pháp thân mà nói, là cực kỳ hữu dụng, không thể hơn có vật, bất quá cái này La Hán Kim Liên, ở linh võ đại lục cơ hồ đã tuyệt tích. Không nghĩ tới. Tên này vừa vặn đã luyện La Hán pháp thân tăng nhân vận khí tốt như vậy, mới vừa tiến vào chỗ này bí cảnh, liền phát hiện cái này La Hán Kim Liên. Như vậy thứ nhất, coi như, cuối cùng hắn không có thể lấy được tư cách, cũng coi là lấy được chỗ tốt cực lớn. Vậy tên tăng nhân không kịp chờ đợi ngoắc tay, cả người kim quang dâng lên, vậy đóa La Hán Kim Liên, ở tăng nhân dưới sự khống chế, lập tức hướng hắn bay tới. Nhưng ngay khi cái này Kim Liên sắp bay đến tăng nhân trong tay lúc đó, dị biến phát sinh. Một đạo nhạt như vô vật đồ sắc bén, đột nhiên từ bên cạnh đánh tới, tốc độ vô cùng nhanh chóng, tăng nhân này đôi mắt trợn tròn,
mặt lộ vẻ kinh hãi, muốn né tránh, đã là lúc đã chậm. Trong suốt đồ sắc bén hung hãn đánh vào tăng nhân ngực chỗ yếu hại, phát ra ầm một tiếng vang thật lớn. Động đất lớn. Một kích này uy lực, như vậy có thể gặp. Một đạo thân ảnh ở tăng nhân cách đó không xa hiện ra, là một người mặc áo bào đen, sắc mặt tái nhợt trẻ tuổi nam tử, hắn hơi thở hào hển, hiển nhiên mới vừa rồi chiêu đó, tiêu hao không nhỏ. Bất quá, nhất kích thuận lợi, hắn nhưng là mặt lộ vẻ vui mừng, hắn tin tưởng, cho dù là giống vậy vận may hậu kỳ võ giả, ở mình một kích này dưới, vậy tất nhiên trọng thương. Bất quá, rất nhanh hắn trên mặt nụ cười, liền đọng lại, bởi vì, hắn rõ ràng thấy, bị hắn thành công đánh lén vậy tên tăng nhân, lúc này lại cũng không có ngã xuống. Vậy tên tăng nhân lúc này cả người kim quang lóe lên, nhìn như lại là vô cùng uy nghiêm, ngực hắn bị lái ra một cái lỗ máu. Lỗ máu bên trong, còn có áo bào đen nam tử mới vừa phát ra vậy cái vô hình ám khí, tăng nhân kia mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng tựa hồ đối với ngực thương thế hồn nhiên không cảm giác vậy, dẫn đầu cầm trong tay màu vàng hoa sen cẩn thận thu hồi, mới tiện tay đem ngực ám khí rút ra, hướng về phía cách đó không xa áo bào đen nam tử tuét miệng cười một tiếng. Tên kia áo bào đen nam tử cả người dâng lên dùng cả mình, lại liền vậy cái bắn ra ám khí đều không dự định thu hồi, trực tiếp thân hình vừa ẩn, hướng xa xa phi độn đi. Mà lúc này Diệp Thần, chính diện sắc sửng dưng nhìn trước người hai người. Hai người kia mơ hồ thành hợp vây thế, chặn lại Diệp Thần đường đi. Hai người này hơi thở, Diệp Thần có ấn tượng, chính là trước ở thung lũng bên trong, đối với mình ném tới ánh mắt không có hảo ý trong đó hai người. Bây giờ, cái này hai người nhìn Diệp Thần, trên mặt lộ ra vô cùng là nụ cười khinh miệt, tựa như, đang nhìn một con đợi làm thịt dê con vậy. Trong đó một người thấp bé nam tử, hướng về phía một người khác đay mặt nam tử cười nói, Tề huynh, không nghĩ tới trùng hợp như vậy, chúng ta ở nơi này bí cảnh bên trong, lại gặp nhau lần nữa, không bằng, hai người chúng ta, tạm thời liên thủ như thế nào. Tên kia đay mặt nam tử đáp, Phương huynh, tại hạ cũng đang có ý đó, bất quá ta phải nói, canh đúng dịp là chúng ta và cái phế vật này, lại cùng nhau truyền đến cùng nhau, tại bắt đầu tỉ thí trước, ta nhưng mà nhìn chòng chọc hắn thật lâu. Không nghĩ tới, ta vận khí thật tốt như vậy, Phương huynh, ngươi cũng không thể theo ta cướp à. Nghe hắn lời nói, tựa như đã đem Diệp Thần xem làm vật trong túi vậy. Vậy thấp bé nam tử khẽ cau mày, hiển nhiên, hắn chẳng ngờ đem Diệp Thần chắp tay nhường cho cái này đay mặt nam tử, sau một hồi trầm mặc, hắn tựa như nghĩ tới điều gì, đột nhiên mỉm cười nói. Cái này không sao, như vậy, ta liền đem hắn nhường cho Tề huynh, thành tựu ta cùng ngươi kết minh thành ý, như thế nào? Đay mặt nam tử mừng rỡ nói, như vậy quá tốt. Như vậy quá tốt. Vừa nói, hắn liền đối với Diệp Thần lộ ra ác như sói vậy âm ngoan vẻ. Thấp bé nam tử thấy vậy trong lòng cười nhạt, hắn cùng cái này đay mặt nam tử, ở tham gia thi đấu trước thì đã quen nhau, vốn là hai người thực lực, hẳn ở như nhau bây giờ, nhưng là, ngay tại Thăng Long thi đấu bắt đầu trước mấy ngày, thấp bé nam tử đột nhiên được một tràng cơ duyên, thực lực tiến nhiều, bây giờ hắn có lòng tin chiến thắng cái này đay mặt nam tử. Bất quá, bây giờ còn chưa phải lúc, tạm thời sẽ để cho cái này đay mặt nam tử đi bán một chút khí lực, tận lực lợi dụng cũng được. Dù sao, cuối cùng hắn lệnh phù ở giữa năng lượng, vẫn là phải rơi vào trong tay mình. Nhưng là, hắn vì để tránh cho đay mặt nam tử nổi lên nghi ngờ, vẫn là làm bộ hỏi, Tề huynh, có thể muốn ta cùng ngươi đồng loạt ra tay. Tên kia đay mặt nam tử vui vẻ cười to nói, đối phó một cái nửa bước hợp đạo cảnh phế vật, còn cần phải người ngoài ra tay. Phương huynh, cũng quá xem nhẹ xem thường ta Phách Thiên Hổ Tề Phi liền chứ. Dứt lời, Tề Phi cả người khí thế bạo tăng, sau lưng hiện ra một đầu sặc sỡ huyết hổ hư ảnh, cả người bắt đầu nhanh chóng thú hóa, lại có chút tương tự Diệp Thần chân linh đổi thủ đoạn. Diệp Thần thấy vậy, cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này tham gia Thăng Long thực tập thiên tài, quả nhiên mỗi một cái đều có chỗ hơn người. Bất quá, Diệp Thần ánh mắt rất nhanh liền khôi phục sửng dưng. Cho dù, cái này Tề Phi, là vượt xa cùng cấp tuyệt đỉnh thiên tài, hắn, vẫn không coi vào đâu. Bởi vì, như những người này, có thể gọi là tuyệt đỉnh, Diệp Thần, chính là trời. Vậy Tề Phi biến thân sau đó, khí thế bạo tăng, cả người cũng tản ra vô cùng là kinh khủng lực lượng,
May là một bên Phương Hoạch đối với mình thực lực khá có lòng tin, ở thấy Tề Phi biến thân sau đó, cũng là ánh mắt hơi lóe lên, hơi hơi lộ ra vẻ kiêng kỵ vẻ. Có thể tham gia Thăng Long thi đấu, há có thể thực lực và cảnh giới giống nhau. Cũng có thể bước cảnh giới giết địch. Tề Phi lúc này, cũng giống như vua bách thú vậy, tản ra vô cùng bá đạo uy thế, hắn lạnh lùng nhìn Diệp Thần, gan bàn tay một tấm, cười gằn nói. Phế vật, giao ra ngươi Tử Ngọc lệnh phù và túi đựng đồ, lại quỳ xuống cho Gia Gia dập đầu ba cái vang đầu, Gia Gia liền đại phát tử bi, tha ngươi một cái tiện mệnh, ngươi thấy thế nào? Diệp Thần nghe vậy, cố làm mừng rỡ hướng đối phương hỏi, thật. Ngươi thật nguyện ý thả ta rời đi. Đối với Diệp Thần ở trước mặt mình tham sống sợ chết hình dáng, Tề Phi tựa hồ vô cùng hài lòng, cũng càng thêm xem thường Diệp Thần, phát ra tiếng hổ gầm sau nói, phí lời gì. Gia Gia ngươi là nói không giữ lời người sao. Một bên Phương Hoạch nhưng khẽ cau mày, cái này Tề Phi, cũng quá tự đại, chẳng lẽ không nhìn ra Diệp Thần là làm bộ làm tịch, cố ý giễu cợt hắn sao. Hơn nữa phóng đối phương rời đi. Có thể tới tham gia Thăng Long thi đấu, coi như là một cái không chịu nổi một kích phế vật, vậy khẳng định nhất định có bối cảnh mới là, cứ như vậy phóng đối phương rời đi, chẳng lẽ, không sợ gặp phải trả thù sao? Bất quá, rất nhanh Phương Hoạch khóe miệng liền gợi lên một tia cười nhạt, cũng tốt, cứ như vậy để cho thằng nhóc này buông lỏng cảnh giác, một lát, cũng có thể ung dung chút đem hắn giải quyết. Hắn đã âm thầm quyết định, nếu như Tề Phi thật như vậy ngu xuẩn phóng đối phương rời đi, lúc cần thiết, mình sẽ xuất thủ đánh chết Diệp Thần. Mặc dù, Phương Hoạch không dự định để cho Tề Phi còn sống, tự nhiên không sẽ quan tâm Tề Phi có thể hay không bị Diệp Thần trả thù, nhưng là, hắn cũng không hy vọng, mình đã bị chút nào liên lụy. Đồng thời, Phương Hoạch vậy có chút kỳ quái, Diệp Thần tại sao đến bây giờ, còn có tâm tư giễu cợt Tề Phi cái này ngu xuẩn. Tề Phi là vận may tầng 7 thiên tu vi, hơn nữa chạm tới một tia quy luật, có thể nhúc nhích dùng một tia quy luật lực. Hơn nữa hắn trời xanh thức tỉnh hổ yêu máu, thể chất mạnh vượt xa vậy võ giả, thực lực tổng hợp, vẫn còn ở giống vậy vận may võ giả trên. Mặc dù không phải là đối thủ của mình, nhưng là Diệp Thần chính là một cái nửa bước hợp đạo cảnh võ giả, là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng Tề Phi. Phương Hoạch đột nhiên con ngươi co rúm một cái, chẳng lẽ, đối phương có cái gì bảo vệ tánh mạng chạy trốn thủ đoạn, mới như vậy không có sợ hãi. Nghĩ tới đây, Phương Hoạch không khỏi đối với Tề Phi thúc giục, Tề huynh, thằng nhóc này thật giống như có chút cổ quái, vẫn là mau sớm ra tay, miễn được. Tề Phi nghe vậy, không nhịn được phung lên móng hổ, gầm to nói, ta biết, chút chuyện nhỏ này, ngươi liền đừng nhúng tay. Phương Hoạch trong mắt tàn khốc chớp mắt, thầm mắng Tề Phi cái này ngu xuẩn, lại vẫn dám coi thường mình khuyến cáo. Bất quá bây giờ còn chưa phải là lúc trở mặt, Phương Hoạch ánh mắt chớp động mấy cái, liền không nói gì nữa. Tề Phi trợn mắt nhìn Diệp Thần nói, nhãi con, Gia Gia kiên nhẫn là có hạn độ, quỳ, vẫn là chết. Dứt lời, hắn phát ra một tiếng kinh thiên hổ gầm, vô cùng là hung ác hơi thở, nhập vào cơ thể ra, hướng Diệp Thần ùn ùn kéo đến vậy nghiền ép đi. Phương Hoạch không nhịn được lắc đầu một cái, Tề Phi kết quả ngu xuẩn đến cái gì bước. Bây giờ nguy cơ tứ phía, không gánh nổi vùng lân cận thì có những cường giả khác. Hắn loạn như vậy hống kêu loạn, sẽ không sợ cầm người khác đưa tới sao? Bất quá cũng được, thằng nhóc kia hẳn không chịu nổi cái này Tề Phi hổ sát lực, giết hắn sau đó, lập tức rời đi là được. Nhưng là, để cho Tề Phi và Phương Hoạch, đều trợn mắt hốc mồm một màn xuất hiện. Diệp Thần, ở kinh khủng kia hổ sát bên trong, lại mặt không đổi sắc, ung dung cực kỳ đứng tại chỗ. Diệp Thần chắp hai tay sau lưng. Cân nhắc nhìn mặt lộ vẻ kinh sợ hai người, nhàn nhạt nói, không bằng, các ngươi hai cái giao ra Tử Ngọc lệnh phù và túi đựng đồ, ở quỳ xuống cho ta dập đầu 30.000 cái vang đầu, ta cũng cân nhắc lưu các ngươi một cái tiện mệnh như thế nào. Phương Hoạch thầm nói một tiếng không tốt, trước mắt Diệp Thần, mặc dù hơi thở không đổi, nhưng là lại tản mát ra một loại để cho hắn cảm thấy vô cùng là nguy hiểm cảm giác. Còn không cùng hắn có động tác, một bên Tề Phi đã nổi giận gầm lên một tiếng, cún con người đối với Gia Gia nói gì. Sau lưng hổ ảnh chớp mắt, quy luật lực mơ hồ phóng thích, cả người tựa như hóa thành kinh thiên mãnh hổ vậy, hướng Diệp Thần nhanh tấn công đi. Mà Phương Hoạch thì tay lộn một cái, đem một chuôi trong suốt trường kiếm nắm trong tay, mơ hồ phòng bị,
cũng làm xong trốn chui chuẩn bị. Vậy Tề Phi hướng Diệp Thần bay tấn công đi, trong thoáng qua đã đến Diệp Thần trước người, một đôi móng hổ động một cái, liền mang theo đủ để biến dạng thiên địa lực lượng hướng Diệp Thần bắt đi. Nhưng mà, ở đó đôi móng hổ, cách Diệp Thần gương mặt chỉ có một tấc xa lúc, lại gắng gượng ngừng lại. Tề Phi sau lưng Phương Hoạch lấy là Tề Phi không chịu lập tức giết Diệp Thần, còn muốn đùa bỡn đối thủ, không khỏi tức giận dâng trào, mắng to, ngươi ở cùng cái dám à? Ngược lại là giết hắn à? Nhưng mà rất nhanh, Phương Hoạch liền phát hiện không đúng, Tề Phi tựa như cũng không phải là cố ý không giết Diệp Thần, bởi vì, hắn thấy được, Tề Phi vậy cả người bắp thịt to lớn thân thể, lại Diệp Thần trước người, khẽ run. Lúc này, Diệp Thần đang cười mỉa nhìn trước mắt, con người kịch liệt run run, răng run rẩy, lộ vẻ được vô cùng là hoảng sợ Tề Phi, cười nói, làm sao? Ta bất quá là thả ra một tia hơi thở mà thôi, sẽ để cho ngươi, như thế sợ hãi. Ngươi như vậy, cũng xứng xưng bá thiên hổ, kêu ngươi phách Tengu còn thiếu không nhiều. Vậy Tề Phi thần sắc vùng vẫy, hắn muốn gầm thét, muốn phản bác, muốn xé nát Diệp Thần, nhưng mà, lúc này, hắn lại bị vậy từ bản năng bên trong bùng nổ sợ hãi bao phủ, cả người run rẩy, căn bản không cách nào khống chế mình thân thể. Đừng nói là phản bác tức giận mắng, hắn bây giờ có thể duy trì lối đứng, không đúng Diệp Thần quỳ xuống thần phục, đã là liều mạng ở kiên trì. Hắn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, cái này không qua chỉ là một nửa bước hợp đạo cảnh con kiến hôi mà thôi à. Mình, làm sao biết sợ hắn sợ đến như vậy? Diệp Thần đột nhiên thần sắc run lên, canh kim khí và ma khí cuộn sạch. Sáu cái thần vương đạo đạo lực ngưng tụ. Sau lưng thượng cổ bạch hổ và kỳ lân hư ảnh phóng thích. Tuyệt cường khí tức tách thả ra, bây giờ, không chỉ là Tề Phi, liền Phương Hoạch thân thể, vậy hơi xuất hiện run rẩy, đó là một loại đến từ lên trước sinh mạng chèn ép. Diệp Thần, lúc này tựa như hóa thân so bọn họ cao đẳng hơn tồn tại, để cho người không nhịn được sinh lòng sùng bái vậy. Mà nguyên bản ngay tại dáng kiên trì Tề Phi, lúc này rốt cuộc cũng không khắc chế nổi nữa, lại lập tức quỳ xuống ở Diệp Thần trước người, điên cuồng bắt đầu dập đầu được đầu đầy máu tươi đầm đìa. Tề Phi có hổ yêu huyết mạch, loại này cấp thấp hổ loại huyết mạch, ở Diệp Thần bạch hổ linh huyết hơi thở hoàn toàn bùng nổ dưới, chỉ có thần phục. Phương Hoạch rốt cuộc sợ, trước mắt một màn quỷ dị hoàn toàn rung động hắn tâm linh, bây giờ, hắn rốt cuộc tỉnh ngộ, trước mắt cái này nửa bước hợp đạo cảnh thanh niên. Nơi nào là cái gì dựa vào gia tộc bối cảnh tới tham gia thi đấu thử vận khí phế vật công tử ca? Người này, là thứ thiệt siêu cấp yêu nghiệt à? Phương Hoạch nghiêm túc quát một tiếng, trường kiếm trong tay run run, máu tươi sử dụng, tự thân thực lực hoàn toàn bùng nổ, một đạo lửa cháy mạnh kiếm mang hướng Diệp Thần càn quét đi, lại hoàn toàn không để ý lúc này đang quỳ xuống đất không dậy nổi Tề Phi, phải đem hắn kể cả Diệp Thần cũng chém một cái mà đoạn. Ý định giết người buông xuống. Ở xuất kiếm đồng thời, Phương Hoạch sau lưng ngọn lửa hư ảnh chớp mắt, ngay tức thì cùng mình hòa làm một thể, hóa thành một đạo ngất trời ánh lửa, hướng kiếm mang hướng ngược lại nhanh bay đi, tốc độ nhanh vô cùng. Diệp Thần thấy vậy, cặp mắt hàn mang chớp mắt, khẽ cười lạnh, lại đối với hướng mình quét tới kiếm mang không để ý. Mà nguyên bản quỳ xuống đất không ngừng dập đầu, sợ hãi vô cùng Tề Phi, cũng ở đây nguy cơ sinh tử đang lúc. Đột phá cực hạn, tránh thoát Diệp Thần uy áp trói buộc, cả người sát khí ngưng tụ, hướng về phía hướng mình chém tới kiếm mang một quyền đánh tới. Quyền gió lướt qua, mơ hồ vang lên gào thét chi âm, uy thế vô cùng. Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Tề Phi có thể tránh thoát uy áp, xem ra, có thể tới tham gia Thăng Long thi đấu thiên tài, quả nhiên đều không phải là phiếm phiếm hạng người. Ầm một tiếng vang thật lớn. Tề Phi quả đấm hung hăng nện ở đạo kiếm quang kia trên, bóng người kịch liệt lay động, một cánh tay lại bị miễn cưỡng nổ thành phấn vụn, bất quá, một quyền này, vậy hoàn toàn triệt tiêu đạo kiếm quang kia. Tề Phi trên mặt hiện ra thống hận vẻ, cực kỳ khó coi, từ Phương Hoạch mới vừa rồi một kiếm kia, hắn đã nhìn ra, Phương Hoạch căn bản cũng không có và hắn liên thủ ý nghĩa, sợ rằng, đến cuối cùng, hắn cũng phải cần đối với mình ra tay. Bất quá, Tề Phi trong lòng mình ngược lại cũng không có thể nói không có tương tự ý tưởng. Tề Phi bây giờ mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng là, cái này cũng không phải hắn để ý nhất chuyện, linh lực động một cái ngừng máu tươi sau đó, hắn liền sợ hãi nhìn Diệp Thần. Mặc dù,
hắn mới vừa rồi ở Phương Hoài Kiếm mang dưới sự kích thích đột phá uy áp ràng buộc, nhưng là, đối mặt Diệp Thần, trong lòng vẫn là vô cùng là sợ hãi. Nếu là bây giờ cùng Diệp Thần động thủ, lại là dưới trọng thương, thực lực, có thể chỉ có thể còn lại vốn là 30%. Mặc dù, Diệp Thần nhìn như chỉ có nửa bước hợp đạo cảnh tu vi, thực lực mạnh yếu còn không biết, nhưng là, bây giờ Tề Phi là tuyệt đối không dám xem nhẹ Diệp Thần. Dẫu sao, nếu như Diệp Thần thật thực lực không đủ, mới vừa rồi dùng uy áp chân áp mình lúc đó, khẳng định sẽ lập tức bắt cơ hội trọng thương hoặc là chém chết mình, mà không phải là xem trước như vậy ổn định như thường. Diệp Thần nhàn nhạt quét Tề Phi một mắt, đối với hắn nói, ngươi, mới vừa nói, ngươi là cái gì? Tề Phi sắc mặt biến đổi, nhớ tới mới vừa rồi mình đối với Diệp Thần vậy lần bất kính lời nói, không khỏi sắc mặt đại biến, hèn nhát sợ sệt cúi đầu nói, ta nói. Ta là cháu trai, ngài là gia gia, cầu ngài tha ta một cái tiện mệnh. Dứt lời, hắn ngược lại cũng quả quyết, một bên lần nữa uốn gối quỳ xuống, vừa đem mình túi đựng đồ và tử ngọc lệnh phù để dưới đất. Diệp Thần mặt lộ nụ cười, cân nhắc đánh giá cái này Tề Phi, người này nhìn như lỗ mãng cuồng ngạo, trên thực tế, lại biết tiến thối, có thể co giãn, bây giờ hắn còn không thể nhận định mình thực lực, nhưng chịu hướng mình yếu thế quỳ xuống, thống khoái nhận thua. Ngược lại cũng có chút ý nghĩa, không phải một cái ngu xuẩn người, ngược lại có chút chỗ hơn người. Diệp Thần cười nói, ngươi có thể sẽ ghi hận tại ta. Tề Phi thản nhiên nói, chính ta không biết điều, có mắt không tròng, mạo phạm Gia Gia, bây giờ tự nhiên phải gánh vác trách nhiệm, bởi vì, ta cho rằng Gia Gia so ta mạnh mẽ chính là chân lý, ta khởi hữu ghi hận Gia Gia can đảm. Dĩ nhiên, nếu như ngày khác, ta so Gia Gia càng cường đại hơn. Nói tới chỗ này, hắn tránh ra miệng to như chậu máu, ta thừa nhận, ta có thể sẽ tìm ra ra phiền toái. Diệp Thần vui vẻ cười to đứng lên, ngươi ngược lại cũng coi là thản nhiên, ngươi như thế nói, sẽ không sợ ta giết ngươi. Tề Phi cúi đầu nói, sợ, làm sao không sợ, nhưng là, ta cảm thấy không cần phải nói láo, nếu như ra ra vì vậy liền sẽ giết ta cho dù giấu giếm, ngài vậy sẽ không bỏ qua ta chứ. Diệp Thần gật đầu một cái, ngươi nhìn như thô lỗ, vậy coi là trong to có nhỏ, làm người ngược lại cũng coi là thản nhiên, được rồi, ta tha ngươi một mạng. Hắn tự nhiên có tự tin, Tề Phi vĩnh viễn sẽ không so mình mạnh mẽ, đây cũng là Diệp Thần kiêu ngạo. Tề Phi nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, đang chuẩn bị dập đầu nói cảm ơn, Diệp Thần thanh âm nhưng vang lên lần nữa, chỉ cần, ngươi cầm trong ngực ngầm vật, giao cho ta là được. Tề Phi mặt mũi cứng đờ, ánh mắt lóe lên, hiện ra vẻ do dự, nhưng mà rất nhanh, hắn ánh mắt lại lần nữa ngưng tụ, tay duỗi một cái, từ trong ngực móc ra một khối da thú, bỏ trên đất. Hắn rõ ràng một cái đạo lý, đồ khá hơn nữa, cũng phải có mệnh mới có giá trị. Diệp Thần cười chúm chím gật đầu nói, cút đi. Hắn vung tay lên, đem đất lên vật toàn bộ thu hồi sau đó, liền hóa thân một đạo sấm sét màu vàng. Hướng Phương Hoạch chạy trốn phương hướng cực nhanh phi độn đi, trong thoáng qua liền không thấy bóng dáng. Tề Phi thấy vậy mặt lộ vẻ kinh sợ, tốc độ này, đừng nói là hợp đạo cảnh võ giả, chính là vận may võ giả, chỉ sợ cũng rất khó tìm tốc độ có thể thắng được Diệp Thần liền chứ. Đồng thời thầm nói may mắn, khá tốt mới vừa rồi không có dùng cái gì thủ đoạn bảo vệ tánh mạng công kích Diệp Thần ý tưởng chạy trốn. Đồng thời... Tề Phi lại lộ ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác nụ cười, lẩm bẩm, Phương Hoạch à, Phương Hoạch, ngươi lấy là mình rất thông minh. Lập tức, ngươi liền sẽ là ngươi từ làm thông minh, trả giá thật lớn. Dứt lời, hắn liền ngưng thần bắt pháp quyết, nửa trụ nhang sau đó, rốt cuộc thành công cùng Tử Ngọc lệnh phù cắt đứt liên lạc, truyền tống rời đi bí cảnh. Mà lúc này, Phương Hoạch ở nhanh bay ra không biết bao xa sau này, rốt cuộc dừng lại độn quang. Hắn quay đầu nhìn một cái, gặp Diệp Thần không có đuổi tới dấu hiệu, hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn hận hận cắn răng một cái, mình tại sao xui xẻo như vậy, mới vừa đến cái này bí cảnh bên trong, liền đụng phải một cái như vậy quái vật, xem ra, vậy Phương Hoạch lệnh phù, là không lấy được tay. Ngay tại hắn định tìm cái nơi kín đáo ăn vào đan dược, khôi phục một chút linh lực tiêu hao lúc đó, một cái thanh âm nhàn nhạt ở vang lên bên tai nói, làm sao? Nhanh như vậy liền chạy hết nổi rồi. Phương Hoạch thần sắc đại biến, cũng không quay đầu lại liền hướng sau lưng chém ra một đạo lửa cháy mạnh kiếm mang,
đồng thời quanh thân ánh lửa hồi sinh, hướng thanh âm chuyển tới hướng ngược lại phi độn đi. Nhưng mà, ngay tại hắn độn quang dâng lên nháy mắt, trước mắt kim mang chớp mắt, liền gặp một bóng người, đứng chắp tay, sắc mặt rửng rưng, chắn trước người của hắn. Phương Hoạch sắc mặt cuồng biến, hét lớn, làm sao có thể? Ngươi chính là nửa bước hợp đạo cảnh tu vi, làm sao có thể đuổi kịp ta? Bất quá, hắn tuy hốt hoảng, nhưng là trên tay nhưng không dùng lại chút nào, cả người linh lực một giọt không dư thừa chút xuống ra, hướng Diệp Thần chém điên cuồng đi. Vô số nóng bỏng ánh lửa bay lên, mơ hồ hóa là một đạo đầy ắp nổ tung kiếm ý đỏ thấm cự long, gầm thét hướng Diệp Thần lướt đi. Diệp Thần ánh mắt không có chút ba động nào, canh kim khí phối hợp kỳ lân sát cùng chung phát động, một đạo khí tức kỳ dị bay lên, hướng bay tới rồng lửa nhào tới. Phương Hoạch thở hào hển, thân hình hơi lay động, một chiêu kia mới vừa rồi, đã tiêu hao hết hắn toàn bộ linh lực, làm hắn thấy Diệp Thần không nhúc nhích đứng tại chỗ lúc, còn mặt lộ vẻ vui mừng, thầm nói ngu xuẩn khinh thường như vậy, ắt sẽ chết thảm ở mình uy lực này tuyệt mạnh kinh thiên nhất kích dưới. Hắn có tự tin, mình một kiếm này, đủ để chém chết giống vậy vận may võ giả. Nhưng mà, một khắc sau, hắn trên mặt vui mừng liền hoàn toàn đọng lại, mình vậy vô cùng hùng hậu linh lực dung hợp hỏa chi đạo vận, ngưng luyện mà thành kinh lửa trời long, ở Diệp Thần quanh thân ánh sáng trắng lóe mạnh sau đó, lại cứ như vậy, miễn cưỡng mất đi thành hư không. Không, không phải hư không, Phương Hoạch rất nhanh liền phát hiện, vậy dáng vóc to rồng lửa, lại bị Diệp Thần trong cơ thể thả ra ánh sáng, nén thành một viên đỏ thẫm viên châu. Điều này sao có thể? Phương Hoạch khó có thể tin nhìn vậy cái viên châu, kiếm ý của mình cùng quy luật lực, đều là đi nổ tung hung mãnh con đường, ra tay một cái chính là cuồng liệt vô cùng, liền mình đều không cách nào đem co giúp lại áp chế. Làm sao có thể bị Diệp Thần lấy chính là nửa bước hợp đạo cảnh lực lượng, nén thành như vậy? Diệp Thần thưởng thức trước cái này cái lớn chừng ngón cái đỏ thẫm viên châu, thần sắc khá là hài lòng, mặc dù hắn hiện đang thi triển kỳ lân sát và nhân vương hộ phù hộ lúc đó, sẽ không như vậy phí sức. Nhưng là, vẫn có cực hạn chỗ. Hắn sở dĩ đối với Phương Hoạch như vậy không chịu nổi một kích mặt hàng sử dụng kỳ lân sát, chính là muốn thử một chút kỳ lân sát uy lực, biểu hiện bây giờ, ngược lại cũng để cho Diệp Thần hài lòng. Vậy Phương Hoạch lúc này đã là mặt đầy sợ hãi vẻ, hắn muốn chạy trốn, nhưng mà, cả người linh lực khô kiệt, hơn nữa Diệp Thần chui tốc rõ ràng vượt qua xa mình, chính là muốn chạy trốn vậy trốn không thoát. Lúc này, hắn mặt hiện kiên quyết vẻ, lại lập tức bắt đầu cắt đứt cùng Tử Ngọc lệnh phù liên lạc, dự định truyền tống rời đi bí cảnh. Diệp Thần quét hắn một mắt, cái này Phương Hoạch mặc dù không làm sao xúc phạm mình, nhưng là, hắn đem mình làm mục tiêu, hiển nhiên vậy động sát tâm, Diệp Thần tự nhiên không thể nào cứ như vậy thả qua đối phương. Diệp Thần cổ tay động một cái, cả người cự lực ở tỉ mỉ lực dưới thao túng, hoàn toàn tác dụng ở đó cái đỏ thẫm viên châu trên, viên châu run lên, thì đã tốc độ cực nhanh, hướng Phương Hoạch bay đi. Vậy Phương Hoạch, khẳng định phản ứng không kịp nữa, liền ở ầm một tiếng vang thật lớn bên trong, bị mình lực lượng thiêu hủy thành hư không. Diệp Thần vung tay lên, từ vậy cuồn cuộn khói dày đặc bên trong, chiêu ra Phương Hoạch túi đựng đồ và Tử Ngọc lệnh phù. Hắn đem mình lệnh phù lấy ra, linh lực một trào, những thứ khác hai vị lệnh phù liền hóa là thuần túy năng lượng, bị Diệp Thần lệnh phù hấp thu. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Diệp Thần ngược lại cũng không nóng lòng đi tìm những người dự thi khác, theo thời gian rời đổi, còn ở lại bí cảnh bên trong người dự thi trong tay lệnh phù năng lượng càng ngày sẽ càng mạnh, đến lúc đó, chỉ cần cướp đoạt bọn họ lệnh phù là được. Bây giờ, ngược lại là có thể thật tốt ở nơi này bí cảnh bên trong thu thập vật liệu, hắn ở truy đuổi Phương Hoạch trên đường, đã góp nhặt mấy phần cho dù ở Huyền Nguyệt Tông bên trong, cũng không có quý trọng tài liệu. Hơn nữa, như là vận khí tốt, có lẽ còn có thể phát hiện cái gì đại năng động phủ hoặc là thần bí di tích, như vậy, chỗ tốt lớn hơn. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ tới mở nơi này thanh niên anh Tuấn. Hắn từ thanh niên trên mình cảm thấy uy hiếp. Xem ra linh võ đại lục cũng là thiên ngoại hữu thiên, người giỏi có người giỏi hơn. Mà lúc này, ở nơi này rộng lớn bí cảnh bên trong, tương tự một màn không ngừng diễn ra. Những người dự thi hoặc là cướp đoạt người yếu lệnh phù, hoặc là nhàn nhã thăm dò bí cảnh, hoặc là tìm đồng minh lập bang kết phái. Ở một nơi bị băng tuyết bao trùm dãy núi bên trong, một người thanh niên áo bào đen,
đang đối mặt với ba danh tiếng tức đều ở đây vận may đỉnh cấp các phái thiên tài. Vậy ba tên võ giả, hiển nhiên đều không phải là tên yếu, cho dù ở vận may tầng thứ, vậy hết sức kinh người. Vốn chiếm hết thượng phong, nhưng là lúc này, bọn họ đối mặt tên kia áo bào đen võ giả lúc đó, nhưng là mơ hồ hiện ra vẻ sợ hãi. Áo bào đen võ giả cả người hơi thở quỷ dị, không ngừng biến đổi, lúc mạnh lúc yếu, lại làm cho không người nào có thể xác định hắn tu vi như thế nào. Áo bào đen võ giả mặt mũi núp ở cái chụp đầu dưới, đón lạnh thấu xương gió tuyết, từng bước một hướng vậy ba tên võ giả đi tới. Ba tên võ giả bên trong, chạm ở vị trí chính giữa một người tóc xanh thanh niên đột nhiên cắn răng một cái, tựa như xuống quyết định gì, hướng về phía vậy áo bào đen võ giả nói, vị đạo hữu này. Mời dừng bước. Vậy áo bào đen võ giả nghe vậy, lại thật dừng chân một cái, dừng lại thân hình. Tên kia tóc xanh thanh niên hơi thở phào nhẹ nhõm, xem ra, còn có giao thiệp có thể, hắn hướng về phía áo bào đen võ giả nói, đạo hữu, ngươi mục đích, bất quá là tử ngọc lệnh phù chứ. Nếu như chúng ta đem tử ngọc lệnh phù giao ra, có thể hay không thả chúng ta rời đi. Tóc xanh bên người thanh niên một người thanh tú nam tử nghe vậy, hơi biến sắc mặt, gấp giọng nói, Lý Sư Huynh, ngươi nói gì sao? Cứ như vậy buông tha Thăng Long thi đấu. Bị mười hoang hình gia vị kia thiếu chủ phát hiện, đừng nói là chúng ta, có thể ngay cả chúng ta tông môn, đều phải bị dính líu. Tóc xanh thanh niên còn chưa mở miệng, một bên một người hắc gia nam tử liền lắc đầu nói, ta đồng ý Lý Huynh ý kiến, chúng ta tới tham gia cái này Thăng Long thi đấu, cũng bất quá là làm vậy hình tử đường cùng gả mà thôi, cần gì phải là hắn mạo hiểm. Ngược lại không như bây giờ cầm lệnh phù giao ra. Thanh tú nam tử hơi biến sắc mặt nói, Kha Huynh, ngươi nói gì sao, người này, nhưng mà cầm sư đệ của ngươi. Hắc gia nam tử mặt hiện cười khổ nói, ta sư đệ là chúng ta ba người bên trong người mạnh nhất, lại bị người này một chiêu trong nháy mắt giết, ngươi thật cảm thấy, chúng ta liên thủ, thì có phần thắng. Thanh tú nam tử nghe vậy, sắc mặt không ngừng biến đổi, cuối cùng vẫn là thở dài, thầm chấp nhận tóc xanh thanh niên quyết định. Tên kia áo bào đen võ giả lúc này rốt cuộc mở miệng nói, có thể, giao ra tử ngọc lệnh phù, các ngươi liền tự rời đi đi. Ba người nghe vậy, đều là trong lòng hơi buông lỏng một chút, không hẹn mà cùng đem tử ngọc lệnh phù lấy ra, hướng áo bào đen võ giả ném đi. Áo bào đen võ giả vung tay lên, nhận lấy tử ngọc lệnh phù, liền xoay người chuẩn bị rời đi. Ba người thấy vậy, lẫn nhau trao đổi một chút ánh mắt, độn quang cùng nhau. Liền phải hướng ngược lại đi. Nhưng mà, ngay tại ba người phóng người lên ngay tức thì, một đạo ùn ùn kéo đến đậm đà ma khí, thuận tiện lấy tốc độ cực nhanh hướng bọn họ cuốn tới. Vậy ba tên võ giả đều là sắc mặt đại biến, giận dữ hét, tiểu nhân hèn hạ, ngươi lật lọng. Đồng thời, mỗi người thi triển ra mạnh nhất lá bài tẩy, toàn lực công hướng trước người quỷ dị ma khí. Âm tiếng bên tai không dứt. Nhưng mà, cũng không lâu lắm. Vậy phiến băng tuyết dãy núi bên trong, liền chỉ còn lại có gió lạnh hô khiếu chi thanh, lại không có những thứ khác tiếng vang. Mà nhưng vào lúc này, tên kia Diệp Thần đã từng ở dẫn tiên trong rừng đã gặp, mười hoang hình ra người dự thi hình tử đường bên cạnh một người vóc người vô cùng là cay người đẹp cao gầy, nhìn trong tay một khối trận bàn, nhướng mày một cái, hướng về phía hình tử đường nói. Thiếu chủ, từ mới vừa rồi một người thuộc về chúng ta phụ thuộc chết sau đó. Lại có ba tên phụ thuộc, ở chỗ này người vùng đất vẫn là cách đó không xa, đồng thời chết. Nếu nói là bất kỳ người dự thi đều có thể ở Thăng Long thi đấu bên trong kết thành liên minh, Thăng Long thi đấu ước chừng đối với siêu nhất lưu thế lực mở ra cửa sau, chính là cái này người đẹp cao gầy trong tay xem linh mâm. Cái này bí cảnh bên trong, che giấu hết thảy trao đổi thủ đoạn, cho dù giống vậy thế lực lẫn nhau cấu kết, ở bí cảnh bên trong vậy rất khó tìm đối phương, nhưng mà... Cái này xem linh bàn, nhưng là một cái ngoại lệ, dựa vào cái này xem linh bàn chủ bàn, phụ thuộc vào cao cấp hoặc là siêu nhất lưu thế lực người dự thi, có thể thông qua người một quả phó bàn, đại khái cảm ứng được với nhau vị trí, cũng chuẩn xác cảm ứng được chủ bàn chỗ ở vị trí. Hình tử đường sờ đầu chọc của mình một cái, lại tựa như phát hiện cái gì chuyện thú vị vậy nói. À, có thể đồng thời đánh bại ba tên ta phụ thuộc, người này, ngược lại có chút thực lực. Nhìn dáng dấp đối với tổn thất ba tên phụ thuộc, không để ý. Lửa kia cay cô gái có chút của trách nhìn hình tử đường nói, thiếu chủ, cái này Thăng Long thi đấu,
không thể so với bình thường, người này tuyệt không đơn giản, mặc dù bốn tên phụ thuộc, đối với chúng ta mà nói không tính là tổn thất quá lớn. Nhưng là, cũng không thể quá mức khinh địch mới là, chúng ta hẳn trước cách xa vậy ba người vùng đất vẫn lạc, đợi vùng lân cận phụ thuộc cùng chúng ta sẽ cùng sau đó, lại đi cái hướng kia tiến về phía trước, đuổi giết người này. Hình tử đường thờ ơ lắc đầu nói, cần gì phải như vậy? Xích Hà, ta và trong tộc trước dự thi những phế vật kia có thể bất đồng, nguyên bản, ta căn bản không muốn bất kỳ phụ thuộc, những thứ này bất quá là gia tộc cường gia cho ta mà thôi. Cho dù bọn họ toàn đều chết sạch, ta cũng chút nào không sẽ quan tâm, bởi vì từ nhỏ, ta liền biết rõ một cái đạo lý, làm người, có thể dựa vào, chỉ có mình mà thôi. Dứt lời, hắn nhìn lướt qua xem linh bàn. Lại trực tiếp hướng vậy ba người chỗ đi về phía, đồng thời có nhiều hăng hái hỏi, người nói, người nọ lấy được xem linh bản phó bản, biết hay không hướng chúng ta chỗ ở vị trí tới. Xích Hà khí được dậm chân, nhưng là cũng chỉ có thể than thở một tiếng, đi theo hình tử đường đi cái hướng kia đi tới, một bên lắc đầu nói. Nếu như giết mấy người kia không phải đơn độc người dự thi, mà là những thứ khác siêu nhất lưu thế lực, đổ có thể, nếu như đơn độc người dự thi. Tự nhiên là không thể nào, làm như vậy bất quá là ở tự tìm cái chết mà thôi. Bất quá, cho dù hắn muốn, vậy không làm được, xem linh bàn phó bàn, chỉ có bị chúng ta chọn lựa phụ thuộc bản người mới có thể sử dụng, những người khác lấy được, cũng không chỗ dùng. Mà lúc này, ở băng tuyết dãy núi bên trong, một người áo bào đen võ giả, nhìn trong tay trận bàn, khóe miệng hiện lên làm người ta không rét mà run nụ cười, trận bàn kia trên. Mơ hồ hiện ra chung quanh một ít ảm đạm điểm sáng, và xa xa một quả chói mắt điểm đỏ. Trận bàn này, bất ngờ là xem linh mâm phó bàn, hơn nữa, chẳng biết tại sao, cái này áo bào đen võ giả, có thể sử dụng bình thường. Áo bào đen võ giả thân hình động một cái, hóa thành một cái bóng đen, hướng vùng lân cận một cái mơ hồ điểm sáng chỗ ở phương hướng đi nhanh đi. Một phiến rừng rậm bên trong, Diệp Thần trong tay huyết ma kiếm kiếm quang chớp mắt. Một đầu dài đối với sừng nhọn trắng sư, phát ra một tiếng kêu rên sau đó, lên tiếng đáp lại ngã xuống. Diệp Thần vung tay lên, đem vậy trắng sư thi thể thu hồi, mặt lộ vẻ tươi cười, cái này trắng sư có thể sử dụng một loại uy lực không tầm thường ngọn lửa màu trắng. Có lẽ, tương kỳ luyện hóa sau đó, có thể sử dụng ngọn lửa này tới tăng cường huyền diễm vậy không nhất định. Chỉ tiếc, bây giờ ngự thú linh thần còn không có tỉnh lại, nếu không... Ngược lại là có thể hỏi hắn một phen. Còn có tòa kia có thể dẫn động luân hồi mộ địa vậy tạm thời không có động tĩnh. Đem trắng sư thu hồi sau đó, Diệp Thần đột nhiên chuyển hướng một bên một cái hướng khác, nhàn nhạt nói, nhìn lâu như vậy, có thể đi ra rồi hả? Qua một lúc lâu sau đó, nguyên bản không có một vật chỗ, đột nhiên một hồi vặn vẹo, một bóng người ngay sau đó hiện ra, lại là một cái khá là anh tuấn xanh mâu nam tử. Hắn đối với Diệp Thần cười nói, đạo hữu thật là tinh mắt, tại hạ Trịnh Nguyên, đến từ Linh Hải Tông, dám hỏi đạo hữu xưng hô như thế nào. Diệp Thần nhìn vậy Trịnh Nguyên, người này bề ngoài là tạo hóa cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp tu vi. Nhưng là, một thân khí thế nếu như vực sâu, so với trước đó đã gặp cái đó Triệu Lôi, không biết mạnh mẽ nhiều ít, hắn nói Linh Hải Tông Tông, Diệp Thần cũng có ấn tượng, là một và Huyền Nguyệt Tông không sai biệt lắm nhất lưu thế lực. Gặp vậy Trịnh Nguyên tựa hồ không có ác ý gì, Diệp Thần nhàn nhạt nói, Diệp Thần. Dứt lời, cũng không có vả hắn ý động thủ, xoay người liền muốn rời đi. Bây giờ, cho dù lấy được Trịnh Nguyên lệnh phù, vậy gia tăng không được nhiều ít năng lượng, cho nên tiến vào bí cảnh ngày thứ nhất, Diệp Thần cũng không có chủ động cướp đoạt lệnh phù dự định. Gặp Diệp Thần lãnh đạm như vậy, vậy Trịnh Nguyên cũng không để ý chút nào, vẫn mỉm cười mở miệng nói, đạo hữu chậm đã. Diệp Thần xoay người, lạnh lùng nhìn Trịnh Nguyên nói, làm sao? Ngươi muốn ta lệnh phù? Trịnh Nguyên nghe vậy, lắc đầu nói, không dám, lấy đạo hữu thực lực, Trịnh mỗ có thể không có lòng tin cùng đạo hữu giao thủ, bất quá, đạo hữu đừng vội trước rời đi, ta muốn hỏi một chút đạo hữu, phải chăng đối với cái này bí cảnh bên trong đồ, cảm thấy hứng thú? À, Diệp Thần nghe vậy chân mày khều một cái, có ý gì? Trịnh Nguyên cười nói, không dối gạt đạo hữu, ta ở nơi này bí cảnh bên trong, phát hiện một nơi động phủ, chỉ là, lấy ta lực một người, phỏng đoán không cách nào tùy tiện đột phá cái này động phủ cấm chế, cho nên,
một mực ở vùng lân cận tìm một ít có thực lực người dự thi, muốn phải tạm thời liên thủ, tìm tòi động phủ. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, đối với Trịnh Nguyên nói, cho nên, ngươi là tìm ta liên thủ thăm dò cái này đại năng động phủ. Trừ ta, còn có mấy người? Trịnh Nguyên nói, trừ ngoài ta ngươi, còn có ba tên đạo hữu, cộng thêm chúng ta, tổng cộng 5 người, hẳn đủ để một sông, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta cũng không có cái gì khác ý đồ, nếu như chân thực không yên tâm, ta có thể lấy đạo tâm dạy thề. Diệp Thần theo bản năng muốn cự tuyệt, nhưng mà, ngay tại lúc này, mi tâm ác ma mắt truyền tới một tia đâm đau cảm giác. Đi! Một tia lạnh như băng tới cửu u thanh âm ở Diệp Thần trong đầu vang lên. Ác ma mắt lại muốn hắn đi. Diệp Thần nhìn chăm chú Trịnh Nguyên một lát sau, nói, dạy thề thì không cần, đã như vậy, ta đồng ý cùng các ngươi tìm tòi động phủ. Trịnh Nguyên tuy mạnh, nhưng Diệp Thần còn không cho rằng hắn có thể uy hiếp được mình. Trịnh Nguyên nghe vậy mừng rỡ nói, như vậy quá tốt, Diệp đạo hữu mời theo ta tới. Dứt lời, hóa thân một đạo mịt mờ linh quang, hướng một cái hướng khác bay đi, Diệp Thần cả người kim quang cùng nhau, vậy hóa thành một đạo sấm sét màu vàng, đi theo Trịnh Nguyên đi. Không lâu sau, Trịnh Nguyên liền ở một nơi đất trống trước rơi xuống, Diệp Thần ánh mắt đảo qua vậy trống trơn như vậy đất trống, cảm ứng được một tia mịt mờ linh khí chập chờn, hiển nhiên, nơi này bày ra nào đó ẩn núp trận pháp. Ngay tại hai người thân hình rơi xuống đồng thời, đất trống kia bên trong linh quang chớp mắt, hiện ra ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ. Trịnh Nguyên mặt lộ vẻ nụ cười hướng về phía vậy hai nam một nữ nói, Tống đạo hữu, Tại đạo hữu, Tạ đạo hữu, vị này là Diệp Thần Diệp đạo hữu, cộng thêm Diệp đạo hữu, chúng ta liền gọp đủ 5 người, có thể tìm tòi vậy đại năng động phủ. Đồng thời, hắn xoay người, chỉ ba người đối với Diệp Thần nhất nhất giới thiệu. Diệp Thần ánh mắt quét qua cái này mấy người, âm thầm gật đầu, cái này mấy người đều là tạo hóa cảnh hậu kỳ tu vi, mặc dù so Trịnh Nguyên yếu hơn một ít, nhưng vậy đều không phải là võ giả bình thường có thể so. Nhưng vào lúc này, một người đầu đinh sát nam tử, nhìn Diệp Thần, khinh thường nói, Trịnh huynh, ngươi nói đi tìm có thực lực cường giả gia nhập chúng ta, tìm tới đây sao cái mặt hàng. Nửa bước hợp đạo cảnh, ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ... ngươi là muốn đem hắn dụ dỗ đến đây, đem hắn Tử Ngọc lệnh phù đưa cho ta. Diệp Thần đôi mắt híp lại, nhìn về phía tên kia kêu Tống Tuyệt nam tử, mơ hồ có hàn mang lóe lên. Trịnh Nguyên nghe vậy, sắc mặt hơi trầm xuống, đối với Tống Tuyệt nói, Tống đạo hữu, làm sao, ngươi là đang chất vấn quyết định của ta sao? Lấy bọn ta tầm mắt, lại thế nào sẽ đơn thuần lấy cảnh giới đi phán đoán người khác thực lực? Diệp đạo hữu thực lực có ta bảo đảm. Mời người bởi vì mới vừa rồi vô lễ, nói với hắn áy náy. Trịnh Nguyên lời vừa nói ra, Tống Tuyệt, Tại Nguyên và Tạ Bình Bình đều là hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, Trịnh Nguyên lại sẽ như vậy coi trọng Diệp Thần, vì duy trì Diệp Thần, lại để cho Tống Tuyệt cho Diệp Thần nói xin lỗi. Mà Tống Tuyệt lại là trên trán gân xanh không ngừng nhảy, cái này Trịnh Nguyên bất quá so mình hơi mạnh một chút mà thôi, thì phải để cho mình cho như thế nửa bước hợp đạo cảnh phế vật nói xin lỗi. Hắn như thế nào có thể chịu được? Lúc này, hai bên lạnh lùng đối mặt, bầu không khí tạm thời có chút ngưng trọng. Diệp Thần nhìn Tống Tuyệt, nhàn nhạt nói, người mới vừa nói, muốn ta Tử Ngọc lệnh phù. Tất cả mọi người không nghĩ tới, Diệp Thần sẽ vào lúc này mở miệng, không khỏi được chuyển hướng Diệp Thần. Tống Tuyệt nhìn Diệp Thần vẫn một bộ rửng rưng như thường hình dáng, không khỏi trong lòng cười nhạt, trợn mắt nhìn Diệp Thần hung hăng nói. Không sai. Người tốt nhất cầm lệnh phù lưu lại, tự rời đi bí cảnh, ta cũng không muốn mang một cái phiền toái tiến vào vậy nguy cơ trùng trùng đại năng động phủ bên trong. Trịnh Nguyên sắc mặt hoàn toàn trầm xuống, quát lên. Tống Tuyệt, động này phủ là ta phát hiện, không có ta dẫn, các ngươi ai cũng không vào được, tự nhiên, cùng ai liên thủ, cũng là do ta quyết định. Ngươi có cái gì tư cách định đoạt Diệp đạo hữu đi ở? Lập tức cho Diệp đạo hữu nói xin lỗi, nếu không... mời ngươi rời đi cái này chi đội ngũ. Gặp phải Trịnh Nguyên như vậy kịch liệt bài xích, Tống Tuyệt rốt cuộc lại cũng nhìn không nổi nữa, hắn cặp mắt ửng đỏ, thiêu đốt bạo liệt sát ý, ngưng mắt nhìn Trịnh Nguyên gào thét nói. Trịnh Nguyên, ngươi đừng lấy là có chút thực lực, liền cho lão tử đắc ý vênh váo. Ta là ngươi muốn gọi tới liền kêu tới, muốn đuổi đi liền đuổi đi sao? Ngươi nếu như lại bảo vệ thằng nhóc này, liền ngươi, cũng phải chết.
Trịnh Nguyên ánh mắt run lên, còn muốn nói gì, có thể đây là, Diệp Thần đi tới Tống Tuyệt trước người, đem Tử Ngọc lệnh phù lấy ra nói, được, ta cho ngươi cái cơ hội, cầm đi. Lần này, đừng nói là Tống Tuyệt ba người, chính là Trịnh Nguyên, đều là hơi sững sờ, Diệp Thần thực lực, hắn là rõ ràng, hẳn không thua kém mình mới là, làm sao sẽ dễ dàng như vậy, đem mình Tử Ngọc lệnh phù, giao cho Tống Tuyệt đâu. Chẳng lẽ, thật sự là mình, nhìn lầm. Diệp Thần thật ra thì thực lực bất quá như vậy, cho nên ở Tống Tuyệt lần nữa uy hiếp dưới nhận sợ. Vậy Tống Tuyệt thấy vậy, chính là vui vẻ cười to đứng lên, đầy mắt vẻ châm chọc nhìn Trịnh Nguyên nói, đây chính là, người tìm tới cường giả. Thật sự là thật là mạnh à, tốt kiêu ngạo à. Lại chủ động tướng lệnh phù nhường cho ta, đây là cường đại dường nào cường giả, mới có thể có khí phách à. Trịnh Nguyên nhướng mày một cái, bất quá, Diệp Thần chủ động làm như vậy, hắn cũng không tốt nói gì. Tống Tuyệt xem Trịnh Nguyên không nói lời nào, sắc mặt lại là đắc ý, đưa tay một cái nắm Diệp Thần trong tay Tử Ngọc lệnh phù, thì phải bỏ vào trong túi, nhưng mà một khắc sau, hắn sắc mặt nhưng hơi đổi, tạm thời cứng ở tại chỗ, một hơi một tí. Mà Diệp Thần, vẫn là bộ kia rửng rưng như thường hình dáng. Tại Nguyên và Tạ Bình Bình thấy vậy. Vậy lộ ra kỳ quái vẻ, Tại Nguyên lại là trực tiếp hỏi, Tống huynh, ngươi thế nào? Tại sao bất động? Vậy Tống Tuyệt không trả lời Tại Nguyên, mà là vô cùng là không tưởng tượng nổi nhìn Diệp Thần. Trịnh Nguyên đột nhiên ánh mắt chớp mắt, hắn phát hiện, Tống Tuyệt cả người linh lực kích động, bắp thịt gồ lên, gân xanh không ngừng nhảy, sắc mặt cũng hơi đỏ lên. Cái này Tống Tuyệt, căn bản không phải không nhúc nhích, mà là không nhúc nhích được. Hắn đã dùng hết toàn lực. Muốn từ Diệp Thần trong tay cầm lấy cái này cái Tử Ngọc lệnh phù, nhưng mà, cái này Tử Ngọc lệnh phù nhưng tựa như khảm nạm ở Diệp Thần trong tay vậy, không nhúc nhích tí nào. Tống Tuyệt lúc này đã hoàn toàn hỗn loạn, điều này sao có thể? Hắn ở luyện thể thuật lên rất có thành tựu, lực lượng và khí lực mạnh hơn tại đại đa số vận may đỉnh cấp võ giả, nhưng mà, lúc này lại không địch lại một cái nửa bước hợp đạo cảnh Diệp Thần. Dần dần. Tại Nguyên và Tạ Bình Bình vậy nhìn thấu đầu mối, không khỏi kinh hãi nhìn ung dung bình tĩnh Diệp Thần. Người này cùng tinh thông luyện thể Tống Tuyệt đấu sức, nhưng sắc mặt không thay đổi, tựa như không tốn sức chút nào vậy, hắn lực lượng, lại mạnh đến đáng sợ như vậy bước. Diệp Thần hướng về phía Tống Tuyệt nhàn nhạt nói, thế nào? Ngươi không phải là muốn sao? Làm sao không lấy đi? Cái này Tử Ngọc lệnh phù đặt ở ngươi trước mặt, ngươi cũng cầm không nhúc nhích sao? Tống Tuyệt nghe được Diệp Thần giễu cợt, rốt cuộc lại cũng nhìn không nổi nữa, giận dữ hét. Ngươi cho lão tử buông tay à? Tiếng nói vừa dứt, lại là trực tiếp một cái tay khác lộn một cái, cầm một chuôi toàn thân xanh màu tím, mang đạo đạo điện mang linh diều, đồng thời sau lưng hiện ra một đạo mơ hồ bóng người, quy luật lực mãnh liệt ra, lại không chút nào nương tay, dùng hết toàn lực hướng Diệp Thần mặt chém tới. Diệp Thần trong con ngươi hàn mang chớp mắt, thân hình một giật. Ma khí và canh kim khí cuộn sạch toàn thân, trong tay lực đạo lập tức gia tăng gấp mấy lần, ngay lập tức gian nắm Tử Ngọc lệnh phù chợt một phung. Cự lực xông ra, lại vậy linh diều chém đến mình trước, liền đem Tống Tuyệt hung hãn nện xuống đất. Ầm một tiếng vang thật lớn. Đất đai điên cuồng chấn động, vô số sâu đậm vết rách ở Diệp Thần dưới chân tràn đầy kéo dài, đất đá tan vỡ, chạm được gần Tại Nguyên và Tạ Bình Bình lập tức thân hình động một cái, tránh hướng một bên. Mà Diệp Thần nguyên bản đứng chỗ, thì sụp đổ thành một cái hố to. Nhìn trước mắt một màn, không chỉ là Tại Nguyên và Tạ Bình Bình, liền liền Trịnh Nguyên, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, Diệp Thần lực lượng, lại mạnh đến như vậy không thể tưởng tượng nổi bước. Cái này còn là người sao? Bị vậy cự lực ảnh hưởng, Tống Tuyệt vậy một dìu hung hãn nện xuống đất, mình lại là lập tức bị Diệp Thần đập được xương cốt vỡ vụn, bắp thịt bạo tán. Hắn nắm Tử Ngọc lệnh phù tay. Vô lực rủ xuống, Diệp Thần lạnh lùng thu hồi mình Tử Ngọc lệnh phù, mắt nhìn xuống tựa như một bãi thịt vụn giống vậy Tống Tuyệt. Cái này Tống Tuyệt ngược lại cũng không yếu, ở mình gần như toàn lực một phung dưới, lại không có trực tiếp bị đập thành hư không, lúc này hắn bị thương tuy nặng, nhưng là cũng chưa chết, nếu để cho hắn thời gian, chắc hẳn, còn có thể khôi phục như lúc ban đầu. Có thể tham gia cái này Thăng Long thi đấu thiên tài, quả nhiên và giống vậy cùng cảnh giới võ giả so sánh. Mạnh hơn lên rất nhiều. Cái này Tống Tuyệt thế lực sau lưng vậy không bình thường, mặc dù cái thế lực đó vậy là hắn chuẩn bị không thiếu bảo vệ tánh mạng vật,
nhưng là, lại không có Triệu Lôi ban đầu sử dụng qua cái loại đó đẳng cấp vật phẩm. Mà đã như thế, hắn bị thương nhìn nhưng nghiêm trọng, Diệp Thần lại biết, thật ra thì so Triệu Lôi tình huống lúc đó, còn tốt hơn một ít. Trịnh Nguyên nhìn một chút Tống Tuyệt thảm trạng, lắc đầu một cái, hay là đối với Diệp Thần nói, Diệp huynh, cái này Tống Tuyệt mặc dù không biết điều, nhưng dẫu sao là bị ta mời tới, có thể hay không mời Diệp huynh tha hắn một mạng. Diệp Thần quét Trịnh Nguyên một chút, gặp hắn sắc mặt thành khẩn, khẽ gật đầu, tay một chiêu, đem Tống Tuyệt túi đựng đồ và Tử Ngọc lệnh phù thu hồi, tại chỗ đem Tử Ngọc lệnh phù năng lượng hấp thu, mất đi cùng Tử Ngọc lệnh phù giữa liên lạc. Tống Tuyệt thân thể, ngay tức thì bị truyền tống ra ngoài bí cảnh. Trịnh Nguyên đối với Diệp Thần chắp tay một cái nói, đa tạ Diệp huynh. Mà lúc này, Tại Nguyên và Tạ Bình Bình, vậy dè dặt hướng Diệp Thần đi tới. Diệp Thần mới tới lúc đó, thật ra thì, bọn họ trong lòng, cũng đúng Diệp Thần nổi lên chút lòng khinh thị, bất quá, từ đối với Trịnh Nguyên tôn trọng, không có giống Tống Tuyệt như vậy nói thẳng ra miệng mà thôi. Nhưng là bây giờ, bọn họ nơi nào còn dám có từng tia xem thường Diệp Thần ý nghĩa. Không chỉ có như vậy, ngược lại, đối với Diệp Thần sinh ra thật sâu sợ hãi, nếu không phải Diệp Thần cuối cùng bỏ qua Tống Tuyệt, nhìn như không phải một cái người thích giết chóc, sợ rằng bọn họ đều phải tại chỗ thối lui ra Trịnh Nguyên đội ngũ. Cũng chính là vì vậy, Diệp Thần mới không có lúc này đem Tống Tuyệt chém chết. Dẫu sao, muốn cho Trịnh Nguyên lại đi tìm những người khác, không khỏi có chút quá tốn thời gian. Trịnh Nguyên sở dĩ đối với Diệp Thần nói lên thả qua Tống Tuyệt yêu cầu, hiển nhiên cũng có phương diện này cân nhắc. Lúc này, Trịnh Nguyên đối với Diệp Thần đám người nói. Theo ta phỏng đoán, phá vệ động phủ cấm chế. Cần 5 người ở 5 cái tâm trận chỗ hợp lực công kích, bây giờ ít đi Tống Tuyệt, mời chư vị ở chỗ này sau này, ta lại đi tìm một người nguyện ý cùng chung thăm dò đại năng động phủ đạo hữu. Diệp Thần các người tự nhiên không có dị nghị, Trịnh Nguyên sau khi rời đi, Diệp Thần liền theo Tại Nguyên và Tạ Bình Bình, cùng nhau tiến vào chỗ kia ẩn núp pháp trận bên trong. Đại khái 2 giờ sau đó, Trịnh Nguyên lại mang một người võ giả đến, người này nhìn mặt mũi phổ thông. 25-26 tuổi, tu vi cũng ở đây tạo hóa cảnh hậu kỳ, nhìn qua, thực lực và bị Diệp Thần trọng thương Tống Tuyệt kém không nhiều. Người nọ thấy Diệp Thần mấy người sau đó, mỉm cười nói, mấy vị tốt, ta kêu Trần Tín. Mấy người lẫn nhau đơn giản tự giới thiệu mình sau đó, Trịnh Nguyên liền mở miệng nói, chư vị, chúng ta tham gia lần này Thăng Long thi đấu, thẳng thắn nói, ta mặc dù cảm giác được mình thực lực không tệ. Nhưng là... Như muốn nói xong lời cuối cùng có thể thành công thông qua, nhưng là cơ hội mong manh. Sở dĩ cái này Thăng Long thi đấu, mỗi giới đều có nhiều người như vậy tham gia, rất lớn một số nguyên nhân, chính là những người đó mỗi lần cũng sẽ lấy một cái cơ hồ không có bị thăm dò qua bí cảnh, thành tựu nơi so tài. Ta lần này tới, chủ yếu nguyên nhân, cũng là muốn ở nơi này bí cảnh bên trong, lấy được chỗ tốt, thật ra thì, vãng giới bên trong. Cũng có ở Thăng Long thi đấu bên trong không trúng tuyển người, ở trong bí cảnh lấy được chỗ tốt cực lớn, sau cùng thành tựu, thậm chí không thể so với một ít thuận lợi thông qua người thấp hơn. Nói tới chỗ này, hắn ngừng lại một chút, nhìn mọi người một cái thần sắc sau đó, mới nói tiếp. Cho nên, ta hy vọng, các vị ở nơi này đại năng động phủ bên trong, không cần có cái gì tâm tư khác, đoàn kết hợp tác, cuối cùng, cũng có thể lấy được chỗ tốt. Nếu là có người đối với đội ngũ này bên trong đồng bạn mưu đồ gây rối, ta Trịnh Mỗ tuyệt sẽ không dễ dàng thả qua hắn. Nói xong, cũng không để ý những người khác phản ứng, liền vừa quay người, hướng một cái hướng khác bay đi. Đoàn người ở Trịnh Nguyên dưới sự hướng dẫn, dọc theo đường đi đổ cũng đã gặp qua một ít người dự thi, nhưng là những cái kia người dự thi, phát hiện Trịnh Nguyên trong đội ngũ có 5 người sau đó, cũng là xa xa tránh. 4 tiếng sau đó, bọn họ rốt cuộc ở một chỗ bí ẩn hang động trước, rơi xuống thân hình. Trịnh Nguyên lấy ra một quả trận bàn, tựa hồ ở tính toán đo lường trước cái gì, đột nhiên hướng một cái phương vị giương tay một cái, đánh ra một tia sáng trắng, ánh sáng trắng không có vào vách đá bên trong. Vậy nguyên bản nhìn như bình thường không có gì lạ hang động, đột nhiên bắt đầu hơi vặn vẹo, hiện ra một cái do ngũ thải linh ngọc xây dựng mà thành hiệp dài lối đi tới. Trịnh Nguyên tay cầm trận bàn. Làm tiến vào trước trong đó. Những thứ khác mấy người hai mắt nhìn nhau một cái, vậy đều rối rít đuổi theo. Tiến về phía trước trong quá trình, Diệp Thần nhướng mày một cái, dừng chân một cái,
quay đầu hướng sau lưng nhìn, chỉ gặp Trần Tín đi ở cuối cùng, gặp Diệp Thần đối với mình đưa mắt tới, lộ ra nụ cười thân thiện. Diệp Thần nhìn Trần Tín mấy lần, tiếp tục bước về phía trước, hắn mới vừa rồi mơ hồ cảm giác, cái này Trần Tín tựa hồ ngưng mắt nhìn mình hình bóng, ánh mắt có chút dị thường. Hơn nữa, cái này Trần Tín nhìn như tu vi bình thường, nhưng cho hắn một loại cảm giác kỳ quái, bất quá Diệp Thần vậy không nói được, cảm giác kia rốt cuộc ý vị như thế nào, nhưng hắn vẫn là âm thầm đối với cái này Trần Tín, tăng thêm chút phòng bị. Đây là, hắn không khỏi có chút xúc động, như lúc này ngự thú linh thần không có ngủ say, nhất định có thể cho mình mang đến trợ giúp. Rất nhanh, mọi người liền đi tới ngũ thải lối đi cuối, ở bọn họ trước mặt, là một miếng nguy nga lộng lẫy cửa, bên ngoài cửa chính đủ loại linh quang lóe lên, hiển nhiên, có trận pháp bảo vệ. Trịnh Nguyên ngưng mắt nhìn trong tay trận bàn, không ngừng tính toán đo lường, chỉ chốc lát sau, nói với mọi người, đây là một loại ngũ huyền chất pháp, có 5 cái tâm trận, chắc hẳn hang động bên trong cấm chế, cũng là loại này loại hình, chỉ cần chúng ta 5 người hợp lực, thì có thể xông qua cấm chế này, mọi người giữ ta chỉ định phương vị đứng ngay ngắn, nhất định phá trận. Mọi người đang Trịnh Nguyên dưới chỉ thị, phân phương vị đứng yên, sau đó, Trịnh Nguyên khoát tay, hướng về phía vậy bị quầng sáng 5 màu bao phủ màu vàng cửa, phát ra một đạo công kích, ầm một tiếng vang thật lớn, màn sáng hơi dao động một chút, lóe lên tia sáng chói mắt, từng cơn cấm chế lực, hướng mọi người mãnh liệt tới, Trịnh Nguyên sắc mặt nghiêm túc, lúc này hét lớn một tiếng, phá trận. Vậy ngũ thải quang hoa, phân hóa thành rưỡi đạo màu sắc khác nhau lưu quang, tràn vào mọi người đứng vị trí, cường đại ngũ hành lực ngay tức thì bùng nổ, đem mọi người nuốt mất, trong nháy mắt, mọi người tựa như cũng đưa thân vào một chỗ khác tràn đầy nào đó nguyên tố lực thế giới. Diệp Thần thân ở một phiến biển lửa bên trong, hừng hực lửa cháy mạnh không ngừng biến ảo thành các loại mãnh thú hình bóng hướng Diệp Thần nhào tới, dường như muốn đem Diệp Thần cháy hết vậy. Diệp Thần mặt không đổi sắc, thi triển chân linh đổi, trong tay huyết ma kiếm chém liên tục dưới, ngay tức thì đem vậy lửa cháy mạnh thế giới, chém được tan tành. Chỗ này tâm trận, lại khoảnh khắc bây giờ liền bị Diệp Thần phá. Hắn dương mắt quét một chút những thứ khác mấy người, chỉ gặp bọn họ mặc dù còn đứng tại chỗ, nhưng đều bị một loại nguyên tố lực hình thành màn sáng bao vây, ở trong đó thi triển thủ đoạn, điên cuồng công kích trước người màn sáng. Diệp Thần ánh mắt từ trên người mấy người từng cái quét qua, Tại Nguyên, Tạ Bình Bình và Trần Tín, tựa hồ cũng khá là cố hết sức, mà Trịnh Nguyên thì ung dung hơn không thiếu. Bất quá, Diệp Thần ánh mắt, đột nhiên lại chuyển về Trần Tín trên mình, nhìn hắn cắn chặt hàm răng, mặt mũi ngưng trọng, tay cầm một chuôi trường thương, không ngừng đánh thẳng vào trước người đất tia sáng màu vàng hình dáng, không khỏi lần nữa cau mày, cái này Trần Tín mặc dù giống như là đem hết toàn lực tại công kích dáng vẻ, nhưng chẳng biết tại sao, luôn là cho hắn một cổ vẫy không ra cổ quái cảm. Sốt cuộc, theo Tạ Bình Bình gắng sức nhất kích, 5 cái tâm trận đều bị từng cái phá, bảo vệ màu vàng cửa ngũ thải màn sáng, cũng ở đây một hồi kịch liệt lay động sau hoàn toàn biến mất. Trịnh Nguyên thấy vậy, mặt lộ vẻ vui mừng, sau đó liền dẫn lãnh Diệp Thần các người đi tới màu vàng kia trước cửa, Trịnh Nguyên quan sát màu vàng kia cửa một phen, đưa tay đè ở cánh cửa lên, dùng sức đẩy một cái, có thể màu vàng kia cửa nhưng không nhúc nhích tí nào, không khỏi khẽ cau mày. Diệp Thần thấy vậy hỏi, thế nào, Trịnh huynh? Trịnh Nguyên cười khổ nói, cái này màu vàng cửa là một loại hiếm thấy vật liệu, tên làm trọng kim, vững chắc dị thường, nếu như chúng ta cưỡng ép đánh cửa này, có thể sẽ đưa tới sau cửa cấm chế phản kích. Hơn nữa, phải hao phí không ít thời gian, nhưng mà, như phải dùng lực lượng đẩy ra cánh cửa này, nhưng là thật khó làm được. Diệp Thần đưa tay đè ở vậy nặng kim trên cửa, dò xét một phen sau đó, đối với Trịnh Nguyên nói, Trịnh huynh, ngươi lại lui về phía sau. Trịnh Nguyên có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần chẳng lẽ muốn lấy sức một mình đẩy ra cái này số tiền lớn cửa. Hắn mặc dù biết Diệp Thần lực lượng hơn người, nhưng là, hẳn còn không có cường đại đến có thể đẩy ra cái này số tiền lớn cửa bước chứ. Diệp Thần hít sâu một hơi, lực lượng ngưng tụ. Hắn sau lưng hiện lên một đạo kỳ lân và hổ hư ảnh ngay tức thì, Diệp Thần cũng đem thập phương máu thuật, phần huyết quyết, linh huyết lực, cùng nhau thi triển, nháy mắt tức thì, lại bộc phát ra một cổ tuyệt cường khí tức, để cho mọi người ở đây cũng không nhịn được lui về phía sau nửa bước, mặt đầy kinh hãi nhìn cả người hơi thở gồ lên, chính sử sức lực thúc đẩy vậy số tiền lớn cửa Diệp Thần. Hơi thở này,
thật sự là nửa bước hợp đạo cảnh có thể phát ra sao? Người ở tại tràng, trong lòng cũng không khỏi hiện lên như vậy nghi vấn, một khắc sau, càng làm cho bọn họ rung động một màn xuất hiện, chỉ gặp, Diệp Thần trước người vậy đạo số tiền lớn cửa, lại theo hắn động tác, bắt đầu hơi rung rung. Diệp Thần, thật đem cái này số tiền lớn cửa thúc đẩy. Mà lúc này, Diệp Thần mi tâm ác ma mắt lại truyền tới đau nhói cảm giác. Hơn nữa thức hải nhiều một giọng nói. Vô cùng thanh âm dồn dập. Đây là Diệp Thần lần đầu tiên phát hiện ác ma mắt lại có thể sẽ không bình tĩnh. Thằng nhóc, đợi hồi ngươi dựa theo ta tuyến đường đi, nơi đây chỗ sâu hơi thở, và ta năm đó thủ hạ vô cùng tương tự. Nếu như tên kia thật ở chỗ này chết, liền có biện pháp gặp lại ta thân xác. Ngươi như giúp ta, ta đáp ứng ngươi, linh võ đại lục thiên đạo đều phải là ngươi thần phục. Lời nói rơi xuống, Diệp Thần thân thể hơi ngẩn ra. Ác ma mắt đang cầu xin mình. Hơn nữa, lấy thiên đạo thần phục là điều kiện. Cái này, bên trong lại là ác ma mắt thủ hạ di tích. Diệp Thần mặc dù không biết ác ma mắt sốt của cái gì lai lịch, nhưng là có một chút có thể khẳng định. Ác ma mắt bản thể thực lực tuyệt đối ở Vĩnh Hằng Thánh Vương trên. Hơn nữa, ác ma mắt tiết lộ qua, hắn không có thân xác, chỉ có thể lấy loại này tình thế tồn tại. Từ Côn Lôn Hư đến Linh Võ Đại Lục, ác ma mắt giúp mình quá nhiều. Mình nếu là có cơ hội có thể trọng tố ác ma mắt thân xác, đổ cũng hẳn. Được, ta giúp ngươi, Diệp Thần nghiêm túc nói. Rất nhanh, thức hải bên trong lại truyền tới ác ma mắt thanh âm, trước cầm cánh cửa này mở ra, tiếp theo ngươi nghe ta. Ta thật ra thì không cách nào xác định, nhưng cũng phải thử một phen. Mở, Diệp Thần khẽ quát một tiếng, lực lượng bùng nổ, vậy số tiền lớn cửa, phát ra to lớn cót két tiếng, chậm rãi về phía sau mở ra. Trần Tín ngưng mắt nhìn Diệp Thần hình bóng, không khỏi ánh mắt hơi lóe lên. Rốt cuộc, ở mọi người không tưởng tượng nổi nhìn soi mói, vậy phiến nặng cửa kim loại, cứ như vậy rất miễn cưỡng bị Diệp Thần đẩy ra. Diệp Thần khẽ hô một hơi, dẫn đầu bước vào động này phủ bên trong. Nếu nơi đây quan hệ đến ác ma mắt, vậy hắn nhất định phải thời gian đầu tiên tiến vào. Mấy người còn lại rồi mới từ trong rung động phục hồi tinh thần lại, đi theo Diệp Thần cùng chung tiến vào động phủ. Tạ Bình Bình khi nhìn đến Diệp Thần bằng vào cả người cự lực miễn cưỡng đẩy ra số tiền lớn cửa sau đó, lại không tự chủ được đi Diệp Thần bên người nhích lại gần, mặt đẹp hơi ửng đỏ. Tiến vào động phủ sau đó, Chính Nguyên tỏ ý mọi người dừng bước, hướng về phía trận bàn quan sát một phen sau đó, mặt hiện sắc mặt vui mừng nói, chư vị, động này phủ bên trong cấm chế, không ngờ bởi vì niên đại rất xưa mà dừng lại vận tác, bây giờ, có thể yên tâm tìm tòi. Mấy người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Trịnh Nguyên cười nói, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta liền chia nhau tìm kiếm đi. Mấy người gật đầu một cái, cũng ăn ý lựa chọn một cái phương hướng bất đồng thăm dò. Trần Tín nhìn một cái Diệp Thần lựa chọn phương hướng sau đó, lựa chọn một cái khác khoảng cách Diệp Thần khá xa phương hướng. Động này phủ nói là động phủ, nhìn như, nhưng giống như là một tòa cung điện lớn, đình đài lầu các, thủy tạ ca đài một cần phải đều đủ. Diệp Thần theo ấn đường ác ma mắt nhắc nhở đi vào một cái nhà đơn độc gác lửng bên trong. Là nơi này. Diệp Thần hiếu kỳ nói. Nhưng mà mi tâm ác ma mắt lại không có đảm nhiệm phản ứng gì. Cho đến mấy giây sau đó, mới mở miệng nói, thấy vậy kệ sách liền sao. Đi tới. Lầu các này bên trong, để mấy cái kệ sách, Diệp Thần dựa theo chỉ thị đi vào một cái trong đó kệ sách, ánh mắt quét qua trên giá sách điển tịch lúc, đột nhiên đông lại một cái, từ trong rút ra một bản cổ tịch. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần khép lại cái này bản điển tịch, mặt lộ vẻ tươi cười. Cái này điển tịch, lại là lần này sáng tác nhật ký, trong đó không chỉ có ghi lại tên này kêu ma linh tử cường giả đời người. Còn cặn kẽ miêu tả chỗ tòa này động phủ cấu tạo cùng với các nơi còn sót lại vật. Cái này ma linh tử, là ma tộc một vị trí cường tồn tại, năm đó lầm vào cái này phiến bí cảnh sau đó, vậy góp nhặt không thiếu kỳ vật dị bảo. Nhật ký cuối cùng, viết lên hắn sắp đột phá phong môn cảnh tầng 9 trời, đem phần lớn hữu dụng vật mang đi, tìm đột phá trước, để lại cái này thiên nhật ký. Ma linh tử đối với lần này đột phá chắc chắn cũng không lớn. Bởi vì lo lắng mình sẽ ở đột phá trong quá trình bất ngờ chết. Cho nên, hắn ở nơi này động phủ bên trong,
để lại truyền thừa của mình, cùng với một ít mình không dùng được bảo vật, gác lại đời sau người có duyên. Như vậy, cho dù hắn thật bỏ mình, cũng có người còn sẽ nhớ hắn, hắn cả đời tu hành nơi được, cũng có thể được kéo dài. Diệp Thần sau khi xem xong, cũng là cảm khái khá hơn, lúc này hỏi, ác ma mắt, thủ hạ ngươi gọi là ma linh tử sao? Ừ, một đạo tiếng trầm thấp vang lên. Cố nhiên Diệp Thần có chuẩn bị tâm lý, nhưng còn khó khống chế chấn động kinh ngạc một chút. Ác ma mắt thủ hạ Niêm Phong cửa tầng 9 trời, cơ hồ nửa bước thái hư cảnh. Ác ma kia mắt thực lực có kinh khủng dường nào. Ngay tại lúc này, ác ma mắt tựa như lâm vào nhớ lại, nhàn nhạt nói. Ban đầu ma linh tử chẳng qua là mọi người phỉ nhổ phế vật. Hắn không có phụ mẫu, không có người thân, càng không có bất kỳ tông môn nào nguyện ý thu nhận hắn. Trời rét đất đông, ta ở một tràng thượng cổ trận chiến trong phế tích phát hiện hắn, hắn ở trong gió rét run lẩy bẩy. Ta vốn không muốn và người này có nguyên nhân quả, tuyệt đối không nghĩ tới, ở ta rời đi nháy mắt, hắn đưa tay ra ôm lấy chân ta, để cho ta mang hắn rời đi. Hôm đó hắn ánh mắt, ta đến nay đều khó quên trong lòng. Đó là một cái tầng dưới chót dẫy dụa hèn mọn người khát vọng trở nên mạnh mẽ ánh mắt. Ta hỏi hắn, vì sao là ma? Vì sao là thế gian chân tướng? Hắn nói cho ta, linh võ đại lục không có chân tướng, trong lòng có ma, liền là chân tướng. Ta lúc này chứa chấp hắn, ta mang hắn nhập cửu u, giáo ta hắn ma đạo công pháp, sau đó ta rời đi, ta có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Diệp Thần rơi vào trầm tư, hồi lâu, mới hỏi, vì sao hắn nhật ký bên trong, không có một chút tin nhắn của ngươi? Cho dù là tên chữ. Lần này, ác ma mắt trả lời vô cùng dứt khoát, ta là thiên đạo không cho, ta không thể ở nơi này thế gian lưu lại bất kỳ tin tức nào. Nếu không, ma linh tử, sẽ chết. Diệp Thần trong lòng cuốn lên sóng gió kinh hoàng. Cái này thế gian lại không có ác ma mắt hết thảy tin tức. Thiên đạo lại vì sao phải không cho? Như vậy tuyệt tình, thượng cổ rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Thằng nhóc, đừng suy nghĩ, mau sớm chạy tới ma linh tử lưu lại truyền thừa chi địa. Diệp Thần bừng tỉnh, dựa theo cái này thiên nhật ký nơi ghi lại, thân hình động một cái, hướng ma linh tử lưu lại truyền thừa cùng với bảo vật vị trí cực nhanh bước đi. Rất nhanh, hắn liền tới vậy ma linh tử lưu lại truyền thừa vị trí. Nhưng mà, đang phi hành trong quá trình, hắn đột nhiên thần sắc động một cái, dừng lại độn quang. Cũng chỉ ở Diệp Thần dừng lại ngay tức thì, cách đó không xa, đột nhiên bộc phát ra một hồi vang lớn. Lại có người, ở nơi đó giao thủ. Diệp Thần hơi cau mày, trầm ngâm chốc lát sau đó, vẫn là hướng cái hướng kia đi nhanh đi. Vậy giao thủ hai bên, lại là Trịnh Nguyên và Trần Tín. Lúc này, Trịnh Nguyên cả người là máu, nhìn như lại bị thương không nhẹ. Mà đối diện Trần Tín, trên mặt vẫn duy trì thật thà mỉm cười, trên mình lại hoàn toàn không có dấu vết chiến đấu. Một đạo sấm sét màu vàng chớp mắt, hiện ra Diệp Thần bóng người, Trịnh Nguyên thấy Diệp Thần đến, mặt lộ vẻ vui mừng. Mà vậy Trần Tín, chính là ánh mắt nhỏ tránh, hướng về phía Diệp Thần nói, không nghĩ tới, ngươi nhanh như vậy đã tới rồi. Diệp Thần không để ý tới sẽ Trần Tín, quay đầu đối với Trịnh Nguyên hỏi, Trịnh Huynh, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nguyên nói, Diệp Huynh cẩn thận, cái này Trần Tín không phải loại hiền, lại đột nhiên đối với ta ra tay, hơn nữa, hắn giấu giếm thực lực chân thật cực kỳ đáng sợ, ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Trần Tín xoay người nhìn về phía Diệp Thần, nhìn như vẫn là như vậy thật thà chất phác, hắn cười nói, ngươi thực lực không kém, nếu như cứ như vậy rời đi, ta có thể tha ngươi một mạng. Diệp Thần lạnh nhạt nói, tha ta một mạng, ngươi, giết được ta sao? Trần Tín lắc đầu một cái, cười nói, bằng ta một người, sợ rằng không được, nhưng là. Nhưng vào lúc này, động phủ ra, đột nhiên truyền tới một hồi vang lớn, Diệp Thần nhìn về phía thanh âm truyền tới phương hướng, trong con ngươi tử mang chớp mắt, vậy động phủ lối vào, lại đồng thời xuất hiện mấy đạo độn quang. Trần Tín nghe được vậy tiếng vang, đột nhiên vui vẻ cười to đứng lên, đối với Diệp Thần nói, mới vừa rồi để cho ngươi đi, ngươi không đi, bây giờ, muốn đi. Coi như không như vậy dễ dàng. Diệp Thần lạnh lùng nhìn vậy Trần Tín, giơ tay lên một kiếm chém ra. Kinh thiên kiếm quang phun trào, bất hủ ý bao trùm mở, lạnh vô cùng thấu xương kiếm ý tựa như đem vạn vật đông,
mang hủy thiên diệt địa khí thế hướng Trần Tín chém tới. Vậy Trần Tín ánh mắt ngưng trọng, lại không có kinh hoàng, hai tay kết thành một cái cổ quái pháp ấn. Một quả cốt phiến treo ở trước người, tản mát ra nhợt nhạt linh quang, ầm một tiếng vang thật lớn, vậy cốt phiến kịch liệt run run. Trần Tín cũng là liền lùi mấy bước, nhưng là, ánh sáng thu liễm sau đó, cái này Trần Tín, lại đem Diệp Thần một kiếm này hoàn toàn chặn, không chút nào bị thương. Diệp Thần chân mày khều một cái, hiển nhiên vậy có chút bất ngờ Trần Tín có thể như vậy tùy tiện ngăn cản dưới mình một kiếm, mà lúc này, đã có mấy đạo độn quang rơi vào Trần Tín trước người. Mấy người kia vừa hiện thân, liền cung kính đối với Trần Tín nói, thiếu tôn. Vậy Trần Tín chặn Diệp Thần kiếm quang sau đó, thân hình một hồi vặn vẹo, lại biến thành một người vóc dáng thon dài, dung mạo vô cùng là tuấn mỹ chàng thanh niên. Nam tử nơi trán có một đạo kỳ dị linh văn, ở hắn hiện ra thân phận thật sự đồng thời, cả người hơi thở, cũng ở đây ngay tức thì cao tăng, lại trực tiếp bạo tăng đến tạo hóa cảnh giới đỉnh cấp, thậm chí nửa bước tinh khiếu cảnh. Mà rơi ở Trần Tín trước người ba tên nam tử, tu vi giống vậy vô cùng là không tầm thường, lại mỗi một người đều là tạo hóa cảnh tầng 8 tầng 9 thiên tồn tại. Trịnh Nguyên thấy một màn này, sắc mặt hoàn toàn thương trắng không máu. Hiển nhiên, mới vừa rồi Trần Tín công kích mình lúc, bởi vì lo lắng đưa tới chập chờn quá mạnh mẽ mà không có khiến cho xuất toàn lực. Nếu không, bây giờ mình hẳn đã là một cổ thi thể. Liên liên Diệp Thần, cũng là khẽ cau mày, cái này Trần Tín hơi thở cực mạnh. Thực lực, có thể vẫn còn ở Diệp Thần đã từng đánh bại nửa bước tinh khiếu võ giả Trần Phi Anh trên. Thấy cái này mấy người đối với Trần Tín thái độ, Diệp Thần ánh mắt chớp mắt, nhàn nhạt hỏi, ngươi là cao cấp cũng hoặc là nhất lưu thế lực người dự thi. Trần Tín vẫn không nói gì, một người tạo hóa cảnh tầng 8 thiên thanh niên liếc Diệp Thần một mắt, tiện tay chém ra một kiếm, lạnh lùng nói. Một giới nửa bước hợp đạo cảnh phế vật, vậy dám tùy ý như vậy cùng thiếu tôn nói chuyện. Tự tìm cái chết. Diệp Thần trong con ngươi sắc bén chớp mắt, huyết ma kiếm động. Kinh thiên kiếm quang dâng lên, ngay tức thì mất đi liền những lời ấy nói chàng trai kiếm mang, dư thế chưa tiêu, thẳng hướng vậy tạo hóa cảnh tầng 8 thiên nam tử chém tới. Nam kia tử đôi mắt trợn tròn, nhìn vậy kiếm mang kinh khủng, không để ý tới khiếp sợ, trường kiếm trong tay điên cuồng múa, linh lực trình độ cao nhất vận chuyển. Thậm chí đều phải đem kinh mạch xanh phá, vô số đạo kiếm mang đan thành một tấm kiếm thật lớn lưới, chặn vậy đạo chói mắt kiếm quang màu vàng. Ầm một tiếng vang thật lớn. Vậy tạo hóa cảnh tầng 8 thiên nam tử trong miệng cuồng phún máu tươi, liền liền lùi lại ra mấy chục bước mới miễn cưỡng ngừng thân hình, nửa quỳ xuống. Trần Tín thấy một màn này, tựa như không kinh ngạc chút nào, mỉm cười không nói. Mà vậy bị thương nam tử, sắc mặt thì vô cùng làm khó xem. Những thứ khác hai người nam tử chính là vui vẻ cười to đứng lên, giễu cợt nói, Hoàng Linh, đây chính là ngươi thực lực. Bây giờ, liền một người nửa bước hợp đạo cảnh phế vật cũng có thể đem người bị thương nặng. Ta xem, người vẫn là đem Hoàng Linh danh hiệu nhường cho những người khác đi, người còn mặt mũi nào, ở thiếu tôn bên người. Hoàng Linh nghe vậy, sắc mặt bộc phát khó khăn xem, nhưng là không nói một lời. Diệp Thần sắc mặt hơi ngưng trọng, cái này mấy người, cũng không đơn giản. Chẳng lẽ là thế lực cao cấp thiên tài? Mà Trịnh Nguyên thấy vậy. Lại là cắn răng một cái, trực tiếp hai tay bắt pháp quyết, bắt đầu cắt đứt cùng Tử Ngọc lệnh phù liên lạc. Trần Tín cũng không có để ý hắn, chỉ là đối trước người nam tử hỏi, Thiên Linh đâu? Nam kia tử cung kính trả lời, Thiên Linh thật giống như gặp chút phiền toái, tạm thời không đuổi kịp tới. Trần Tín gật đầu một cái, xoay người hướng ma linh tử lưu lại truyền thừa vị trí chỗ ở đi tới, nhàn nhạt nói, người này tuy chỉ có nửa bước hợp đạo cảnh tu vi. Nhưng là thực lực để cho ta cảm thấy uy hiếp, các ngươi liên thủ ngăn trở hắn. Địa linh cùng huyền linh thần sắc nghiêm lại nói, lãnh pháp chỉ. Lúc này, Hoàng Linh vậy từ dưới đất đứng lên, cái này ba người mơ hồ tạo thành một loại quỷ dị trận thế, hơi thở liên hiệp dưới, mặt đất chấn động. Huyền Linh mặt đầy khinh miệt nhìn Diệp Thần cười lạnh nói. Thật không biết thiếu tôn là thế nào, lại nói cái này nửa bước hợp đạo cảnh phế vật, không hề dưới cùng thiếu tôn thực lực. Hoàng Linh, người có thể đừng kéo chúng ta chân sau, đối mặt loại phế vật này, chúng ta phải đem hoàn toàn nghiền thành cặn bã. Nếu không, chúng ta lại có cái gì tư cách trở thành thiếu tôn linh thị? Diệp Thần nghe vậy,
Cặp mắt híp lại, hắn mơ hồ nhớ, linh võ đại lục bên trong, có một cái thực lực cực mạnh lánh đời tông môn, tên vì Thiên Linh Tông, là không kém gì Huyền Nguyệt Tông nhất lưu thế lực cường đại. Đệ tử trong môn mỗi một cái ở linh võ đại lục trên, đều có thể gọi là thiên tài. Mà Thiên Linh Tông bên trong, triều đại tôn chủ đều là cha truyền con nối chế. Chi này thần bí huyết mạch vô cùng cường đại, mỗi một người thiếu tôn đều là thiên phú tuyệt mạnh hạng người, mà bầu bạn thiếu tôn trưởng thành là nhiệm kỳ kế tôn chủ, chính là Thiên Linh Tông bên trong ưu tú nhất 4 tên đệ tử, được gọi là Thiên Địa Huyền Hoàng Tứ Linh Thị. Thiên Linh đệ tử trong tông, đều đưa có thể hầu hạ thiếu tôn làm là vô thượng quang vinh, mà Tứ Linh Thị, vậy là có thể thay đổi tồn tại. Cho nên, mỗi một Tứ Linh Thị, cũng sẽ hết sức ở thiếu tôn trước mặt biểu hiện mình mạnh mẽ, để tránh bị những người khác cướp lấy. Vậy Địa Linh đột nhiên lộ ra nhất tì hoảng nhiên hiểu ra vẻ nói, Huyền Linh, ngươi nói, thiếu tôn có phải hay không là bởi vì cái này Hoàng Linh bị phế vật này một kiếm chém lui, vì duy trì hắn mặt mũi, mới cố ý phóng đại cái phế vật này thực lực. Vậy Hoàng Linh và Huyền Linh nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ bừng tỉnh, thiếu tôn đối với bọn họ mà nói, chính là thần, làm sao có thể vào một giới nửa bước hợp đạo cảnh phế vật như nhau. Hoàng Linh lại là mặt đầy vẻ cảm kích, đột nhiên nói, đợi một chút, phế vật này do để ta giải quyết. Hắn mới vừa rồi bị Diệp Thần một kiếm đánh lui, nếu không phải có thể đơn độc đánh bại Diệp Thần, sợ rằng, cái này Thăng Long thi đấu kết thúc sau này, Hoàng Linh vị trí, thì phải đổi người rồi. Hắn mặc dù cảm giác được mình mơ hồ không phải Diệp Thần đối thủ, nhưng là, cho dù chết, hắn cũng phải thành tựu thiếu tôn linh thị mà chết. Diệp Thần trầm ngâm chốc lát, mặc dù, lấy hắn tốc độ, cái này mấy người chưa chắc có thể ngăn được hắn. Nhưng là, nếu như tiến vào vậy truyền thừa chỗ, bị cái này ba người và vậy Trần Tín liên thủ công kích, chỉ sợ cũng coi như là hắn, vậy sẽ hơi cảm thấy khó giải quyết, trước hay là ở chỗ này đem cái này mấy người đánh bại thì tốt hơn. Hắn hít sâu một hơi, sau cái thần vương đạo đạo lực ra chỉ tại thân, phần huyết quyết trình độ cao nhất vận chuyển, nháy mắt tức thì từ tại chỗ biến mất, xuất hiện ở vậy Hoàng Linh trước người, sau lưng Kỳ Lân và Hổ Hư Ảnh trước mắt, trình độ cao nhất một kiếm điên cuồng biểu ra. Gần như vậy dưới khoảng cách, vậy Địa Linh, Huyền Linh cùng Hoàng Linh, rốt cuộc hoàn toàn cảm nhận được Diệp Thần vậy trình độ cao nhất kinh khủng lực lượng. Nguyên bản, bọn họ thân vì Thiên Linh Tông đệ tử, đều là vô cùng là tâm cao khí ngạo, căn bản xem thường Thiên Linh Tông ngoài ra võ giả. Cho dù Hoàng Linh bị Diệp Thần một kiếm chém lui, bọn họ cũng không có chân chính cầm Diệp Thần coi ra gì, nhưng mà lúc này, ở nơi này bóng mờ tử vong trước mặt, bọn họ rốt cuộc rung động, thậm chí là sợ hãi. Bọn họ nhưng mà kết thành tứ linh trận à. Mặc dù ít một người, nhưng là uy lực vậy đủ cường đại, có thể cùng cường giả đánh một trận. Dù vậy, lại Diệp Thần một kiếm trước mặt, cảm nhận được hơi thở tử vong. Điều này sao có thể? Đây bất quá là một cái nửa bước hợp đạo cảnh phế vật mà thôi à. Bất quá lúc này, bọn họ đã không còn kịp suy tư nữa, ba người đồng thời ra tay, lại là vô cùng ăn ý, ba đạo kiếm mang dung hợp, tạo thành một đạo tản ra vô cùng là sắc bén hơi thở dáng vóc to kiếm long, nghênh hướng Diệp Thần kiếm quang. Ầm một tiếng kinh thiên vang lớn. Địa Linh ba người hợp lực dưới, lại vẫn bị Diệp Thần chém được liền lùi mấy bước, hơn nữa, đều là khóe miệng trào máu, bị thương nhẹ. Mà Diệp Thần mặc dù vậy bị nhất định lực phản chấn ảnh hưởng, nhưng là lấy hắn bất hủ thần thể cường hãn, điểm này lực phản chấn còn chưa đủ để cho hắn bị thương. Lúc này, cái này mấy người rốt cuộc tin tưởng, thiếu tôn theo như lời, người này thực lực không kém gì hắn, cũng không phải là nói xạo. Bọn họ vận may tầng 8 tầng 9 trời, căn bản không đủ xem à. Một khắc sau, cái này mấy người độn quang cùng nhau, liên hiệp thành một đạo cầu vòng, lại là lui về phía sau, cùng Diệp Thần kéo ra khoảng cách. Dẫu sao, thiếu tôn chỉ là để phân phó bọn họ đem Diệp Thần ngăn trở mà thôi, cho nên bây giờ, mục đích chủ yếu nhất, là muốn trì hoãn Diệp Thần, không để cho hắn ảnh hưởng đến thiếu tôn làm việc, mà không phải là thà liều mạng. Diệp Thần cân nhắc nhìn lui về phía sau, mặt đầy mồ hôi lạnh nhìn mình mấy người, cười lạnh nói. Thiên Linh Tông đệ tử, nguyên lai cũng chỉ là loại này ngu muội liều lĩnh ngu xuẩn vật, các ngươi mới vừa không phải còn muốn đem ta nghiền ép, cùng ta một mình đấu sao? Bây giờ, làm sao ngược lại lui về sau? Ta bất quá ra một kiếm, các ngươi, chỉ sợ sao?
Vậy Thiên Linh Tông mấy người nghe vậy, đều là vành mắt sắp nứt, Thiên Linh Tông là bọn họ kiêu ngạo, bây giờ lại bị cái này cấp thấp tông người ngoài làm nhục. Bọn họ trong lòng cũng muốn đem Diệp Thần bầm thây vạn đoạn, nhưng không ai tiến lên trước một bước, tới một cái, là bởi vì là thiếu tôn chỉ thị, thứ hai, chính là bởi vì Diệp Thần mới vừa rồi một kiếm kia, thật sự là quá kinh khủng. Cho dù bọn họ ba người liên thủ, vậy không có lòng tin có thể tiếp liền ngăn trở Diệp Thần một kích toàn lực. Diệp Thần khẽ cười lạnh, thi triển trăm bước đuổi điện, thân hóa sấm sét, ngay lập tức bây giờ đã tới đến Thiên Linh Tông mọi người trước người, trình độ cao nhất một kiếm lại chém. Bất hủ kiếm ý và canh kim khí bùng nổ. Thậm chí một kiếm này mang hai đầu thượng cổ hung thú gầm thét. Thiên Linh Tông mấy người sắc mặt hoảng hốt, cái này vốn cho là phế vật người, không chỉ có công kích cường hãn như vậy, liền tốc độ cũng vượt quá tưởng tượng. Bọn họ người người sắc mặt ngưng trọng, cắn chặt hàm răng, trường kiếm cử động nữa, linh lực cuồng chuyển, hết sức thi triển kiếm kỹ. Kiếm long gầm thét, cứ như muốn xuyên thủng hư không. Nhưng mà, lớn mạnh như vậy một kiếm, ở Diệp Thần vậy tựa như đủ để khai thiên ích địa trình độ cao nhất bất hủ một kiếm trước mặt, vậy mơ hồ không địch lại. Kinh thiên vang lớn. Cả tòa động phủ cũng kịch liệt lay động, cái này cường đại công kích đụng nhau, cơ hồ phải đem cái này cổ xưa động phủ phá hủy. Thiên Linh Tông mọi người miệng phun máu tươi, lần nữa cuồng lui. Lúc này, trong mắt của bọn họ nào còn có phân nửa cuồng ngạo, nhìn vậy đạo từ bụi mù bên trong chậm rãi đi tới thân ảnh thon dài, tràn đầy vẻ kinh hãi. Diệp Thần quanh thân điện mang cùng nhau, không cho đối thủ chút nào cơ hội thở dốc, lại là một kiếm hung hăng chém tới. Thiên Linh Tông mấy người cùng chung giống to, cả người ra nổ tung, một hồi huyết quang hiện lên quanh thân, hiển nhiên thi triển nào đó kích thích tiềm năng bí thuật. Vận dụng bí thuật sau đó, mấy người kiếm thế mạnh hơn, kiếm long hét giận dữ, cùng Diệp Thần kiếm quang bên trong bạch hổ chi hình liều chết tương bác. Vô cùng là chói mắt linh quang bùng nổ, cái này ma linh tử lưu lại động phủ, bị hai bên công kích đánh vào, lại bắt đầu bộ phận sụp đổ. Mà Thiên Linh Tông mấy người liều chết nhất kích, vậy rốt cuộc ở Diệp Thần trên mình, để lại vết thương. Một đạo cực mạnh kiếm ý xuyên qua Diệp Thần ngực, để lại một cái hai ngón tay chiều rộng lỗ máu. Bất quá, vậy Thiên Linh Tông mấy người, nhưng càng thê thảm, bọn họ cầm kiếm tay ở Diệp Thần tiếp ngay cả công kích dưới, đều bị vậy cự lực nơi vặn vẹo, bắp thịt gãy lìa, xương cốt nghiền. Trên mình lại là trải rộng mấy đạo sâu thấy tới xương vết thương. Nếu không phải dựa vào bí thuật chống đỡ, bọn họ bây giờ, sợ rằng đều đã không cách nào đứng. Bất quá, khi bọn hắn thấy Diệp Thần ngực kiếm tổn thương sau đó, đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ, rốt cuộc để cho hắn bị thương, lấy Thiên Linh Tông kiếm ý mạnh, phổ thông võ giả một khi gặp phải kiếm ý vào cơ thể, kinh mạch liền sẽ phải chịu cực lớn tổn thương. Cho dù Diệp Thần mạnh hơn nữa, lúc này chắc bị thương không nhẹ, trong chốc lát thì không cách nào lại tiến hành công kích. Bọn họ thậm chí, nổi lên lần nữa liều mạng đánh một trận có lẽ chỉ có hy vọng đem Diệp Thần hoàn toàn chém giết ý tưởng. Nhưng mà, một khắc sau, Thiên Linh Tông mấy người, liền hoàn toàn lâm vào đờ đẫn, mê võng nhìn hết thảy phát sinh trước mắt, hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Vốn bị thương chí mạng Diệp Thần, lại như không có chuyện gì xảy ra hướng mấy người đi tới. Hơn nữa, ngực lỗ máu, lại thật nhanh di hợp trước. Đây chính là Thiên Linh Tông kiếm ý à, chính là lấy thân xác nổi danh thể tu, cũng căn bản không cách nào ngăn cản cực mạnh kiếm ý à. Làm sao đến Diệp Thần trên mình, tạo thành vết thương, liền dễ dàng như vậy khép lại. Cái này mẹ hắn là cái gì thân xác à? Lúc này, nguyên bản cuồng ngạo không thể một đời Thiên Linh Tông tứ linh thị, rốt cuộc, lâm vào hoàn toàn khủng bố bên trong. Bọn họ nhìn một bước kia bước đi tới Diệp Thần. Liền tựa như gặp được địa ngục ác quỷ, hoảng sợ thét lên không ngừng lui về phía sau trước, bọn họ biết, Diệp Thần ra lại kiếm lúc đó, chính là tử vong đến đang lúc. Vậy làm sao có thể kêu bọn họ không sợ hãi? Bọn họ thân là tứ linh thị, không phải sợ tử vong, mà là sợ mình tựa như trên một con đường chó hoang như nhau, bị người triệt để dẫm ở dưới chân. Nhưng bây giờ, bọn họ cũng đã bị Diệp Thần hoàn toàn nghiền ép. Ở nơi này nguy cơ giây phút, dị biến phát sinh. Một đạo kinh thiên kiếm mang, từ động phủ ra nhanh chóng bắn tới, trong thoáng qua, liền rơi vào địa linh mấy người trước người.
Kiếm quang thu lại, hiện ra một đạo bóng dáng thướt tha xinh đẹp, Diệp Thần ánh mắt chớp động, cái này người đến, lại là một người cả người màu trắng quần lụa mỏng che mặt, chỉ lộ ra một đôi vô cùng đẹp trong mắt cô gái. Vậy vốn đã rơi vào tuyệt vọng mấy người, thấy người đàn bà này sau đó, ánh mắt lại thoáng qua sáng lên, tựa như thấy được cứu tinh. Bọn họ kinh ngạc vui mừng hoan hô đến, thiên linh. Ngươi rốt cuộc đã tới. Nếu nói là tứ linh thị bên trong, có vị nào là sẽ không bị thay thế, như vậy, chính là trời khéo léo vị trí. Truyền thuyết, thiên linh tông vốn là, chính là vì tuyển chọn hầu hạ một cái cổ xưa con em của gia tộc mà sáng lập, hắn khai tông đứng đầu, chính là mấy đời là vậy gia tộc cổ xưa ra sức một gia tộc khác, kỳ danh là thiên linh. Là lấy thiên linh vị, cùng thiếu tôn tương tự, cũng là quan hệ lâu đời tập kích chế. Diệp Thần nhìn cô gái này, cũng là hơi cau mày, cô gái này lại cũng nửa bước tinh khiếu tu vi, hơn nữa hơi thở cực mạnh, lại không kém chút nào cái đó Trần Tín. Phụ nữ kia một cặp mắt màu mặc dù vô cùng đẹp, nhưng băng hàn thấu xương, không mang theo chút tình cảm nào, Diệp Thần đang nhìn nàng, nàng vậy đang nhìn Diệp Thần. Một lát sau, phụ nữ kia rốt cuộc nhàn nhạt nói, kết tứ linh trận. Địa linh ba người, trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn. Đem trường kiếm giao đến không có bị thương cái tay kia, hướng về phía Diệp Thần gầm hét lên, ha ha ha. Ngươi ngày rỗ, ngươi lấy là ngươi rất mạnh, có thể nghiền đè chúng ta. Bây giờ, để cho ngươi biết một chút về ta thiên linh tông hoàn toàn trạng thái bốn linh trận uy lực đi. Lập tức, ngươi liền sẽ rõ ràng, cái gì mới thật sự là khủng bố. Thiên linh tông bốn người hơi thở, lấy người phụ nữ kia làm trung tâm ngưng tụ. Ngay tức thì bộc phát ra vượt qua hết thảy uy áp, Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, mặc dù thiên linh tông bốn người cũng là lấy kết trận hình thức tiến hành công kích, nhưng là cùng Trần Phi Anh sử dụng kiếm trận bất đồng chính là, cái này bốn người công kích ngưng luyện là một, cho dù thi triển kỳ lân sát cũng không cách nào phá hoại hắn trận thế. Tên kia trong trẻo lạnh lùng cô gái chậm rãi giơ kiếm, kiếm ý kích động dưới, lại so mới vừa rồi địa linh ba người lúc thi triển, cường đại không chỉ gấp mấy lần. Mà địa linh mấy người, cảm thụ mình tăng vọt lực lượng, không khỏi hơn nữa liều lĩnh, mặt mũi vặn vẹo hướng về phía Diệp Thần gào thét nói. Như thế nào, sợ chưa, biết ta thiên linh tông cường đại chứ, một giới con kiến hôi, cũng dám ở chúng ta trước mặt ngông cuồng. Tốt nhất bây giờ liền quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cầu xin bọn ta tha thứ, nếu không, lập tức là ngươi trả giá thật lớn lúc. Dường như muốn dùng đối với Diệp Thần giễu cợt. Tới cọ rửa mới vừa rồi gặp khuất nhục vậy. Diệp Thần nhìn vậy nói chuyện hoàng linh các người, trên mặt lộ ra một tơ nụ cười bất đắc dĩ, nói trả giá thật lớn. Chỉ bằng mấy cái chó chết chủ, có cái gì tư cách để cho ta trả giá thật lớn. Hoàng linh các người hơi sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, tức liền đến lúc này, Diệp Thần vẫn không có chút nào dao động, vẫn như vậy cuồng ngạo. Hoàng linh đám người mặt mũi, hơn nữa điên cuồng cùng tức giận, bởi vì bọn họ cảm giác mình hoàn toàn bị Diệp Thần nghiền ép, bất luận là thực lực lên, vẫn là tâm tính lên. Bọn họ giận, là bởi vì là bọn họ không cách nào chối, mình lại không bằng một cái thiên linh tông ra hạ các người sự thật này. Liền liền vậy trong trẻo lạnh lùng cô gái, lúc này nhìn Diệp Thần, trong con ngươi xinh đẹp đều phát hiện ra vẻ kinh dị. Diệp Thần biểu hiện, để cho nàng cũng có chút kinh ngạc. Bất quá, vậy chỉ là kinh ngạc mà thôi. Trong trẻo lạnh lùng trong tay cô gái trường kiếm chỉ một cái, nhìn như nhẹ nhàng tùy ý, còn khá cái mỹ cảm, tựa như không mang theo chút nào lực sát thương. Nhưng mà, một khắc sau, vậy tựa như có thể phá diệt hồng mông thái sơ vô cùng kiếm ý, liền hướng Diệp Thần cuốn tới. Diệp Thần ánh mắt trầm ngưng, khẽ quát một tiếng, linh sát hợp kích. Hắn cả người điện mang cùng nhau, hóa thân sấm sét màu vàng, chẳng những không chút nào né tránh. Ngược lại đón kinh khủng kia kiếm ý lên. Hoàng linh các người thấy Diệp Thần đón kiếm khí lên, trên mặt cũng hiện đầy mừng như điên cùng vẻ châm chọc. Phế vật này, thật lấy là mình là không chết chiến thần. Thiên linh thực lực đã quá đáng sợ, thông qua tứ linh trận, mấy người bọn họ linh lực cùng thiên linh liền kết một thể, lúc này thiên linh đánh ra một kiếm, chỉ sợ cũng coi như là bên trong tông trưởng lão cũng không dám chính diện cứng rắn hãn. Một cái chính là nửa bước hợp đạo cảnh võ giả, cho dù lại nghịch thiên, yêu nghiệt đi nữa, vậy tuyệt không thể nào đón đỡ một chiêu này mà không chết. Diệp Thần là cuồng, là ngạo, là rất mạnh. Nhưng là,
cuồng ngạo có lúc, là sẽ hại chết mình. So với bây giờ, hắn liền tuyệt đối là một người chết. Nghĩ đến Diệp Thần kết quả, địa linh đám người trong mắt, tất cả đều là sảng khoái. Huyết ma kiếm động, chém ra kinh thiên kiếm ý. Kiếm quang kiếm khí va chạm, bộc phát ra hủy thiên diệt địa hơi thở, cái này ma linh tử lưu lại cổ xưa động phủ, vốn là đã là trước mắt tan hoang, rốt cuộc ở một kích này uy lực còn lại phá hoại dưới, bắt đầu tan vỡ. Bụi khói nổi lên bốn phía, mà bụi mù bên trong, là mùi máu tanh nồng đậm. Hoàng Linh nhìn vậy bụi mù bên trong phiêu tán đạm bạc xương máu, không khỏi lộ ra thỏa mãn mỉm cười, vậy đáng giận phế vật, bây giờ, đã chết được không thể chết lại chứ. Liền làm hắn chuẩn bị mở miệng nữa giễu cợt Diệp Thần mấy câu lúc đó, một đạo màu máu bóng người, đột nhiên hiện lên Hoàng Linh trước người. Hoàng Linh con người run lên, tựa như gặp được địa ngục ác quỷ vậy, sắc mặt ngay tức thì đổi được vô cùng nhợt nhạt. Hắn giơ lên trong tay trường kiếm, linh lực kích động, liền muốn ra tay. Nhưng mà, cái kế tiếp ngay tức thì, hắn liền hô hấp hơi chậm lại, sắc mặt canh liếc một phần, bởi vì, hắn phát hiện, linh lực của mình, lại tựa như đọng lại vậy, không nhúc nhích tí nào. Hơn nữa, mình thần niệm vậy cảm thấy một hồi đau nhói, lâm vào hỗn loạn bên trong. Còn không cùng hắn làm ra phản ứng gì, kiếm quang chớp mắt, cái này Hoàng Linh liền kêu thảm thiết cũng không phát ra, liền bị Diệp Thần một kiếm chém bạo, hóa là một hồi xương máu phiêu tán. Thiên Linh mắt đẹp một chuyển, lộ ra vẻ kinh dị, trường kiếm động một cái, thì phải đối với Diệp Thần đánh tới, nhưng là, Diệp Thần tốc độ, chân thực quá nhanh. Cho dù Thiên Linh phản ứng thần tốc, kịp thời ra tay, Diệp Thần hay là đem Huyền Linh, vậy cùng nhau chém giết. Ầm một tiếng. Mặc dù Diệp Thần chém liên tục liền Hoàng Linh cùng Huyền Linh, đưa đến tứ linh trận uy lực lớn hàng, nhưng là, Thiên Linh một kiếm, vẫn là vững chắc đánh trúng Diệp Thần. Liền tại Thiên Linh lấy là Diệp Thần muốn ở dưới một kiếm này trọng thương lúc, Diệp Thần bề mặt bỗng nhiên gian hiện ra một đạo cuồn cuộn ma khí, lại đem một kiếm này hoàn toàn ngăn trở. Cái này ma khí, giống như liên thông cửu u, lại để cho bọn họ sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Đối với bốn người ra tay, ác ma mắt hiển nhiên có chút không vui. Dẫu sao cái này nói thế nào đi nữa cũng là thủ hạ hắn lưu lại một nơi di tích. Bất quá hắn vậy chưa đến nỗi ra tay chu diệt cái này mấy người. Chỉ có thể ở thời khắc mấu chốt, thi triển một đạo thuật pháp là Diệp Thần ngăn trở một số. Cố nhiên ngăn cản, vậy vô cùng mạnh mẽ kiếm khí, hay là để cho Diệp Thần thân thể lắc lư mấy cái, bề mặt máu tươi chảy hơn nữa đậm đà. Nhưng là, Diệp Thần trong mắt nhưng không chút nào vẻ sợ hãi, ngược lại thiêu đốt kỳ dị nào đó thần quang, tựa như vô cùng hưng phấn, vô cùng hưởng thụ giết hại khoái cảm vậy. Vậy làm người ta sợ hãi ánh mắt đảo qua, ngưng tụ ở địa linh trên mình. May là địa linh tâm tính không kém, bị Diệp Thần biển máu này tu la giống vậy ánh mắt phong tỏa, lại cũng là theo bản năng dùng mình một cái. Trong một cái chớp mắt này, địa linh cảm nhận được một loại đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Thiên Linh hồ đồ nói không tốt, nàng một bên xúc lực lại công, vừa hướng địa linh khẽ kêu nói, địa linh, chạy mau. Địa linh điên cuồng thét chói tai, không cần Thiên Linh mở miệng, hắn đã liều mạng hướng đang sụp đổ động phủ ra chạy trốn. Nhưng mà, chạy thoát được sao? Diệp Thần thân hình quỷ dị chớp mắt, giống như sấm sét vậy ngay lập tức gian xuất hiện ở linh sau lưng. Một kiếm chém ra, một khắc sau, lại là một hồi xương máu nổ lên. Diệp Thần lại cái này điện quang hỏa thạch nháy mắt tức thì, chém liên tục ba tên vận may hậu kỳ thiên tài. Chém giết địa linh sau đó, Diệp Thần hơi thở dốc. Cho dù là hắn, cao cường như vậy tốc độ tiến hành chiến đấu, vậy hơi cảm thấy cố hết sức. Dẫu sao, cho dù hắn linh lực hồn dày vô cùng, vượt xa giống vậy hợp đạo vận may võ giả, nhưng, hắn thực lực tuy mạnh. Nửa bước hợp đạo cảnh linh lực, vẫn là có chút cây không lên. Diệp Thần cổ tay động một cái, mười mấy viên khôi phục linh lực cùng với chữa thương đan dược không vào trong miệng, cũng chính là hắn bất hủ thần thể vô cùng cường đại, mới có thể dùng loại này gần như tự hủy kinh mạch giống vậy phương thức tới khôi phục. Lúc này Thiên Linh, trong con ngươi xinh đẹp rốt cuộc mất đi phần kia rừng rưng, lộ vẻ được ngưng trọng vô cùng, xinh đẹp tuyệt trần hơi nhăn, trường kiếm giơ ở trước ngực. Chặt chẽ nhìn chằm chằm Diệp Thần. Nàng chậm chạp không có ra tay, là bởi vì là đang tích góp lực lượng, nàng kiếm ý đang không ngừng ngưng tụ. Bất quá,
Dù vậy, nàng nhưng vẫn không có lòng tin có thể một kiếm đánh bại Diệp Thần, mới vừa rồi nàng lợi dụng tứ linh trận thi triển kiếm quyết, đều không cách nào đem Diệp Thần đánh ngã. Lúc này, cái này gần đây như sương tuyết vậy trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm cô gái, cũng không miễn có chút luống cuống. Bởi vì, nàng không biết, đối mặt trước mắt cái này nhìn như vô cùng ma tính, giống như vĩnh viễn sẽ không ngã xuống nam tử, kết quả có thủ đoạn gì, có thể đem hắn đánh ngã. Diệp Thần nhìn Thiên Linh, giơ lên huyết ma kiếm đang chuẩn bị động thủ, nhưng vào lúc này, vậy cơ hồ hoàn toàn sụp đổ kiến trúc bên trong, đột nhiên dâng lên một đạo độn quang, hướng Thiên Linh chỗ ở vị trí bắn nhanh tới. Diệp Thần nhướng mày một cái, liền thấy Thiên Linh Tông thiếu tôn Trần Tín đã rơi vào Thiên Linh bên người. Vậy Trần Tín nhìn lướt qua bốn phía, lại nhìn xem Diệp Thần, cũng là mặt lộ hơi kinh ngạc vẻ, bất quá, rất nhanh hắn mặt mũi liền khôi phục bình tĩnh. Đối với Diệp Thần cười nhạt nói, xem ra, ta thật đúng là không giết được Diệp huynh. Hắn vừa nói vừa quay đầu hướng Thiên Linh nói, tin tức có sai lầm, vật kia lại có thể không ở nơi này, chúng ta phải mau rời khỏi. Thiên Linh nhìn một cái Diệp Thần, do dự chốc lát, vẫn mở miệng nói, nhưng mà, người này giết Địa Linh, Huyền Linh, Hoàng Linh ba người. Trần Tín sửng dưng nói, những người đó đều có thể thay thế, đếm xỉa đến làm gì. Huống chi, cho dù ta ngươi hai người liên thủ, có thể chiến thắng Diệp huynh, vậy ắt sẽ bỏ ra giá thảm trọng. Diệp Thần nghe vậy, nhìn về phía Trần Tín ánh mắt, ngược lại có chút khác thường, cái này Thiên Linh Tông thiếu tôn, xem ra, quả nhiên có chút chỗ hơn người. Trần Tín ngay sau đó xoay đầu lại, đối với Diệp Thần cười cười nói, Diệp huynh, trước đây có nhiều đắc tội, nếu như tương lai chúng ta có duyên phận gặp mặt, lại hướng ngươi nhận lỗi, đúng rồi. Ta không gọi Trần Tín, ta thật tên gọi Cơ Huyền. Còn nữa, vật này là cho người bồi lễ nói xin lỗi. Xin hãy nhận lấy. Sau này gặp lại. Dứt lời, liền kéo Thiên Linh, hóa thành một đạo độn quang xông lên trời, động phủ phía trên không ngừng sụp đổ đất đá, lại bị vậy đạo độn quang trực tiếp xông lên được nghiền. Diệp Thần nhìn Cơ Huyền hình bóng, ánh mắt lóe lên một hồi, cuối cùng vẫn là quanh thân lôi quang chớp mắt, hướng ngược lại rời đi. Hắn sở dĩ không nhúc nhích sát thủ, là bởi vì là không có ở đây và cái này hai người động thủ. Hai cái nửa bước tinh khiếu thiên tài ngay cả tay, mình thật đúng là không nhất định có thể thắng. Huống chi động phủ lập tức phải sụp, hắn phải mau sớm đi ma linh tử nhật ký bên trong miêu tả phương hướng lấy một kiểu đồ. Làm ác ma mắt, thức hải bên trong không ngừng vang lên ác ma mắt thúc giục thanh âm. Mặt đất chấn động, bụi mù cuồn cuộn. Diệp Thần bước chân rốt cuộc dừng lại, hắn đi tới một phiến trước cửa. Ác ma mắt, tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào? Lời nói vừa dứt, Diệp Thần ấn đường liền bắn ra một đạo quang, ánh sáng rơi vào trên cửa phù văn cổ xưa lại lưu vòng vo. Một giây kế tiếp, cửa lại mở. Cuồn cuộn ma khí tràn ra. Vào đi thôi. Diệp Thần gật đầu, trực tiếp tiến vào bên trong. Đến bên trong. Để cho Diệp Thần bất ngờ là, lại chỉ có một tòa hai thước cao tượng đá cùng với vậy dũng động ma khí. Bên trong cực kỳ âm lãnh, nhiệt độ phảng phất là đâm vào đao, một tấc tấc đâm vào Diệp Thần thân thể. Nếu như không phải là bất hủ thần thể, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi. Người nào lại dám xông vào nơi đây? Đột nhiên, tượng đá kia lại lên tiếng. Hơn nữa, tượng đá trong tay trường thương không có dấu hiệu nào hướng Diệp Thần đâm tới. Cái này đâm một cái lực lượng, lại vượt qua tinh khiếu cảnh tầng 9 thiên đỉnh cấp. Lại là xé hư không? Chung quanh từ trường và không khí cũng rối loạn. Diệp Thần bây giờ căn bản không có tư cách ngăn trở à? Ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, Diệp Thần ấn đường bắn ra một đạo dày, ta người cũng dám động. Quỳ xuống. Lời này vừa nói ra, trường thương lại treo ngừng ở Diệp Thần ấn đường 10 cm vị trí. Không chỉ như vậy, Diệp Thần kinh ngạc phát hiện tượng đá kia diễn cảm cực độ sợ hãi. Thậm chí thân thể đang run rẩy. Một giây kế tiếp, tượng đá trực tiếp quỳ xuống Diệp Thần trước người, kích động tiếng vang khắp ma đế. Ngài lại vẫn còn sống. Làm sao có thể, Lâm Uyên gặp qua ma đế. Diệp Thần nghe được câu này, kinh hãi. Ma đế, là dạng gì tồn tại mới có thể xưng đế? Ác ma mắt nghĩ sâu xa mấy giây, đối với Diệp Thần nói, ta biết ngươi nghi ngờ ta thân phận, ta danh hiệu quá nhiều,
chẳng qua là một nhóm người cho ta một cái xưng hô mà thôi. Bất quá có thể gọi ta là ma đế người, chỉ có bên người ta dưới quyền. Hết thảy các thứ này cũng không trọng yếu, trọng yếu chính là bây giờ có thể hay không mượn ngươi thân thể dùng một chút, 5 phút là đủ rồi. Diệp Thần gật đầu đáp ứng. Một giây kế tiếp, Diệp Thần ấn đường phun trào ra cực hạn quang. Diệp Thần toàn thân lưu động cửu u ma khí. Thông thiên thế quật khởi. Dù là Diệp Thần con người vậy hiện lên lạnh như băng hồng quang. Cả người tản mát ra một loại 9 tầng trời đế tôn khí thế. Diệp Thần hai tay chắp sau lưng, ngưng mắt nhìn quỳ xuống tượng đá nói, ma linh tử đồ, là ngươi bảo vệ. Tượng đá kia không dám xem Diệp Thần một mắt, cung kính nói, ma đế, chính là. Ma linh tử lưu lại nơi này, ta cháy tu vi lấy ma thạch là tế, vĩnh cửu bảo vệ. Nếu như vô duyên người dám mạnh xông, ta thuận tiện lấy chí cường nhất kích chu diệt đối phương, hơn nữa hủy diệt nơi này. Nói tới chỗ này, tượng đá do dự mấy giây, lại nói, ma đế, nếu ngài trở về, tại sao không đi cửu u và ma tộc? Cửu u và ma tộc cần ngài nắm giữ. Thậm chí, chúng ta có thể lấy thông thiên thế, tái chiến những tên kia. Những tên kia khẳng định không biết ma đế lại sống lại. Ha ha! Diệp Thần thở dài một tiếng, hủy diệt thù, ta cuối cùng là phải báo, nhưng không phải bây giờ. Ta chết sau đó, ma tộc và cửu u như thế nào? Đến nơi này, tượng đá trầm mặc. Ta muốn câu trả lời. Tượng đá ngẩng đầu lên, nhìn một cái Diệp Thần, vẫn là nói, ma đế, ta sở dĩ hy vọng ngài đi cửu u và ma tộc, chính là bởi vì, cái đó đã từng là ma chi địa, đã trước mắt tan hoang. Vậy một chàng thượng cổ cuộc chiến, chấn động thương khung, thiên đạo bị thương nặng, ác mộng cắn nuốt linh võ đại lục, ước chừng một tháng, chúng ta nhưng cuối cùng chờ được ma đế rơi xuống tin tức, lúc này sau đó, linh võ đại lục ma vực, một phiến hỗn loạn, vô số người muốn nắm trong tay ma tộc và cửu u, nhưng phát hiện bọn họ căn bản không có ma đế ngút trời oai. Ma vực sụp đổ, không ngừng chia ra, mà cửu u vậy hoàn toàn đóng cửa, không hỏi chuyện ngoại giới. Ma tộc rất nhiều người rời đi ma vực, ở linh võ đại lục đông tây nam bắc bốn vực tự thành tông môn. Thậm chí, ngài rất nhiều bộ hạ, đều bị xúc sinh kia vô tình trấn áp. Thậm chí con gái ngài, cũng bị khốn tại hải ma bên trong. Nghe đến chỗ này, Diệp Thần trên mình phun trào ra ngút trời sát ý, vô tận ma khí lại hình thành trăm tôn ma ảnh. Chung quanh hết thảy, tựa như tự thành địa ngục. Thậm chí, toàn bộ Thăng Long thi đấu bí cảnh cũng chấn động lên. Mà ngoại giới mở cái này bí cảnh thanh niên anh Tuấn lại là tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Ma đế cơn giận, ai có thể chịu đựng. Ngoại giới vô số cường giả hướng thanh niên anh Tuấn vào tới. Bọn họ nhưng mà biết cái này người thanh niên thân phận cao quý. Nếu là ở nơi này bị thương, thanh niên người sau lưng truy cứu trách nhiệm thì phiền toái. Xúc sinh kia nhưng mà quân ma trần. Diệp Thần thanh âm đột nhiên bình tĩnh. Tượng đá gật đầu, ma đế, chính là. Ta biết, Diệp Thần chỉ khạc ra cái này hai chữ. Nhưng là cái này bốn chữ ở tượng đá trong mắt, nhưng rõ ràng liền cái gì. Ma đế nổi giận. Bình tĩnh tức giận đỉnh trước linh võ đại lục và ma vực muốn nghênh đón một tràng ngút trời gió bão. Ma linh tử vật lưu lại ở đâu? Giao cho ta, Diệp Thần nói. Tượng đá cũng không nói nhảm, đứng lên, ngón tay bắt pháp quyết, mặt đất lại nứt ra. Lại là xuất hiện một cái màu đen cổ xưa hộp. Thời gian đã đến. Ác ma mắt biết rõ không thể lại chiếm cứ Diệp Thần thân thể, nếu không đối với Diệp Thần tất nhiên có ảnh hưởng. Vô tận ma khí tràn vào ấn đường. Ác ma mắt đối với tỉnh hồn lại Diệp Thần nói, cầm cái dương thu cất. Còn nữa, Diệp Thần, có thể hay không cầu ngươi một chuyện? Diệp Thần tự nhiên nghe được hai người đối thoại, liền nói, ngươi có phải hay không muốn ta đi một chuyến ma vực? Đúng, ta không yêu cầu ngươi bây giờ đi, nhưng là ta hy vọng, có một ngày, ngươi có thể đi một chuyến. Vì thế, ta nguyện ý bỏ ra một ít giá phải trả. Diệp Thần cười khổ một tiếng, biết, lấy ta thực lực bây giờ cũng đi là tìm chết, chỉ ít chờ ta tìm được mấy khối luân hồi huyền bia mới có một chút khả năng. Ừ, ác ma mắt lại cũng không có thanh âm truyền tới. Diệp Thần nhận hộp, liền phát hiện tượng đá lại hiện đầy vết rách. Xem ra, một khi hộp xuất hiện, liền định trước đối phương phải biến mất.
Diệp Thần vừa mới chuẩn bị rời đi, tượng đá kia liền khẩn cầu, bất kể như thế nào, mời ngài bảo vệ Ma Tốt Đế. Linh võ đại lục không có người nghĩ đơn giản như vậy, cái gọi là thế lực cao cấp, còn không bằng rơi vào ma đạo người. Bọn họ nổi lên điều khiển hết thảy cục. Cấu kết thiên đạo, là thiên đạo chi chó. Tuyệt Hàn Đế Cung phản đối, Tuyệt Hàn Đế Cung một đêm biến mất. Ma Đế phản đối, liền bỏ mạng ở vậy trên trận cổ cuộc chiến. Mặc dù không biết ngươi tên gọi là gì, nhưng là ta hy vọng, ngươi nhất định phải còn sống à. Diệp Thần gật đầu, trăm bước đuổi điện thi triển, hoàn toàn biến mất. Nơi đây lập tức phải sụp đổ. Mấy giây sau đó, một đạo sấm sét màu vàng từ một cái tầm thường hang động bên trong bay ra, ánh sáng thu lại, hiện ra Diệp Thần bóng người, cũng chỉ ở Diệp Thần bay ra hang động ngay tức thì, tòa kia hang động, hoàn toàn sụp đổ tan vỡ. Diệp Thần nhìn một cái hang động, thở dài một tiếng. Ác ma mắt thân phận, hắn đại khái có tính toán. Sợ rằng ở trên cao cổ và thiên đạo so sánh đều không thua. Có ác ma mắt, để cho mình vô số lần sống chết cảnh chuyển nguy thành an. Nhưng là, mình và ác ma mắt càng phát ra liên quan, ý tứ là trước nhân quả chi đạo. Mình đã bất chi bất giác bên trong cuốn vào một tràng kinh thiên chi cục. Cục này không biết và ra ra cục phải chăng trọng hợp. Tựa hồ ở luân hồi thần trên thuyền, chín đại nhân nói qua chuyện tương tự tình. Linh võ đại lục thượng cổ, rốt cuộc cất giấu nhiều ít bí mật không muốn người biết. Luân hồi mộ địa và ác ma mắt lại đóng vai thân phận gì? Cục này thật muốn tự mình tới phá. Thôi, dưới mắt, mình phải làm sự việc còn có rất nhiều. Vẫn là mau sớm ở Thăng Long thi đấu tăng lên thực lực đi. Diệp Thần ngắm nhìn bốn phía, trầm ngâm chốc lát sau đó, liền hướng một cái hướng khác bay đi. Mới vừa rồi trong một trận đánh, hắn vậy bị chút tổn thương, vì để đạt được an toàn, vẫn là tạm thời tìm một nơi kín đáo, đem thương thế khôi phục mới được. Cùng thời khắc đó, ở cách Diệp Thần vị trí chỗ ở khá xa một nơi hoang vu đá, mấy tên võ giả đang sợ hãi kêu khóc, mà ở đối diện bọn họ, một người áo bào đen võ giả thì mang một cái vô cùng vặn vẹo nụ cười, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Ở trong mắt bọn họ, hướng mình đi tới, căn bản không phải người, mà là chân chánh ác ma. Những võ giả này linh lực kích động, liều mạng công kích vậy dần dần ép tới gần khủng bố bóng người. Vậy áo bào đen võ giả thấy vậy, nụ cười trên mặt tựa hồ hơn nữa đậm đà một phần, trầm thấp thì thầm, huyết phệ. Một khắc sau, như sóng lớn giống vậy màu đen ma khí từ trên người dâng lên, những cái kia cường đại công kích rơi vào hắc khí kia đợt sóng trên, bùng nổ vang lớn, nhưng chỉ là nổ lên đoá đoá rất nhỏ đợt sóng. Lại căn bản không cách nào làm bị thương vậy áo bào đen võ giả chút nào. Tựa như, những công kích này, đều bị vậy cuồn cuộn ma khí, chiếm đoạt hầu như không còn vậy. Vậy hắc khí cuồn cuộn, bỗng nhiên về phía trước cuộn sạch, giống như cắn người khác hung thú vậy, cắn những cái kia hoảng sợ võ giả, không hề cố bọn họ vùng vẫy, đem bọn họ kéo đến vậy áo bào đen võ giả bên người. Không muốn à. Những cái kia võ giả tựa như biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì vậy, con người run rẩy kịch liệt, vô cùng là sợ hãi, liều mạng vùng vẫy. Một khắc sau, một màn quỷ dị xuất hiện, vậy áo bào đen võ giả một cánh tái nhợt trưởng đè ở một người võ giả đầu lâu trên, tiếp theo, tên kia võ giả ra lại nhanh chóng khô đét lại, cả người máu thịt linh lực, thậm chí là hắn thần hồn, cũng dọc theo vậy áo bào đen võ giả cánh tay, bị hắn hấp thu được trong cơ thể. Mà ở đem tên võ giả này chiếm đoạt hầu như không còn sau đó, tự thân hơi thở, lại ngay tức thì cao phồng lên tới. Tên kia áo bào đen võ giả bắt trước làm theo, đem còn dư lại mấy tên võ giả, từng cái chiếm đoạt, một hồi âm phong cuốn qua, đem hắn che mặt cái chụp đầu tung lên. Hiện ra một gương mặt ngũ quan khá là khủng bố, càng lộ vẻ được vô cùng là âm xâm lạnh người khuôn mặt. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định sẽ nhận ra người này. Người này, chính là Lâm Tuyệt Long. Mà càng làm cho người cảm thấy quỷ dị chính là, lúc này Lâm Tuyệt Long hơi thở, nhưng là vô cùng khủng bố. Lâm Tuyệt Long cảm thụ trong cơ thể mênh mông lực lượng, sắc mặt nụ cười hơn nữa vặn vẹo, hắn vậy song dĩ kinh hoàn toàn tán mất nhân tính trong mắt bên trong, chớp động ngọn lửa báo cừu. Không đủ, còn chưa đủ. Chấm, Lâm Tuyệt Long nỉ non, ta còn muốn chiếm đoạt càng nhiều, càng nhiều.
huyết minh ở Côn Lôn Hư mặc dù không coi là cường đại nhất, nhưng là bọn họ nắm trong tay bí mật sợ rằng linh võ đại lục đều phải khiếp sợ. Còn nữa, cái này tham gia Thăng Long thi đấu thiên tài, thật đúng là món ăn ngon à. Hắn lè lưỡi liếm môi một cái, lại hiện ra lau một cái vẻ say mê, rất nhanh, hắn sắc mặt lại âm ngoan xuống, cười gằn lẩm bẩm, Diệp thần, chờ ta chiếm đoạt càng nhiều hơn thiên tài, hơn nữa đạt được hồn điện muốn vậy kiểu đồ. Ta liền sẽ tìm được ngươi, để cho ngươi cảm nhận được chân chính thống khổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.